Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 18. Bát gia tái thế chương 946. Cô, đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó, tôi. Phải trở thành người đàn ông của cô. Trong lòng Âu Dã Thanh Vũ, dâng lên một trận phản cảm, Cổ Tinh Hoa này thực sự coi bản thân là một cô gái nhỏ sao. Lại dám dùng giọng điệu bá đạo tổng tài này nói chuyện với cô. Tại một nơi cực xa, trên ngọn một cây cố thụ, có một bóng người duyên dáng yêu kiều mặc áo dài trắng đang đứng, trong tay người này cầm một thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, chỉ chăm chú phóng mắt nhìn mọi thứ ở phía xa. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng cô ta nhìn thấy rõ nét, nghe lọt từng câu, tất cả đều thu vào đáy mắt. Người phụ nữ này chính là Âu Dã Tư Linh. Hôm nay là ngày vị hôn phu của cô ta đến Côn Lôn Hư tổ chức lễ đính hôn, cô ta đương nhiên muốn đến xem một chút. Cô ta lo lắng Trần Bát Hoang sẽ xảy ra chuyện, nếu đã cho đối phương thời gian một năm để trưởng thành, vậy phải bảo đảm cho sự an toàn của anh trong một năm này. Trên quảng trường, Âu Dã Thanh Vũ đối diện với một màn này chỉ bình tĩnh lùi lại hai bước, tạo khoảng cách với Cổ Tinh Hoa. Xin lỗi, cậu Cổ, tôi không xứng với anh. Cổ Tinh Hoa rất hài lòng với cách chọn lời này của Âu Dã Thanh Vũ, không xứng. Hắn ra rất thích hai chữ này. Cô Thanh Vũ, có xứng hay không tôi nói mới tính, Cổ Tinh Hoa tôi tại học viện vô song cũng là nói một không nói hai. Giọng điệu độc đoán của Cổ Tinh Hoa, phút chốc đã sáp lại gần, người đàn ông của cô, tôi làm chắc rồi. Cổ Tinh Hoa, anh không xứng. Đột nhiên đúng lúc này, Kỳ Hàn, người vẫn luôn duy trì trầm lặng, toàn thân lạnh băng thờ ơ mở miệng, nét mặt, biểu cảm đều vô cùng hờ hững. Người khác ức hiếp hắn, sỉ nhục hắn, hắn có thể nhẫn nhịn. Nhưng có kẻ muốn cướp người phụ nữ của cậu chủ, tuyệt đối không được. Cho dù phải chết, hắn ta cũng phải ngăn cản. Mày lại là cộng hành nào, trong thoáng chốc Cổ Tinh Hoa trở nên cực kỳ bất mãn. Kỳ Hàn, tùy tùng của cậu chủ, Kỳ Hàn không nóng không lạnh đáp. Trong mắt Cổ Tinh Hoa xẹt qua một tia bỡn cợt, vậy tao hỏi mày, vì sao tao không xứng? Bởi Thanh Vũ là chị dâu của bọn tao, là người phụ nữ của cậu Trần, so sánh với cậu Lục, mày được tính là thứ. Rác dưới gì, Lữ Đông Dã không hề lưu tình mà trả lời, lớn tiếng nhục mạ. Khoảnh khắc này cả quảng trường bỗng nhiên chìm vào im lặng. Rác rưởi. Vậy mà có người dám mắng chửi Cổ Tinh Hoa là rác rưởi. Còn mắng ngay trước mặt hắn ta. Trời ạ! Gan to tài trời. Hành động này cùng việc tự đâm đầu vào chỗ chết có gì khác biệt. Tên khốn chết tiệt, cậu Cổ là người mà mày có thể chửi à? Trong chớp mắt Hồ Ngạo đứng ra, thân là kẻ theo đuôi Cổ Tinh Hoa, hắn biết mình phải làm gì. Vào lúc này, vừa nói hắn vừa vung tới một bạt tai. Bốp! Âm thanh giòn giã của tiếng bàn tay đập mạnh lên mặt bất ngờ vang lên, Lữ Đông Dã vững vàng nhận lấy một cái tát này. Hắn căn bản không có thời gian để tránh né hay đề phòng. Toàn bộ cơ thể không chịu khống chế mà bay xéo ra ngoài. Bát gia tái thế chương 947. Khi Lữ Đông Dã đáp xuống mặt đất, nửa khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến thành một mảnh máu tươi bê bết, máu thịt mơ hồ, máu tươi đỏ rực gai mũi thuận theo gò má nhỏ tí tách từng giọt. Mẹ kiếp! Lữ Đông Dã hung hăng chửi tục một tiếng, hắn không chịu khuất phục mà gian nan bò dậy từ trên đất. Sau đó, vừa đứng dậy liền bị Hồ Ngạo tung một cước đá bay ra ngoài. Bang! Cơ thể Lữ Đông Dã lại một lần nữa giống như một con tôm, bắn ngược theo hình cánh cung, trực tiếp đập gãy một thân cây. Đông Dã! Anh Lữ! Giang Hồ Hải, Trương Tử Đằng, Hà Đồn, Đàm Thu nhất loạt xông lên, vây quanh Lữ Đông Dã. Anh thế nào rồi? Kỳ Hàn cũng tiến lên quan tâm hỏi. Không sao, tôi thì có thể gặp chuyện gì cơ chứ? Lữ Đông Dã chịu đựng cơn đau bỏng rát như xé toạc ở ngực và mặt, nghiến răng đáp. Đồng thời hắn cũng cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể căn bản không có sức lực, một khi cử động, cơn đau thấu tim gan sẽ tăng lên gấp 10 lần. Khụ, dưới cơn đau kịch liệt, Lữ Đông Dã há miệng ho khan, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, vài tên rác rưởi, Hồ Ngạo cười khẩy, chỉ dựa vào các người cũng có tư cách nói chuyện với cậu Cổ. Chứng kiến một màn này, Cổ Tinh Hoa chỉ bày ra dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt ngả ngớn như đang xem kịch quét qua mấy người họ, sau đó lại rơi lên người Âu Dã Thanh Vũ. Cô Thanh Vũ, tôi muốn nghe cô nói một câu, so sánh giữa tôi và tên Trần Bát Hoang đó thì ai mới là rác rưởi?
Cô đi theo hắn ta hay là làm người phụ nữ của tôi đây? Cổ Tinh Hoa bá đạo tới cực điểm, tại ngoại viện này hắn chính là vô địch, hắn có sự tự tin tuyệt đối sẽ thu phục được Âu Dã Thanh Vũ này. Cô phải trả lời thật cẩn thận, nếu có sai sót thì rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả vô cùng tệ hại đó. Cổ Tinh Hoa đảo mắt về phía mấy người Kỳ Hàn, ví dụ như tính mạng của họ, có thể nằm trong câu trả lời của cô. Cổ Tinh Hoa, anh không lo lắng chị tôi sẽ tìm anh à? Âu Dã Thanh Vũ biểu cảm lãnh đạm như xương băng. Chị gái cô, sợ rằng cô ta lúc này còn đang tu hành tại Vô Song Môn, sao có thể tới nơi này? Cô mong chờ cô ấy tới giúp mình, e rằng có chút người si nói mộng rồi, mặc dù Cổ Tinh Hoa chỉ gặp qua Âu Dã Tư Linh một lần, nhưng hắn hiểu rất rõ. Một người cuồng tu luyện như cô ta căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện ở một nơi như ngoại viện này. Huống hồ, với thân phận của Âu Dã Tư Linh, một khi cô ta xuất hiện sẽ ngay lập tức gảy ra chấn động, hắn cũng sẽ nhận được tin tức sớm nhất. Âu Dã Thanh Vũ không biết phải nói gì, quả thực Cổ Tinh Hoa nói không sai, chị gái cô thật sự là một người cuồng tu luyện, tuy là con nối dõi của nhà Âu Dã nhưng những năm này lại rất hiếm khi trở về. Cho dù gia tộc phải đối mặt với tồn vong sinh tử cũng chưa từng xuất hiện qua. Và lại, hai người họ sống tách biệt từ nhỏ, cô và Âu Dã Tư Linh không hề có bất kỳ gắn kết tình cảm nào. Tôi nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của cậu chủ, anh, không xứng, cũng đúng lúc này, Kỳ Hàn lại lạnh băng lên tiếng, thay Âu Dã Thanh Vũ trả lời câu hỏi của Cổ Tinh Hoa. Cùng lúc đó, trọng kiếm trên lưng hắn không biết từ lúc nào đã ở trong tay, linh lực cuồn cuộn dày đặc. Sát khí dần dần tàn sát bừa bãi. Hả, Cổ Tinh Hoa sửng sốt, không ngờ rằng vào thời điểm này tên nhóc con trước mặt vẫn dám đứng ra, xem ra, có người muốn thách thức uy quyền của tôi mà. Cậu chủ, để tôi thay anh giải quyết loại rác rưởi này, Diệp Ca đã muốn dạy cho Kỳ Hàn một bài học từ lâu, trong mắt hắn mang theo vẻ đùa giỡn bước tới. Được rồi, Diệp Ca, anh, dạy bảo, bọn chúng cho tốt, để chúng ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn. Đừng có đứng ra sủa lung tung nữa, Cổ Tinh Hoa nói tới đây thì thoáng ngừng lại, sau đó bổ sung. Cứ thẳng tay mà làm, hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vâng thưa cậu Cổ. Diệp Ca nhận lệnh, lập tức cầm lấy thanh kiếm từ tay một tân sinh, mày thích dùng kiếm phải không, nào, để tao cho mày xem thế nào mới là kiếm chân chính. Dứt lời, kiếm sáng lên. Bát gia tái thế chương 948. Kiếm trong tay Diệp Ca đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, linh lực nồng đậm trực tiếp quấn lấy toàn thân kiếm, chém thẳng vào Kỳ Hàn khiến nội tâm hắn chấn động, dù cho hắn sớm đã có chuẩn bị nâng cao 1000% tinh thần nghênh đón một kiếm này nhưng vẫn bị khí thế của nó làm khiếp sợ, chỉ riêng sự dao động linh lực dập dờn kia đã thổi làn da của hắn thành từng lớp gợn sóng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị tách rời khỏi xác thịt. Keng! Kỳ Hàn nâng lên trọng kiếm, hắn không có cách nào công kích. Chỉ đành phòng thủ, quét ngang một kiếm ra trước người. Gần như cùng lúc đó, một chiêu kiếm kia của Diệp Ca cũng rơi xuống, chỉ thấy một tia hoa lửa rực rỡ chói mắt bắn tung tóe. Xoạt 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 xoạt. Hai chân của Kỳ Hàn từ phần đều gối trở xuống giống như đinh sắt đóng xuống mặt đất mà lún xuống, đất dính phía dưới không ngừng cuộn lên, ép ra ngoài. Cùng lúc đó, hai cánh tay của Kỳ Hàn xoắn lại như bánh quai trèo, ống tay áo cũng rách vụn từng mảnh. Da thịt tan nát, đỏ rực một mảnh, hiện trường đẫm máu. Hai tay hắn như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, đau đến mức Kỳ Hàn trợn tròn hai mắt, nổi đầy gân xanh, tròng trắng cũng biến thành đỏ lựng. Dư chấn mênh mang khiến Kỳ Hàn tại chỗ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Chấn động. Mọi người xung quanh lại một lần nữa bị Diệp Ca làm rung động, hắn, quá mạnh, quá bá đạo. Thực lực như vậy tuyệt đối có thể trực tiếp gia nhập nội viện. Kỳ Hàn, Kỳ Hàn, bốn người Giang Hồ Hải, Trương Tử Đằng, Hà Đôn, Đàm Thu đều chấn kinh, họ siết chặt tay thành quyền, hốc mắt đỏ hoe, phẫn nộ cùng cực. Nhưng bọn họ không có cách, không có bất kỳ biện pháp nào. Căn bản không giúp đỡ được gì. Kiến cỏ, Diệp Ca từ trên cao nhìn xuống với khí thế áp đảo, trong đôi mắt hắn lúc này lập lòe tia sáng tham lam. Kiếm của mày không tồi, tao muốn chắc rồi, để nó xuống. Năng lực phân biệt của Diệp Ca thực sự không tồi, chỉ với một cái liếc mắt hắn đã nhìn ra kiếm trong tay Kỳ Hàn là một thành kiếm tốt. Nếu không cũng không thể chống đỡ được một chiêu vừa rồi của hắn ta mà không sứt mẻ gì. Nằm mơ, khóe miệng Kỳ Hàn vương tia máu, bắn ra tia nhìn sắc bén. Hắn sẽ không buông xuống kiếm trong tay, đối với hắn, kiếm là sinh mệnh,
sinh mệnh là kiếm. Mất kiếm chính là mất mạng. Không bỏ, miệng Diệp Ca nhếch lên một tia chế nhạo, vậy liền hành hạ đến khi nào mày bỏ xuống. Kiếm quang lại lóe lên, kiếm trong tay Diệp Ca đã nhanh như chớp đâm về phía cánh tay của Kỳ Hàn. Phập! Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, Kỳ Hàn có thể tiếp lấy một kiếm trước đóc của Diệp Ca đã là cực hạn, lúc này thanh kiếm không chút ngăn trở đâm vào tay trái của Kỳ Hàn, máu thịt phun trào, trực tiếp đâm xuyên qua, lại nhanh chóng rút ra. Buông tay, Diệp Ca lại một lần nữa thở ơ nói. Kỳ Hàn vẫn nắm chặt kiếm, một tay cầm không chắc liền dùng cả hai tay, không. Phập! Bát gia tái thế chương 949. Chữa không, vừa vang lên, một kiếm của Diệp Ca lại đâm xuống cánh tay còn lại của Kỳ Hàn. Buông tay, Diệp Ca lại nói. Diệp Ca, mày đừng mơ, Kỳ Hàn điều chuyển linh khí. Cho dù hai tay đã gần như tê dại nhưng hắn vẫn như cũ nâng thanh trọng kiếm giống như một chiếc rìu phá núi mà chém về phía Diệp Ca với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Ai cũng không ngờ tới hắn ta lúc này vẫn có thể thi triển tấn công, hơn nữa thanh thế còn cực lớn. Huyền Minh nhất kiếm, Kỳ Hàn quát lớn, cùng với một tiếng giống giận này, thanh trọng kiếm kia vào lúc này nở rộ ánh sáng thần thánh màu đen, mờ ảo chớp tắt giống như một thanh ma kiếm đến từ địa ngục. Lại giống như một ngọn núi hùng vĩ di động với khí thế khủng bố vô song xen lẫn hơi thở chết chóc vô địch ập về phía trước. Diệp Ca nhướng mày, hắn vậy mà cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ chiêu thức này nên bất giác nâng kiếm lên để phòng thủ. Đinh! Cùng lúc đó trọng kiếm cũng đã hạ xuống, va chạm với kiếm của Diệp Ca, bùm bùm bùm. Kiếm của Diệp Ca trực tiếp nổ tung và hóa thành từng mảnh bột mịn, trong phút chốc chỉ còn sót lại chuôi kiếm. Trọng kiếm giống như đẽo gỗ mục rơi xuống cánh tay hắn, sau đó cắt đứt quần áo của hắn, cứa qua lớp da, chém vào kinh mạch rồi đến xương cốt của hắn. A a a! Giây tiếp theo Diệp Ca gầm lên một tiếng thấu trời, cánh tay của hắn trực tiếp bị một kiếm này của Kỳ Hàn chặt đứt. Máu tươi bắn tung tóe chói mắt đến cực điểm, trên dưới toàn bộ quảng trường chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết của Diệp Ca, hắn che lấy cánh tay, giống như đã điên dại mà trợn trừng hai mắt. Nhìn chòng chọc vào cánh tay phải đang lúc nhúc co giật trên mặt đất với vẻ không thể tin nổi. Rác, rác rưởi, vận dụng võ kỹ mạnh nhất để cưỡng ép nâng cao thực lực trong thời gian ngắn cơ hồ đã rút cạn toàn bộ sức lực của Kỳ Hàn. Sau khi một kiếm chém ra hắn liền ngã ngồi xuống đất, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, giơ một ngón tay lên với Diệp Ca. Tại khoảnh khắc này quảng trường hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, bất luận là đệ tử của học viện vô song hay là các thầy hướng dẫn. Từng người đều như chết lặng mà há hốc mồm. Cách biệt giữa Kỳ Hàn và Diệp Ca lớn đến mức nào? Xa vời như rãnh trời. Một kẻ mới là Long Tượng Kỳ, mà người còn lại sớm đã bước vào cảnh giới Linh Căn Kỳ. Một kẻ là Địa Nguyên Tam Trọng, một người là Thiên Nguyên Tam Trọng, chênh lệch giữa hai người là cả một cảnh giới lớn. 10 tên Kỳ Hàn cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Diệp Ca. Tuy nhiên trên thực tế, hắn lại đã chém đứt một cánh tay của Diệp Ca. Mặc dù là tập kích bất ngờ nhưng đây đã một thành tích đáng để tự hào. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, điều này chắc chắn không thể xảy ra. Còn có, một tu võ giả Long Tượng Kỳ làm sao có thể thi triển được võ kỹ? Hơn nữa, còn hung mãnh như vậy. Trong ánh mắt của từng người nhìn hướng Kỳ Hàn đều khác biệt và kỳ quái, quả thực giống như nhìn thấy yêu quái vậy. Đáng tiếc vẫn không tránh khỏi cái chết, có người cảm thán, có thể đánh Diệp Ca bị thương thì đã thế nào? Bản thân hắn ta không phải cũng đã sức cạn lực kiệt nỏ mạnh hết đà rồi hay sao? Ngược lại là Diệp Ca tuy máu chảy đầm đìa nhưng lại vẫn đứng sừng sững nơi đó, mất một cánh tay cũng không làm tổn hại tới, gốc rễ của hắn. Hành động này không chỉ vô ích mà ngược lại còn triệt để chọc giận Diệp Ca. Đúng là thứ ngu xuẩn, có bản lĩnh như vậy thì cứ thừa nhận sự hèn nhát. Sau này lại báo thù cũng không phải không có khả năng, vậy mà lại lựa chọn đánh úp, ngay cả Tử Vân Tử cũng lắc đầu cảm khái, ông ta nhìn ra được Kỳ Hàn có thiên phú vượt bậc, nhưng vẫn cảm thấy hắn ta quá ngu ngốc đần độn. Kỳ Hàn, mày giỏi lắm. Quả nhiên, Diệp Ca không còn kêu la nữa, mà nhìn về phía Kỳ Hàn bằng ánh mắt tràn đầy sát ý. Sắc mặt hắn tối sầm, đến mức sắp chảy ra nước. Hắn bước từng bước một về phía Kỳ Hàn. Bàn tay còn lại đã siết chặt thành nắm đấm. Nhục nhã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bát gia tái thế chương 950. Bị một tên Long Tượng Kỳ rác rưởi chặt đứt một cánh tay,
đó chính là sự nhục nhã cực kỳ to lớn đối với hắn. Hắn phải giết chết Kỳ Hàn. Ầm ầm. Một giây sau, hắn ra tay. Lúc này, Diệp Ca dùng toàn lực, không hề giữ lại chút gì, hắn vung ra nắm đấm hệt như quả núi nện về phía Kỳ Hàn. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Đám người Ấu Dã Thanh Vũ, Đàm Thu và Giang Hồ Hải muốn ra tay giúp đỡ nhưng đã không còn kịp nữa, bọn họ kém hơn quá nhiều, vốn không thể ngăn được Diệp Ca. Nắm đấm. Không ngừng tiến gần đến đầu Kỳ Hàn. Hiển nhiên, một khi bị đánh trúng, đầu hắn sẽ lập tức vỡ ra. Cảm xúc của Âu Dã Thanh Vũ dao động kịch liệt, vì mạng Kỳ Hàn, suýt nữa thì cô ta đã lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Cổ Tinh Hoa. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng xinh đẹp xuyên qua đám đông, người nọ cũng vung ra một đấm hướng về phía Diệp Ca. Trong một khoảnh khắc, hai nắm đấm va vào nhau. Âm thanh nặng nề đột ngột vang lên, sóng khí liên tục khuếch tán. Thịch 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 thịch. Sắc mặt Diệp Ca tái đi, vội vàng lui về sau mấy chục bước. Ai, hắn tức sùi bọt mép, mắt long lên nhìn về phía trước. Sau khi thấy rõ người nọ, Diệp Ca không khỏi sững sờ. Người đến là một cô gái. Đó là một cô gái vô cùng duyên dáng, váy dài ôm sát cơ thể, 3000 sợi tóc rũ đến phần eo, khuôn mặt trái xoan cực kỳ hoàn mỹ và xinh đẹp. Tuy đôi mắt hoa đào lộ rõ sự bình tĩnh nhưng dường như có một cái móc câu câu lấy lòng người. Ước Thư Huyên. Không chỉ hắn mà tất cả những người xung quanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Người đến chính là người mạnh nhất ở ngoại viện Ước Thư Huyên. Thực lực của cô ta còn mạnh hơn cả Hồ Ngạo, đã sớm có được hơn 40.000 điểm tích lũy. Chỉ cần cô ta muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào nội viện. Sở dĩ Ước Thư Nguyên vẫn còn ở ngoại viện là vì không muốn xa ân sư của mình là Trần Nguyên Bình. Không ai ngờ ngay thời khắc quan trọng, cô ta lại ra mặt. Ước Thư Huyên, cô có ý gì? Cổ Tinh Hoa híp mắt nhìn Ước Thư Huyên, giọng hắn lộ vẻ cực kỳ khó chịu. Sau khi trở về từ thế tục, cô nàng này vẫn luôn bế quan. Không ngờ hôm nay lại ra mặt. Hơn nữa còn đối đầu với hắn. Ước Thư Huyên, cô đừng quên, cô là người phụ nữ của Huyết Lãnh, anh em của tôi, giờ lại đứng ra đối đầu với tôi, cô không cảm thấy sai à? Chuyện Trần Nguyên Bình dẫn Ước Thư Huyên đến thế tục vốn không phải là bí mật, đương nhiên Cổ Tinh Hoa cũng biết được. Cổ Tinh Hoa, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được. Anh đừng xúc phạm đến danh dự của tôi, ai là người đàn bà của cái tên đã chết kia chứ? Anh nghĩ nhiều rồi, Ước Thư Huyên hừ lạnh. Hắn không có cơ hội đến Côn Luân Hư, mà anh cũng không có cơ hội gặp lại hắn. Người chết ư? Cổ Tinh Hoa sững sờ, trầm giọng nói, Ước Thư Huyên, cô có ý gì? Xem ra anh còn chưa biết, người anh em Huyết Lãnh của anh đã chết rồi, bị cậu Trần Bát Hoang giết đấy, Ước Thư Huyên hờ hững nói, hắn không có cơ hội đến Côn Luân Hư, mà anh cũng không có cơ hội gặp hắn. Cái gì? Bát gia tái thế chương 951. Cổ Tinh Hoa sững sờ, ánh mắt hắn lộ vẻ phức tạp, nhìn chòng chọc vào Ước Thư Huyên. Sau khi xác định cô gái trước mặt không nói dối, hắn hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, được, được lắm, lại là Trần Bát Hoang. Má nó, dám giết anh em của tao hả? Giỏi lắm, vậy thì ông đây sẽ làm thịt toàn bộ anh em của hắn. Cổ Tinh Hoa, trước khi ra tay, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ. Ước Thư Huyên nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Cổ Tinh Hoa, nếu anh dám đụng vào bọn họ, cậu Trần mà đến đây thì e là anh phải hối hận gấp ngàn lần đấy. Những lời của Ước Thư Huyên khiến mọi người sững sờ, trợn trừng mắt kinh ngạc. Rốt cuộc Trần Bát Hoang là thần thánh phương nào? Mà, ngay cả cao thủ Ước Thư Huyên của ngoại viện cũng đứng ra nói giúp hắn. Lại nói, khi nhắc đến mấy chữ cậu Trần, rõ ràng là trong mắt Ước Thư Huyên lóe lên tia sùng bái, tôn kính và yêu mến. Người này là Ước Thư Huyên đấy. Cô ta là nữ thần của ngoại viện. Không biết có bao nhiêu cao thủ theo đuổi cô ta, mến mộ cô ta, thế nhưng Ước Thư Huyên chưa từng đáp lại một ai. Bây giờ, cô ta lại thể hiện sự yêu mến với một tên nhóc đến từ thế tục. Hối hận à, ha ha. Cổ Tinh Hoa nở nụ cười châm chọc và dữ tợn. Hắn cũng nhìn ra ánh mắt của Ước Thư Huyên, vì thế càng cảm thấy khó chịu với Trần Bát Hoang. Cổ Tinh Hoa trầm trọng nói, từ khi chào đời đến nay, Cổ Tinh Hoa này không biết cái gì là hối hận, tôi cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác hối hận trong truyền thuyết xem. Nó như thế nào? Cô Thanh Vũ, ngay bây giờ,
Tôi sẽ cho cô thấy rõ rốt cuộc là tôi mạnh hay tên Trần Bát Hoang trong miệng cô mạnh. Cổ Tinh Hoa khoanh tay trước ngực, liếc nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt khinh thường. Ngoại trừ Âu Dã Thanh Vũ, mấy người Ức Thư Huyên, Kỳ Hàn và Lữ Đông Dã đều bị hắn xem là mục tiêu. Chợt, hắn bước lên một bước. Một bước, hai bước, ba bước. Cổ Tinh Hoa đi về phía Ức Thư Huyên. Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi, đề cao tinh thần cảnh giác, không dám có chút lơ là. Tuy thực lực cô ta không tệ, thế nhưng, so với Cổ Tinh Hoa thì lại kém xa. Người đàn ông đối diện đã gia nhập học viện vô song nhiều năm, dùng thân phận võ giả thế tục để đi đến địa vị ngày hôm nay, và những gì hắn có được đều dựa vào thực lực bản thân. Từ đó có thể đoán được thực lực của hắn không tầm thường. Hiện tại, hắn đã sớm đạt đến cảnh giới linh hải trung kỳ. Phóng mắt khắp toàn bộ Côn Luân Hư, với độ tuổi này, có rất ít người đạt đến linh hải trung kỳ. Cổ Tinh Hoa di chuyển, trong phạm vi trăm mét, tất cả mọi người có thể cảm giác được một luồng linh khí nặng nề đang lan tỏa. Một vài võ giả có tu vi thấp kém đứng gần đó đều cảm thấy ngạt thở, cứ như có một ngọn núi lớn đè lên người. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Đàm Thu, Hà Đồn. Mấy người bọn họ có cảm giác mình là đứa nhóc bị mãnh hổ đế mắt, mồ hôi lạnh bất giá tuôn ra, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chênh lệch quá lớn. Không có hai cao thủ là Kỳ Hàn và Lữ Đông Dã thì chỉ riêng khí thế, Cổ Tinh Hoa cũng đã có thể trấn áp bọn họ. Sẵn sàng liều mạng, sắc mặt Giang Hồ Hải trầm xuống, ông ta biết khó mà tránh khỏi mốt chân đai chiến. Cậu Cổ, làm thịt bọn họ, Diệp Ca tức giận cực điểm, trong cơn giận dữ, ngay cả Ức Thư Huyên mà hắn cũng không muốn bỏ qua. Ngăn cản, nhìn thấy Cổ Tinh Hoa ra tay, trong mắt hắn lóe lên tia phấn khích, nhe răng cười. Một vài võ giả chung quanh cùng tỏ vẻ hả hê, chờ xem trò hay. Thế nhưng, ngay lúc đó, bỗng, sát hạch còn chưa kết thúc, nếu các vị có tranh chấp hoặc mâu thuẫn thì xin hãy đợi giải quyết sau, một giọng nói có hơi nặng nề vọng đến. Chợt, một bóng người từ xa đi tới, người nọ để râu hình chữ bát, thoạt nhìn độ khoảng 50 tuổi. Không ai khác, đó chính là Phó Viện trưởng Ngoại viện, Trần Nguyên Bình. Nhìn thấy ông ta, các đệ tử và giáo viên có mặt tại quảng trường, kể cả viện trưởng Tử Vân Tử cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ ông ta lại nhúng tay vào lúc này. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Bát gia tái thế chương 952. Dù sao thì học viện cũng có quy định rất rõ, cho phép tranh chấp, thậm chí cho phép giết người, thông qua những việc này để đào thải một vài võ giả. Chính vì lẽ đó nên bất kể là giáo viên hướng dẫn hay viện trưởng thì cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện giữa các đệ tử. Nhưng hôm nay, lại có chuyện khác thường. Đám người vốn đang chờ mong Cổ Tinh Hoa ra tay lập tức tỏ vẻ thất vọng. Tốc độ của Trần Nguyên Bình rất nhanh, chỉ vài bước đã đi đến bên cạnh Ức Thư Huyên, sóng vai mà đứng. Hôm nay là ngày trọng đại của kỳ sát hạch, mong cậu Cố có thể nể mặt lão phu, đừng gây ra sự cố. 5. Cổ Tinh Hoa nhìn thẳng vào Trần Nguyên Bình, không sợ hãi, lại càng không kiêng kỵ, thậm chí, hắn còn nhếch mép cười, tỏ thái độ bỡn cợt, nói vậy, Phó Viện trưởng Trần muốn xen vào chuyện của tôi à? Cổ Tinh Hoa cố ý nhấn mạnh chữ phó trong Phó Viện trưởng. Ý của hắn rất rõ ràng, viện trưởng còn đứng bên cạnh nhìn thì Phó Viện trưởng như ông ta nhảy ra làm gì? Huống chi? Nói thật, trong mắt hắn, Phó Viện trưởng Ngoại viện chẳng là gì cả. Dù là cảnh giới hay thực lực thì hẳn cũng có thế bỏ xa Trần Nguyên Bình 10 con phố. Loại người như Trần Nguyên Bình, tuy có cái chức phó viện trưởng ngoại viện, nhưng hoàn toàn không đủ tư cách sai xử hắn. Ngày thường, hắn sẽ không để ý đến Trần Nguyên Bình, mà với đẳng cấp của ông ta thì cũng chẳng có tư cách quản hắn. Hai người gần như không hề xuất hiện cùng lúc, từ trước đến nay vẫn luôn trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí, có thể nói, ngày thường, khi nhìn thấy người của Tinh Minh, các giáo viên hướng dẫn ở ngoại viện, phó viện trưởng, và cả viện trưởng đều chuồn đi thật xa, vốn không dám trêu vào. Hôm nay, Trần Nguyên Bình lại có gan đứng ra, xen vào chuyện của Minh chủ Tinh Minh ư. Đúng là thú vị, thú vị. Sắc mặt Trần Nguyên Bình sầm xuống, lộ vẻ nghiêm túc. Nếu như có thể, ông ta thật sự không muốn chọc vào Cổ Tinh Hoa. Có điều, trước khi đi, Trần Đức từng yêu cầu ông ta giúp đỡ trông nom mấy người Kỳ Hàn, và ông ta cũng đã đáp ứng người thiếu niên kia. Bất kể là vì hứa hẹn hay vì thực lực vô cùng đáng sợ của Trần Bát Hoang, thì ông ta cũng buộc phải ra mặt, cậu Cổ, thật không dám giấu giếm,
Được tôi đồng ý, những người này mới có thể tiến vào học viện vô song, trước khi sát hạch chấm dứt, tôi có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Ha ha, ha ha, Cổ Tinh Hoa híp mắt nhìn, dở giọng châm chọc, tôi còn tưởng đám rác rưởi này là do Lục Phong tuyển vào, không ngờ lại do Phó Viện trưởng Trần đích thân nhặt về. Ông khiến tôi bất ngờ thật đấy, không biết nên nói Phó Viện trưởng Trần có con mắt thiển cận, hay nên nói đầu óc ông không dùng được. Cái nào mới đúng đây? Sắc mặt Trần Nguyên Bình âm u, Cố Tinh Hoa quả thật rất ngang ngược, hắn nói rất lớn, giọng điệu đầy châm chọc, gần như toàn bộ người có mặt tại quảng trường đều nghe được. Thậm chí có một số đệ tử nội viện cười ầm lên, còn với ngoại viện, tuy đám đệ tử mới không dám lên tiếng, nhưng trong mắt bọn họ cũng tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Phó Viện trưởng Trần, thật xin lỗi. Cổ Tinh Hoa này, không thể nể mặt ông được. Cổ Tinh Hoa vòng tay trước ngực, tiếp tục đi về phía trước. Khi đến trước mặt Trần Nguyên Bình và Ước Thư Huyên, hắn nhướng mày và nói, kính xin hai vị. Cút sang một bên. Muốn đụng vào bọn họ thì bước qua người tôi đã, tuy Trần Nguyên Bình sợ, nhưng ông ta quyết không lui lại. Dù thực lực của ông ta không phải đối thủ của Cổ Tinh Hoa, nhưng ít nhất có thể ngăn được hai chiêu của hắn, kéo dài thời gian cũng không phải vấn đề gì khó. Đúng vậy, Cổ Tinh Hoa, muốn đụng vào bọn họ thì qua cửa của chúng tôi trước, Ước Thư Huyên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Oán hận nói. Cô ta cũng không tin mình và Trần Nguyên Bình cản không nổi Cổ Tinh Hoa. Trần Nguyên Bình, nể tình lúc trước là do ông tuyển tôi vào, tôi cho ông một cơ hội nữa, giọng Cổ Tinh Hoa trở nên nặng nề, không muốn mất mặt thì lập tức cút đi, đừng có cản đường tôi. Nếu không, chỉ e ông không những không thế làm phó viện trưởng, mà ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng khó mà làm tiếp. Cổ Tinh Hoa, với tư cách là giáo viên hướng dẫn đã tuyển cậu vào, tôi cũng muốn nhắc cậu một câu, Trần Nguyên Bình hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Cổ Tinh Hoa, cùng là người đến từ thế tục, nếu thế tục đã có một cao thủ như cậu, thì ắt cũng sẽ có người thứ hai. Tôi đồng ý để Kỳ Hàn, Lữ Đông Giã, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải Tiến vào học viện cũng có nguyên nhân trong đó cả đây. Mà nguyên nhân chính là vì cậu Trần Bát Hoang. Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, cậu Trần mạnh hơn cậu, càng yêu nghiệt hơn cậu. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, một khi Trần Bát Hoang tìm đến, cậu chắc chắn sẽ phải hối hận. Bởi vì nếu so với Trần Bát Hoang, thiên phú, thực lực và sự tàn nhẫn của cậu quả thật không đáng kế đến. Tôi không muốn thấy cậu chết. Bát gia tái thế chương 953. Đối mặt với Cổ Tinh Hoa, Trần Nguyên Bình không có lòng tin để chiến thắng, chỉ có thể đem Trần Đức ra với hy vọng thông qua sự giới thiệu của ông ta, Cổ Tinh Hoa sẽ từ bỏ ý định của mình. Thế nhưng, cách này chẳng những không có hiệu quả, mà còn khiến Cổ Tinh Hoa càng thêm tức giận. Ánh mắt hắn thoáng trở nên âm u, cơ mặt liên tục co giật bởi phẫn nộ. Thân là minh chủ tinh minh, sự kiêu ngạo và tự phụ của hắn hơn xa người thường. Cổ Tinh Hoa là một kẻ cực kỳ sĩ diện, vậy mà Trần Nguyên Bình lại dám nói hắn không bằng một tên nhóc đến từ thế tục ngay trước mặt rất nhiều người. Hơn thế nữa, ông ta còn dùng mấy câu như cậu sẽ phải hối hận, không đáng kể đến. Tôi không muốn thấy cậu chết. Những lời đã hoàn toàn đâm thủng trái tim kiêu hãnh của hắn, khiến hắn có cảm giác phải chịu đựng sự nhục nhã lớn lao nhất cuộc đời này. Trong thế tục, ngoại trừ Âu Dã Tư Linh thì không có ai khác mạnh hơn hắn được. Ngay cả Diệp Ca của gia tộc đứng đầu 36 tộc địa sát thì cũng chỉ là thứ rác rưởi, không phải hay sao? Hắn lại càng không tin một cao thủ sẽ có mối quan hệ với thứ rác rưởi, sâu kiến như đám người Kỳ Hàn. Cổ Tinh Hoa đứng trước người Trần Nguyên Bình và Ước Thư Huyên hệt như một ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào, mặt hắn tối sầm, sát ý cuồn cuộn tạo thành từng đợt cuồng phong thổi qua, hất tung chiếc áo choàng của hắn. Ngọn núi lửa trong lòng hắn có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Giết người! Giày xéo! Hắn không nói gì. Một câu cũng không. Mà chỉ nhìn chòng chọc vào Trần Nguyên Bình. Nhưng, ai cũng có thể nhận ra rằng đây chính là sự bình yên trước cơn bão. Cậu Cổ, tôi đã điều tra về Trần Bát Hoang mà ông ta nói đến, chỉ là một võ giả linh căn so kỳ mà thôi, không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để đánh bại Huyết Lãnh nữa, bên cạnh, Diệp Ca cười lạnh nói. Linh căn sơ kỳ. Mấy chữ này khiến Cổ Tinh Hoa có cảm giác cực kỳ chói tai. Trần Nguyên Bình lại dùng một tên ở thế tục, thực lực thấp hơn hắn một cảnh giới lớn để so sánh với hắn ư. Hoàn toàn yên tĩnh. Vốn dĩ, hắn cũng là võ giả cấp bậc yêu nghiệt. Có thể vượt cấp giết người. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người có cảnh giới yếu hơn hắn,
nhưng lại có thực lực mạnh hơn hắn sao? Buồn cười. Quả thật buồn cười. Phó viện trưởng Trần, lần sau, trước khi nói khoác thì nên soạn sẵn văn bản, đừng có nói chuyện mà quá nhiều sơ hở như vậy, trong lúc nói, Cổ Tinh Hoa. Cũng không nhịn nữa, hắn bùng nổ, lao vào đến như một con chim ăn thịt, hai tay giơ lên, co lại thành chảo, chộp về phía Ước Thư Huyên và Trần Nguyên Bình. Đây là võ kỹ của học viện vô song, rất nhiều người đều nhận ra. Nó tên là Thương Ưng Chảo, là loại võ kỹ cấp thấp nhất. Nhưng, khi Cổ Tinh Hoa thi triển võ kỹ này thì nó đã hoàn toàn thoát ly khỏi hai chữ cấp thấp, móng tay hắn hệt như những con dao găm sắc bén và vô cùng lạnh lẽo, không ngừng di chuyển lên xuống, liên tục tạo thành ảo ảnh, khiến đối phương không cách nào bắt được quỹ tích của nó. Xoẹt! Một giây sau, vuốt ở bàn tay phải của hắn cắm phập vào lồng ngực Trần Nguyên Bình, hệt như năm cây đinh đóng chặt ở đó. Chợt, bàn tay dùng lực xé ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một miếng thịt ở ngực, cùng với xương, dây thần kinh, cơ, gân, và quần áo cứ thế bị xé ra, cực kỳ máu tanh và cũng cực kỳ tàn nhẫn. Đồng thời, tay trái của hắn cũng chộp lấy vai trái Ước Thư Huyên, chọc thành 5 cái lỗ máu, máu tươi chảy ra đầm đìa, vết thương sâu đủ thấy xương. Kế đó, hắn nắm lấy cô ta, hất tung lên. Bát gia tái thế chương 954. Dầm. Ước Thư Huyên bị ném ra xa hơn 10 mét, rơi mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trần Nguyên Bình, tôi hỏi lại ông, so với Trần Bát Hoang mà ông nhắc đến, rốt cuộc tôi hay hắn mạnh hơn? Ai càng yêu nghiệt hơn ai? Giọng Cổ Tinh Hoa cực kỳ chói tai và đầy ngông cuồng, cứ như một tên ma vương. Cậu, lúc này đây, Trần Nguyên Bình không nói nên lời, ông ta trợn trừng mắt, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trông cực kỳ khó coi. Ông ta không còn đủ hơi sức để nói, chỉ cố hết sức cầm máu, chữa trị vết thương. Dầm! Cổ Tinh Hoa không cho Trần Nguyên Bình có cơ hội phản ứng, hắn vung tay tát mạnh vào mặt ông ta. Phút chốc! Trần Nguyên Bình ngã lăn ra đất, cứ như vừa bị sét đánh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Cổ Tinh Hoa đã giơ chân giẫm lẽn mặt ông ta, dùng sức dí xuống. Vẻ mặt hắn cực kỳ hung ác và âm u, lão già kia, ông cảm thấy ông có tư cách để đánh giá tôi à? Có tư cách đánh đồng tôi với đám chó mèo ngoài kia sao? Toàn trường rơi vào yên tĩnh. Cổ Tinh Hoa không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến tất cả mọi người giật mình kinh hoàng, kể cả Tử Vân Tử cũng thế. Vốn dĩ, thân là viện trưởng, đáng lẽ ông ta nên ra tay, và ông ta cũng đã định ra tay. Nhưng bây giờ, ông ta do dự và sợ hãi. Thực lực của Cổ Tinh Hoa đã vượt xa một viện trưởng như ông ta, nếu bây giờ đi lên thì chẳng khác nào chịu chết. Ở nơi xa, trên ngọn cây, Âu Dã Tư Linh vẫn nắm chặt kiếm, không hề nhúc nhích. Không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên. Khuôn mặt cô ta, hệt như một cái giếng tĩnh lặng. Cô ta chỉ lẳng lặng ở đó, quan sát tất cả. Mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió, như tiên nhân giữa trần thế, xinh đẹp và kiêu hãnh. Tạm thời, cô ta chưa có ý định ra tay. Dù em gái ruột đang ở đó, nhưng Âu Dã Tư Linh vẫn quyết định chờ thêm chút nữa, để đám gà con mới đến này trải nghiệm một phen cái gọi là sự tàn khốc của Côn Luân Hư, cũng như sự vô tình của học viện vô song. Quảng trường lặng ngắt như tờ. Cổ Tinh Hoa ra tay khiến mọi người cảm thấy rất hoảng sợ, có vài người vội vã rời đi, e ngại liên lụy đến mình. Lên, liều mạng với hắn, hốc mắt Lữ Đồng Giã đỏ bừng, hắn ta siết chặt nắm đấm, lửa giận cuộn trào trong lòng ngực, tựa như dung nham đang không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Đúng, liều mạng. Mấy người giang hồ hải, Hà Đồn cũng thế, bọn họ chỉ hận bản thân mình quá nhỏ yếu mà thôi. Lúc này, bọn họ càng thêm khát khao thực lực. Khát vọng. Nếu như có tương lai, còn có cơ hội, bọn họ sẽ cố gắng gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần so với những người khác, mãi đến khi trở thành kẻ mạnh chân chính mới thôi. Mấy người vận chuyển linh khí, ôm quyết tâm sẽ chết, cả bọn liều lĩnh. Xông lên. Âu Dã Thanh Vũ cũng thế. Tất cả dừng tay. Đúng lúc này, Trần Nguyên Bình cố chịu đựng đau đớn dữ dội, khẽ quát lén một tiếng, ý muốn ngăn cản mọi người. Nếu bọn họ ra tay lúc này, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết rất thảm. Cậu Cổ, xem như tôi cầu xin cậu, tha cho bọn họ có. Có được không? Kế đó, Trần Nguyên Bình lại một lần nữa khẩn cầu Cổ Tinh Hoa. Trần Nguyên Bình cầu xin người khác rồi,
đường đường là phó viện trưởng ngoại viện học viện vô song có thân phận cao quý. Đi ra ngoài ai cũng phải đối đãi thận trọng, nhưng hiện tại ông ta lại vứt thể diện và địa vị qua một bên, cúi người cầu xin Cổ Tinh Hoa. Thấy vậy, Âu Dã Thanh Vũ, Lữ Đông Dã và những người khác vô cùng xúc động. Đều tại bọn họ quá rác rưởi, quá nhỏ bé, nếu không sao có thể đến mức này. Bát Gia Tái Thế chương 955. Cầu xin tôi, không phải ông nói tôi không là cái thá gì, không muốn nhìn tôi chết sao, sao bây giờ lại cầu xin tôi rồi, Cổ Tinh Hoa dẫm chân lên người Trần Nguyên Bình, vẻ mặt đắc ý, giọng điệu không kiêng nể gì cả, không phải ông. Nói cậu Trần, Trần Bát Hoang rất mạnh sao, cầu xin hắn đi, cầu xin hắn đến cứu các người đi, hắn ở đâu? Sao còn chưa xuất hiện? Cổ Tinh Hoa cười một cách dữ tợn, ở trước mặt hàng ngàn người, dẫm đạp phó viện trưởng ngoại viện dưới chân, điên cuồng sỉ nhục, cười nhạo. Phó viện trưởng ngoại viện rác rưởi quá nhỉ. Ngay cả một chiêu của cậu Cổ cũng không đỡ được, thực sự là quá mất mặt. Đế xem sau này còn ai dám cản trở Tinh Minh chúng ta làm việc. Tí hai. Đám đệ tử của Tinh Minh đứng xung quanh đó ai nấy cũng vô cùng đắc ý và tự hào, ngẩng cao đầu như thể sợ người khác không biết bọn họ là người của Tinh Minh. Tất cả các tân học viên đều kinh hãi tột cùng, đây chính là Tinh Minh, là sức mạnh của Cổ Tinh Hoa sao? Ngay cả phó viện trưởng ngoại viện cũng không kiêng nể, còn Tử Vân Tử cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát, dám cũng không dám thả. Châu bò! Những người này đã hoàn toàn bị sốc, bị thực lực của Cổ Tinh Hoa chinh phục. Trần Nguyên Bình, tôi nể mặt ông gọi ông một tiếng phó viện trưởng, không nể mặt ông thì ông chính là một. Con chó già, Cổ Tinh Hoa trầm giọng, cười khẩy giễu cợt. Cổ Tinh Hoa, thả phó viện trưởng ra, Âu Dã Thanh Vũ khẽ quát lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Ồ, Cổ Tinh Hoa chuyển sự chú ý sang Âu Dã Thanh Vũ, muốn tôi thả người cũng được, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi, đừng nói là một mình Trần Nguyên Bình, ngay cả những thứ rác rưởi, sâu kiến kia, tôi cũng có thể không chạm vào bọn họ. Không được. Sắc mặt Kỳ Hàn lạnh băng, chậm rãi đứng lên mặc kệ thân thể đang cực kỳ đau đớn, cho dù có chết hắn cũng không cho phép người khác làm nhục người phụ nữ của cậu Trần. Kỳ Hàn vừa nói, vừa giơ kiếm lên lao về phía Cổ Tinh Hoa với chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Nhưng cho dù hắn đang ô thời kỳ đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của Cổ Tinh Hoa, huống hồ bây giờ hắn còn đang thế suy sức yếu. Trước khi đến gần Cổ Tinh Hoa, hắn đã bị linh lực của Cổ Tinh Hoa đánh bay ra xa, đáp xuống một cách nặng nề, mạng sống mong manh. Chết tiệt! Lữ Đông Dã giống như bị dao cắt, cả khuôn mặt run bần bật, máu không ngừng chảy ra trên nửa khuôn mặt đã bị phá hủy trông rất khủng khiếp, cực kỳ kinh người. Bốn người Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải và Đàm Thu cũng vô cùng căm hận, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy bản thân mình yếu đuối và nhỏ bé đến vậy, đối mặt với Cổ Tinh Hoa. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc hắn ức hiếp và xúc phạm. Gì mà địa vị, thân phận, tôn nghiêm, hôm nay hoàn toàn bị đám người này dẫm đạp, tàn phá. Bọn họ căm hận đến nỗi phát điên. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, Cổ Tinh Hoa nhìn chằm chằm Âu Dã Thanh Vũ với vẻ hứng thú khát máu, nói, nếu như cô do dự không đồng ý, vậy thì tôi chỉ có thể giết những người này, trả thù cho huyết lãnh người anh em đã chết của tôi. Trần Nguyên Bình. Tạm thời tôi sẽ không giết ông, hãy mở to mắt chó của ông ra mà xem, mấy con kiến ông lựa chọn rốt cuộc rác rưởi đến mức nào. Bát Gia Tái Thế chương 956. Cùng lúc đó, Cổ Tinh Hoa thả Trần Nguyên Bình ra, bóng dáng hắn vụt qua, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hà Đồn và những người khác, hắn giơ tay lên, một chưởng giáng xuống người Hà Đồn, lòng bàn tay càng ngày càng gần, dường như sắp hạ xuống đỉnh đầu của Hà Đồn, đột nhiên hắn đã dừng lại. Dừng lại cực kỳ đột ngột. Đệt, rác rưởi như vậy sao? Vốn dĩ, Cổ Tinh Hoa định ra tay, nhưng sau khi cảm nhận được sự dao động linh lực của những người này ở cự. Ly gần, hắn đột nhiên cau mày và cực kỳ không vui. Hà Đồn, Đàm Thu và những người đang ở trước mặt hắn thực sự quá yếu. Trong số đó, có những kẻ rác rưởi còn chưa đến luyện khí kỳ. Mấy tên rác rưởi này, thực sự khiến ông đây quá thất vọng. Cổ Tinh Hoa vô cùng chán ghét, hắn biết những người này rất yếu, nhưng không ngờ bọn họ lại yếu đến mức này. Rác rưởi, không thể diễn tả nổi đám người này, thực sự là rác rưởi hơn rác rưởi, không còn gì để nói. Để đối phó với bọn họ, hắn chỉ cần một ngón tay. Không, nửa ngón tay là quá đủ rồi. Trong chốc lát,
hắn liền mất hứng với chuyện động thủ. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ đang hủy hoại giá trị bản thân, lãng phí thời gian mà thôi. Hồ Ngạo, mấy con châu chấu này giao cho mày, sau đó. Cổ Tinh Hoa chỉ vào Âu Dã Thanh Vũ, lạnh nhạt nói, đưa cô ta đến tháp tụ linh, đợi mày hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho mày 30.000 điểm tích lũy. Tiếp đó, Cổ Tinh Hoa hoàn toàn không thèm để ý đến Hà Đồn và những người khác, quay người rời đi dưới ánh mắt của mọi người. Cổ Tinh Hoa, có bản lĩnh mày giết ông đây đi, Lữ Đông Dã không chịu. Được, lao đến như một mũi tên, chủ động ra tay với Cổ Tinh Hoa, hắn ta vốn dĩ là một tên điên, không sợ chết, chỉ sợ nhất bị sỉ nhục. Cổ Tinh Hoa không thèm đếm xỉa đến bọn họ như thế, hoàn toàn là đang khinh thường và xúc phạm quá mức trắng trợn. Hắn ta không thể chịu đựng được. Ha, con kiến. Cổ Tinh Hoa phất tay một cái, đột nhiên Lữ Đông Dã bay ra ngoài, ngay cả quần áo của Cổ Tinh Hoa cũng chưa chạm được. Mặt khác, Cổ Tinh Hoa không hề dừng lại, thậm chí không thèm liếc nhìn đám người Lữ Đông Dã, trực tiếp rời đi. Trên đường đi, không ai dám ngăn cản hắn, bất luận là đệ tử hay là giáo viên hướng dẫn của ngoại viện đều lần lượt nhường đường. Cậu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Ngạo nghe lệnh, sau khi nhìn thấy Cổ Tinh Hoa đã đi xa, hắn ta lập tức quay người lại, trong nháy mắt vô cùng hưng phấn. 30.000 điểm tích lũy. Với 30.000 điểm tích lũy này, hắn ta có thể đổi lấy cơ hội tiến vào tháp tụ linh tu luyện. Nếu như có thể tu luyện ở trong tháp tụ linh, thực lực và cảnh giới của hắn ta nhất định sẽ tăng lên một tầng cao hơn. Phải biết rằng, bình thường có thể vào tháp tụ linh ngoại trừ những người nằm trong top 15 của học viện vô song, những người khác muốn vào gần như là không thế. Thứ nhất, vị trí và tài nguyên của tháp tụ linh có hạn, mỗi ngày chỉ cho phép một người đi vào. Thứ hai, mỗi ngày đi vào tháp cần có 30.000 điểm tích lũy, đệ tử bình thường phải đợi mấy tháng mới có thể đổi lấy cơ hội tiến vào tháp tụ linh. Bát gia tái thế chương 957. Hồ Ngạo đến Côn Luân hư lâu vậy cũng chí vào 3 lần, mà lần nào hắn ta đều có thể đột phá. Lần này, lại có cơ hội thêm lần nữa thì hỏi sao hắn ta không kích động. Hồ Ngạo hít sâu một hơi, kiềm nén sự phấn khích lại, trong tay bỗng xuất hiện một thanh phong đao, thân đao lóe lên ánh sáng xanh u tối. Đây là vũ khí của hắn ta. Ai biết Hồ Ngạo đều hiếu một khi lấy ra thanh đao này là đại biểu hắn ta sắp giết người, cướp đoạt mạng sống của người khác, sắp thấy máu. Hồ Ngạo liếc đám Đàm Thu, Hà Đồn, Giang Hồ Hải, Trương Tử Đằng, Lữ Đông Dã, Kỳ Hàn nói. Đã có 364 vong hồn chết dưới thanh đao này, thêm 6 người tụi mày nữa sẽ vừa tròn 370. Loại rác rưởi tụi mày có thế chết trong tay Hồ Ngạo tao cũng không thiệt. Mẹ nó, mày đừng có đặc ý, đợi anh Bát Hoang đến sẽ trả thù cho tụi tao, tuy Đàm Thu rất sợ hãi, nhưng lại không yếu thế, lớn tiếng quát. Trần Bát Hoang à, tên này thật chói tai, tao nghe rất khó chịu, Hồ Ngạo nắm đao, đi về phía Đàm Thu đầu tiên. Thằng rác rưởi kia, chưa nói tới chuyện nó có dám tới hay không, dù có đến thì Hồ Ngạo tao cũng là người đầu tiên giết chết nó. Hồ Ngạo giống như tên của hắn ta, cực kỳ kiêu ngạo và ngông cuồng, hoàn toàn coi đám Đàm Thu như món đồ chơi ỉ trong tay. Còn Trần Bát Hoang, hắn ta cũng chẳng coi ra gì. Trần Bát Hoang, anh không được chào đón thế luôn, vừa đến học viện vô song đã có người muốn giết anh. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nữ như chim vàng oanh vang lên. Tuy giọng nói ấy không lớn, nhưng lại như có ma lực truyền vào tai mỗi người. Trần Bát Hoang. Ba từ kia vừa xuất hiện lập tức khiến ánh mắt mọi người vô thức đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Ngay sau đó, đập vào mắt là hai bóng người đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Đó là một nam một nữ. Nữ 17 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, trông trong sáng tinh nghịch bị một người đàn ông cao to ôm vào trong ngực. Còn người đàn ông kia lại đang bước từng bước một nhanh chóng băng qua sông Tải Lưu. Hai chân anh giống như dẫm trên không trung, không bắn lên một giọt nước nào. Ống tay áo tung bay như thiên thần hạ phàm, khí khái bệ nghệ chúng sinh. Chỉ trong vài giây, bóng người uyến chuyến nhẹ nhàng ấy đã lướt qua đỉnh đầu của đa số đệ tử, vững vàng hạ xuống trước mặt đám Đàm Thu. Anh thả cô gái trong lòng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ Ngạo, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá dưới chốn địa ngục, không có chút tình cảm nào. Nếu muốn giết tôi, vậy, Trần Bát Hoang tôi, cầu bị giết. Trần Bát Hoang, cầu bị giết. 6 từ ngắn gọn vang vọng trong tai mọi người.
Người xung quanh, kể cả Hồ Ngạo và đám Tử Vân Tử đều ngơ ngác. Cậu Trần, Bát Gia Tái Thế chương 958. Nhìn thấy bóng người cao lớn trước mắt, đám Âu Dã Thanh Vũ, Lữ Nông Dã, Đàm Thu đều kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Cuối cùng Trần Bát Hoang cũng đến. Rốt cuộc họ cũng có thể rửa nổi nhục này. Chẳng cần phải chịu đựng cái cảm giác bị dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình nữa. Cả đám đều siết chặt nắm tay, kích động không thôi. Giang Hồ Hải trực tiếp quỳ xuống đất, hoan nghênh chủ nhân. Hai thầy trò Trần Nguyên Bình và Lục Phong cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng Trần Bát Hoang cũng đến. Bọn họ cũng không uổng công chờ. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bỗng dưng, một tiếng cười to chợt vang lên từ phía Hồ Ngạo. Hắn ta nhìn chằm chằm Trần Đức, rồi bật cười một cách cực kỳ khoa trương, cười chảy cả nước mắt, hài hước nhìn Trần Đức. Mày, ha ha, mày chính là cậu Trần trong miệng bọn họ. Mẹ nó, con cầu bị giết. Ôi, dọa chết tao rồi. Phụt, Diệp Ca cũng cười, cười đầy mỉa mai, thất vọng lắc đầu, tao còn tưởng châu cỡ nào, hóa ra cũng giống đám bạn của mày, toàn một lũ rác rưởi. Còn nói là linh căn sơ kỳ, tao thấy chặt ngay cả linh căn kỳ cũng chưa đến quá. Uổng công Kỳ Hàn vì bảo vệ người phụ nữ của mày mà bị tao đánh thành cái dáng vẻ kia. Ha ha, linh khí dao động trên người Trần Đức rất yếu, bị anh giấu đi, nên cảnh giới thể hiện ra ngoài quả thật chỉ có linh căn kỳ. Với khả năng của đám Hồ Ngạo và Diệp Ca thì đương nhiên không thể nhận ra cảnh giới thật của anh, nên cả đám đều cười ầm lên. Chỉ với con kiến như cậu ta còn định khiêu. Chiến cậu cổ, Trần Nguyên Bình. Lần sau có nói khoác cũng tém tém lại chút được không, Cung Bất Phàm cười lạnh nói. Hừ, một thằng rác rưởi, có tư cách gì so với Cổ Tinh Hoa chứ? Ngay cả Hồ Ngạo và Diệp Ca cũng có thể nghiền cậu ta ra cám một cách dễ dàng nữa là, Tử Vân Tử lắc đầu liên tục, thất vọng nói. Cảnh giới mà Trần Bát Hoang lộ ra cũng coi như mạnh ở giới thế tục, nhưng ở Côn Luân Hư và Học Viện Vô Song thì thực lực ấy hoàn toàn chẳng là cái đinh gì, cực kỳ bình thường ok. Trần Nguyên Bình thế mà còn khoác lác nhiều lần trước mặt ông ta, nói cậu ta là yêu nghiệt. Thiên tài. Tử Vân Tử nghi chắc đầu óc Trần Nguyên Bình bị uống nước rồi. Đúng là điên rồi mà, không ngờ thằng ngu đó lại so mình với cậu cổ. Bó tay luôn, đợi nửa ngày vậy mà lại chỉ là một tên ăn hại. Buồn cười là đám người kia vẫn chờ anh ta tới cứu, đúng một đám ngu, bị bệnh hay thích hoang tưởng vậy. Từng tiếng bàn tán của mấy ngàn người trên quảng trường không ngừng vang lên, gương mặt ai cũng lộ ra vẻ khinh bí, chế giễu. Đúng là úng não mà, với thực lực đó mà đòi khiêu khích tinh minh. Thật sự cười chết tôi rồi. Bất cứ một đệ tử nào của Học Viện Vô Song cũng có thể dẫm anh ta dưới chân trà đạp ok. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người cười to, dẻo cợt, chế nhạo. Thậm chí còn có người trực tiếp huýt sáo đùa giỡn Âu Dã Thanh Vũ và Ưng Thanh Vũ bên cạnh Trần Đức trước mặt anh. Trần Đức lẳng lặng đứng, dường như không nghe được mọi thứ xung quanh. Trong con người anh tràn ngập vẻ lạnh lẽo, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là một cơn giận dập trời. Vừa tiến vào Học Viện Vô Song, từ xa anh đã nhìn thấy anh em, bạn bè, người phụ nữ của mình bị bắt nạt, bị sỉ nhục. Tôn Nghiêm bị người dầm dưới chân, tùy tiện trà đạp một cách trắng trợn. Trong đó, Kỳ Hàn và Ức Thư Huyên còn ngất xỉu. Bát Gia Tái Thế chương 959. Với tình hình đó hỏi sao Trần Đức không tức giận. Cơn giận ấy giống như một cơn lốc thối khắp lồng ngực, quét ngang đầu óc và mỗi một tế bào, mỗi sợi dây thần kinh trong người anh. Giờ phút này, anh chỉ muốn giết người, muốn thấy máu. Đúng là thứ rác rưởi, không có bản lĩnh mà còn học đòi người ta đến cứu giúp vào thời khắc mấu chốt, thật lâu sau. Cuối cùng Hồ Ngạo cũng nhìn không được bật cười, giễu cợt nói, nào nào nào, ông đẩy nhường mày một chiêu, xem mày có thể phá được phòng ngự của ông đây không? Được. Hồ Ngạo vừa dứt lời, Trần Đức căn bản không hề khách sáo chút nào, càng không nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp giơ cánh tay lên, tùy ý tung ra một đấm. Trông chỉ giống như một cú đấm bình thường, nhưng giây tiếp theo, vẻ cười nhạo, chế giễu và nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của Hồ Ngạo đột nhiên đóng băng, sau đó. Hồ Ngạo bỗng nhiên bùng nổ. Đúng vậy, thực sự là đang bùng nổ. Giống như tự hủy đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám xương máu, bay lơ lửng chẽn không trung. Không có bất kỳ sự phản kháng, cầu xin hay kêu thảm gì cả, cứ như vậy mà nổ tung tại chỗ, hóa thành một đám xương máu. Bùm bùm,
Mặc dù Hồ Ngạo bị nổ tung nhưng uy lực từ cú đấm của Trần Đức không hề giảm đi chút nào, Diệp Ca đang đứng phía sau hắn ta, gián tiếp trúng chiêu, toàn thân lập tức bay về phía sau giống như một cánh diều bị đứt, bay thẳng sang bờ bên kia của sông Tây Lưu, hắn va vào một đỉnh núi, thi thế chia năm xẻ bảy. Đỉnh núi trực tiếp bị lõm xuống thành một cái hố lớn, tiếng sụp đổ rầm rầm vang lên liên tục, từng tảng đá trên đỉnh núi không ngừng lăn xuống, khói bụi cuồn cuộn, khủng khiếp kinh người. Giống như động đất sóng thần. 6, 7.000 người trong quảng trường đều kinh hãi, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ai nấy cũng trố mắt đứng nhìn giống như những tác phẩm điêu khắc, biểu cảm, hành động và suy nghĩ đều đông cứng lại. Chỉ mới trong phút chốc, Diệp Ca và Hồ Ngạo đã chết ngay tại chỗ. Một người bị chia năm xẻ bảy, một người hóa thành xương máu, hoàn toàn biến mất, trở thành một khoảng hư không, đẫm máu. Ở ngoại viện của học viện Vô Song, dù là tân học viên, giáo viên hướng dẫn, hay phó viện trưởng, ai nấy cũng đều sợ hãi không nói nên lời, tim đập loạn xạ. Bên tai bọn họ không ngừng vang vọng những lời của Trần Đức khi anh vừa mới đến. Tao, Trần Bát Hoang, xin được giết. Xin được giết. Xin được giết. Tứ phương tám hướng, im lặng như tờ, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong sự im lặng này, Trần Đức thu lại nắm đấm, nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên mặt Tử Vân Tử, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, thứ rác rưởi như tôi hình như không cẩn thận đánh chết hai đệ tử trong học viện Vô Song của ông rồi. Không cẩn thận đánh chết. Chỉ cần là võ giả, bất luận là ai, đều có thể thấy rõ tên này đang cố ý, không phải sao. Nhưng, ngay cả khi bọn họ biết vậy, không ai dám đứng ra chỉ trích Trần Đức, từ lúc anh xuất hiện đến lúc hai người Hồ Ngạo và Diệp Ca chết, chỉ mất chưa đầy một phút. Nếu như tính từ thời điểm Trần Đức bắt đầu giáng cú đấm đó ra thì chỉ mất 10 giây. Trong vòng 10 giây, hai người Diệp Ca và Hồ Ngạo đã bị giết chết cùng lúc. Đây là đẳng cấp cường thế bá đạo đến mức nào? Hầu hết mọi người đều biết rõ thực lực của Hồ Ngạo, hắn ta đã đến học viện Vô Song nhiều năm rồi, sớm đã đạt đến linh căn kỳ trung kỳ, hơn nữa sức chiến đấu của hắn ta đủ để chiến đấu với những võ giả linh căn kỳ đỉnh phong. Có thể trở thành tay sai được yêu quý nhất của Cổ Tỉnh Hoa thì tất nhiên thực lực của hắn ta không cần nói cũng hiểu. Bát gia tái thế chương 960. Cả ngoại viện này, không ai là đối thủ của hắn ta. Ngay cả so với nội viện, hắn ta cũng đã vượt xa 60-70% số võ giả trong đó. Còn Diệp Ca thì sao? Mọi người đã tận mắt chứng kiến cảnh Hồ Ngạo chiến đấu với hắn, cuối cùng Hồ Ngạo đã thua. Hắn mạnh hơn Hồ Ngạo. Hai người bọn họ, đối mặt với một quyền của Trần Bát Hoang, thậm chí còn không có thời gian để phản kháng, đánh lại, hay la hét. Một kẻ bị phân xác, một kẻ trực tiếp hóa thành xương máu. Vậy, Trần Bát Hoang mạnh đến mức nào? Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng. Trần Bát Hoang thực sự chỉ là võ giả linh căn kỳ sao? Đối mặt với câu hỏi của Trần Đức, sắc mặt của Tử Vân Tử trắng bệch, ông ta vốn là người có tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại lại trông thảm hại vô cùng. Này, lão già kia, sao ông không nói gì, Trần Đức đương nhiên biết Tử Vân Tử. Khi còn ở Vân Bắc, Trần Nguyên Bình đã đưa cho Trần Đức tất cả tư liệu liên quan đến học viện Vô Song và giới thiệu với anh những người nối bật. Viện trưởng ngoại viện Tử Vân Tử, viện trưởng nội viện Tôn Công Hằng, bao gồm 10 đệ tử mạnh nhất của nội viện, cũng như một số đệ tử có thực lực xuất chúng Vô Song. Chẳng hạn như Lãm Cống, xếp thứ 2 trong thế hệ. Trẻ của học viện Vô Song, chỉ đứng sau Âu Giã Tư Linh, binh khí chính là đao, cảnh giới linh hải kỳ đỉnh phong, Lục Tử Ngang xếp thứ 3, thứ 4 là Diệp Mặc Trần. Những người này đều là người nổi bật trong nội viện, cảnh giới của bọn họ đều ở linh hải kỳ đỉnh phong. Bây giờ thực lực của bọn họ đã không thể dùng cảnh giới để đánh giá, sâu không đo được. Ngoại hình, thóng tin, tuổi tác của những người này đều được Trần Đức khắc ghi trong tâm trí. Ngoài những người này ra, còn có một sổ cường giả mạnh nhất trong Vô Song Môn, được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão, Trần Đức đều nhi nhớ tất thảy. Khụ! Trước câu hỏi của Trần Đức, khuôn mặt của Tử Vân Tử đỏ bừng, ống ta sợ đến nỗi không nói nén lời. Trần Đức cũng không cho ông ta thời gian lén tiếng, bóng dáng anh đột ngột lao đi như mãnh hổ, giáng vào mặt Cung Bất Phàm đứng bên cạnh ông ta một tát. Cung Bất Phàm ngất xỉu ngay tại chỗ. Trần Đức không giết ông ta. Từ trước đến nay anh luôn phân rõ ân oán. Giết Hồ Ngạo là vì hắn ta muốn giết Hà Đồn, Đàm Thu và những người khác.
Giết Diệp Ca cũng là vì hắn tự nhận chính hắn đã đánh Kỳ Hàn bất tỉnh nhân sự, là do hắn tự gây nên. Lão già kia, lúc tôi mới đến, hình như nghe ông nói, tôi không có tư cách so với Cố Tinh Hoa, Trần Đức dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Tử Vân. Tử! Phịch! Cùng lúc đó, Tử Vân Tử trực tiếp quỳ xuống, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, ông ta không dám không quỳ. Trần Bát Hoang quá tàn nhẫn. Vừa mới đến liền giết chết Diệp Ca và Hồ Ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy quả thực khiến ông ta khiếp sợ tột cùng, cho dù là viện trưởng ngoại viện, ông ta cũng thực sự kinh hãi. Ông ta sợ Trần Bát Hoang sẽ giết ông ta luôn một thể. Cậu Trần, là tôi có mắt như mù, Cố Tinh Hoa, không đủ tư cách so với cậu. Câu này của Tử Vân Tử thực sự xuất phát từ đáy lòng, Trần Bát Hoang chỉ ra tay trong thời gian ngắn, việc so sánh thực lực giữa hai người này đã quá rõ ràng. Ít nhất, Cố Tinh Hoa không có khả năng đồng thời giết chết Diệp Ca và Hồ Ngạo trong vài giây. Ngay khi ông ta quỳ xuống, sắc mặt của những đệ tử xung quanh lại tiếp tục thay đổi. Viện trưởng, Bát gia tái thế chương 961. Đó là viện trưởng ngoại viện đấy, thân phận cao quý, là lãnh đạo cao nhất ngoại viện học viện vô song. Ngày thường, bất luận ông ta đi đến đâu cũng là sự tồn tại được mọi người cung kính quý trọng, nhưng hiện tại ông ta đang quỳ gối trước một thanh niên hơn 20 tuổi. Tất cả mọi người đều không thể tin được, lúc này Trần Đức cũng quét mắt về phía tân học viên khỏa này và đám đệ tử đang đứng xung quanh quảng trường. Sao, không phải lúc nãy các người vẫn đang cười rất vui vẻ, cười rất sảng khoái sao? Sao bây giờ lại cảm như hến rồi? Ánh mắt Trần Đức quét qua một lượt, hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt dùng mình một cái. Vẻ mặt hoảng sợ, giống như bị tu la đến từ địa ngục nhìn chằm chằm. Nội tâm ai nấy cũng vô cùng kinh hãi, khiếp sợ. Cười đi ông đây xem nào. Trần Đức rất tức giận, lúc này trực tiếp bùng phát, không chút che giấu, linh lực mạnh mẽ ảo ạt tản ra tứ phía lấy anh làm trung tâm giống như sóng thần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một số võ giả đừng gần đó, chẳng hạn như những tên tay sai trước đó của Diệp Ca, căn bản không thể chịu được, hai chân bất giác mất khống chế quỳ trên mặt đất, bao gồm cả Vũ Văn Hữu. Ông ta không tài nào đứng vững được, hết sức lo sợ. Giờ phút này, không một ai dám đứng ra lén tiếng, bất luận là người của Tinh Minh hay bất kỳ thế lực nào, tất cả đều sợ hãi run bần bật. Trong quảng trường, 6-7 ngàn người bị Trần Đức trực tiếp chấn động. Đây là cấp độ bá khí, uy nghiêm đến mức nào? Lữ Nông Dã, Âu Dã Thanh Vũ, Đàm Thu, Hà Đồn và những người còn lại đều rất phấn khích, ngực bọn họ nhấp nhô phập phồng, lông mày nhướng lén. Cực kỳ vui sướng. Tôi nói lại một lần nữa, lập tức, ngay bây giờ, tất cả đều cười cho tôi, khí tức của Trần Đức lại chuyển động, sóng gợn dâng trào tứ phía, hung hãn tràn lan, tất cả mọi người gần như nghẹt thở, chỉ cảm thấy tức ngực không chịu được, vô cùng khó thở. Trần Bát Hoang, chuyện này, dừng ở đây đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hơi già nua giống như tiếng sấm vang dội, một luồng khí tức khác lan tràn ra. Áp lực do Trần Đức gây nên trực tiếp rút lui như thủy triều. Tất cả mọi người không ngừng hít thở sâu. Cùng lúc đó, trong khoảng không, một ông già khoáng 60 tuổi xuất hiện, ông ta đang mặc chiếc áo choàng độc nhất vô nhị của học viện vô song. Viện trưởng. Nhìn thấy ông ta, trong đám đông có người thốt. Lên. Viện trưởng nội viện, Công Tôn Hằng. Không ai ngờ chuyện của ngoại viện vậy mà lại kinh động đến tận viện trưởng nội viện. Đã hơn 10 năm rồi. Ông ta chưa từng xuất hiện ở ngoại viện. Trần Bát Hoang, Diệp Ca và Hồ Ngạo đã chết rồi. Trò hề này cũng nên kết thúc được rồi. Tại sao cậu cứ phải khổ sở ép buộc bọn họ, quấy rối đạo tâm của đệ tử trong viện tôi, làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của bọn họ? Công Tôn Hằng dừng lại, đứng chẽn một cây cột ở góc quảng trường nhìn xuống, uy nghiêm tứ phía. Lão già kia, ông nói kết thúc là kết thúc sao? Trần Đức chế nhạo, tôi chỉ bảo đệ tử của các ông cười. Như vậy đã quấy rối đạo tâm của bọn họ rồi. Vậy Diệp Ca, Hồ Ngạo, Cố Tinh Hoa, và những người này đã chế nhạo, châm biếm, thậm chí còn muốn giết anh em và người phụ nữ của tôi, những lúc đó sao ông không xuất hiện? Người có tố chất như Trần Đức cũng nhìn không được mà chửi thề, anh thực sự rất tức giận, nếu anh đến muộn một chút, Lữ Đông Giã và Kỳ Hàn chắc chắn sẽ chết, lúc đó, liệu vị viện trưởng này có đứng ra không? Ông ta vốn không quan tâm đến tính mạng của người khác. Vậy mà giờ lại chạy ra nói cái gì mà đạo tâm với tu luyện? Đây không phải là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Bát gia tái thế chương 962.
bị Trần Đức quát mắng, Công Tôn Hằng nhất thời cứng miệng. Quả thực ngay từ đầu ông ta biết rất rõ tình hình của ngoại viện, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng có dự định xuất hiện, sao? Không biết nói gì, hay là để tôi nói giúp ông, Trần Đức nhìn Công Tôn Hằng, lạnh giọng nói, có phải ông cảm thấy người của tôi có tu vi quá thấp, đều là rác rưởi, cho nên không xứng để một viện trưởng nội viện như ông ra tay. Tính mạng của bọn họ không đáng nhắc đến, chết rồi thì thôi. Công Tôn Hằng im lặng không nói, những gì Trần Đức nói đúng như những gì ông ta nghĩ. Tính mạng của Kỳ Hàn và những người còn lại chỉ như con kiến, trong mắt ông ta quả thực không đáng nhắc đến, hoàn toàn không là cái thá gì cả. Không những không đáng để ông ta ra tay cứu giúp, ngược lại ông ta có thể dùng tính mạng của những người này để dạy cho số tân học viên khóa. Này một bài học, để bọn họ biết sự tàn khốc của Côn Luân Hư và học viện vô song. Nhưng, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Trần Bát Hoang. Công Tôn Hằng có chút đau đầu, Trần Bát Hoang thực sự là một võ giả yêu nghiệt hiếm thấy, trong giới thế tục có thể xuất hiện một người sở hữu thực lực như thế này, có thể nói là khá mạnh, ông ta cũng rất muốn nhận làm đệ tử. Cho nên không muốn đắc tội với Trần Bát Hoang. Ông ta chỉ có thể nói, Trần Bát Hoang, thế này, tôi hứa với cậu cũng như những người anh em bạn bè này của cậu, tất cả đều gia nhập nội viện. Còn toàn bộ tân học viên của khóa này đều làm đệ tử tạp vụ ở ngoại viện. Chuyện hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, thế nào? Tất cả đều vào nội viện. Điều kiện này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thực lực của Kỳ Hàn và những người còn lại thực sự rất rất yếu. Nếu theo quy trình bình thường, cho dù bọn họ có làm đệ tử tạp vụ ở Côn Luân Hư 10 năm cũng không chắc có đủ tư cách tiến vào nội viện. Bây giờ lại có thể trực tiếp gia nhập. Tất cả các đệ tử tạp vụ cùng với tân học viên của khóa này đứng xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là một số tân học viên, bọn họ cảm thấy hối hận sâu sắc, không thể tả được. Nếu lúc trước bọn họ đứng ra nói giúp Kỳ Hàn và những người đó vài cẩu, có lẽ bây giờ đã là kết quả khác. Không được. Trần Đức không chút do dự trực tiếp từ chối điều kiện mà Công Tôn Hằng đưa ra. Cứ thế bỏ qua cho họ thì đạo tâm của đám Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải phải làm sao? Điều quan trọng nhất trong tu hành là đạo tâm, hôm nay bị sỉ nhục như vậy, nếu không trả thù thì chắc chắn họ sẽ sống trong bóng ma cả đời. Cậu, Công Tôn Hằng có chút tức giận, vung tay áo nói, Trần Bát Hoang, tôi không muốn đánh cậu bị thương, cậu đừng có ép tôi ra tay. Công Tôn Hằng vừa nói xong, Trần Đức vốn đứng im trên quảng trường bất ngờ di chuyển. Anh giống như một con vượn nhảy bật lên hơn 20 mét, năm ngón tay nắm chặt thành quyền chủ động ra tay với Công Tôn Hằng. Cái gì? Con người Công Tôn Hằng trợn to, hoảng sợ. Bởi vì, lần này khí thế và sức mạnh toát ra trên người Trần Bát Hoang còn mạnh hơn lúc chèn ép mọi người trước đó cả mấy chục lần. Nếu như nói trước đó Trần Đức là một quả bom hình người, vậy giờ chính là một quả bom nguyên tử, vừa bùng nổ thì giống như một trận gió lốc giật cấp 12. Dáng người mạnh mẽ, khí thế kinh người. Thậm chí nơi anh đi ngang qua, hư không cũng vặn vẹo như là có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Điều này quá khủng bố, hoàn toàn không giống như con người, mà là một vị ma thần muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Bóng dáng Trần Bát Hoang càng ngày càng phóng to trong con ngươi Công Tôn Hằng, chỉ thoáng chốc, anh đã xông tới trước mặt ông ta. Lão già kia, Trần Bát Hoang tỏi ép ông ra tay đấy, thì sao nào? Giây tiếp theo, Trần Đức mở miệng, giọng nói to như tiếng chuông đồng vang vọng khắp đất trời. Bát gia tái thế chương 963. Trên bầu trời, một đám mây nổ tung, chút xuống cơn mưa rào, kèm với đó là một tiếng sấm rền. Nắm tay của Trần Đức giống như một quả tên lửa phóng thẳng về phía Công Tôn Hằng. Trong lòng Công Tôn Hằng hoảng sợ không thôi, nào dám lơ là, cũng dùng hết sức mạnh đánh ra một quyền. Rắc rắc rắc. Cùng lúc đó, sắc mặt ông ta cũng trắng bệch, nắm tay trực tiếp vặn vẹo, cả người lung lay liên tục lùi lại, rồi rớt xuống từ độ cao hơn 20 mét. Cũng may Công Tôn Hằng có rất nhiều kinh nghiệm, bật người nhảy lên vài cái đã vững vàng rơi xuống đất, cũng không đến nỗi quá chật vật. Tiếp theo đó, Trần Đức cũng bịch một phát hạ xuống, dáng người cao to đứng sừng sững trước mặt ông ta. Rõ ràng có thể thấy được, nền gạch dưới hai chân anh lấy anh là trung tâm lan rộng ra vô số vết nứt như mạng nhện. Công Tôn Hằng còn đang chìm trong sự chấn động thì Trần Đức lại ra tay tiếp. Vù vù vù. Gió nổi lên. Cơn mưa như bị dẫn dắt không rớt xuống mà quay xung quanh Trần Đức rồi lao về phía Công Tôn Hằng. Trần Đức hóa trưởng thành đao bố lên đầu ông ta.
Công Tôn Hằng hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên ngăn cản đòn đánh khủng bố kia. Ầm. Ngay sau đó, Công Tôn Hằng chỉ cảm thấy hai tay nhũn ra, như có một ngọn núi đè lên người, đôi chân không nhịn được bịch một tiếng quỳ xuống, đầu gối chấm đất, sàn gạch cứng rắn bể tan nát bắn ra xung quanh. Trong miệng ông ta lại hộc máu, sắc mặt đã trắng càng thêm trắng, không chút màu máu. Toàn bộ ngoại viện, hề là đệ tử đang vẩy xem đều hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Mặt mày dại ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Im lặng như chết. Mấy ngàn người lại im lặng một cách khó tin, có vài võ giả còn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Dáng người cao to của Trần Bát Hoang giống như một vị ma thần khiến người ta sợ hãi cùng cực. Ở đằng xa, trong con ngươi của Ẩu Giã Tư Linh cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cách lần trước hai người gặp nhau mới qua bao lâu. Cỏ vẻ, chưa đến một tháng. Chỉ mới một tháng ngắn ngủi, lúc đó Trần Bát Hoang cũng chỉ là một võ giả địa nguyên tam trọng cực kỳ yếu ớt. Nhưng, hôm nay gặp lại, dù là Linh Hải đỉnh như Công Tôn Hằng cũng không phải là đối thủ của anh. Trong lòng Ẩu Giã Tư Linh nhấc lên từng cơn. Sóng lớn, chấn động. Dưới làn gió mát. Tay áo phấp phới, mái tóc khẽ bay, cô ta kinh ngạc nhìn bóng dáng cao to của Trần Bát Hoang, cảm thấy vô cùng rung động. Nói thật, nếu là cô ta thì tuyệt đối không thể tiến bộ vượt bậc trong một thời gian ngắn như thế. Xét về tư chất, cô ta quả thật không bằng Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang, tôi chờ anh ở Vô Song Môn, Ẩu Giã Tư Linh biết giờ trong học viện Vô Song đã không còn ai có thể đụng đến Trần Bát Hoang. Anh đã không cần sự bảo vệ của cô ta nữa. Ẩu Giã Tư Linh chợt bước ra một bước, cơ thể nhoáng lẽn biến mất trong rừng cày. Trong lòng Công Tôn Hằng thầm hoảng sợ không thôi, tuy ông ta trông chỉ có hơn 60, nhưng thực tế đã 99 tuổi, còn một năm nữa thôi là tròn 100. Ông ta đã đảm nhận chức viện trưởng học viện Vô Song 30 năm. 30 năm qua, ông ta chưa từng gặp một tân sinh nào bá đạo, mạnh mẽ như thế. Ông ta đường đường là viện trưởng nội viện mà lại thua. Thua một cách thảm hại. Bát gia tái thế chương 964. Công Tôn Hằng quỳ trên mặt đất, ngây người nghĩ, ông ta hy vọng mọi thứ chí là mơ, đều là ảo giác. Nếu cho ổng ta một cơ hội nữa, Công Tôn Hằng chắc chắn sẽ không đến nơi này. Quá mất mặt. Công Tôn Hằng cúi đầu ủ rũ, trong lòng dấy lên từng cơn sóng lớn, không thua gì những cơn sóng thần cao cá vài trăm mét. Sao, lão già kia, chỉ bằng ông thì có thể cản tôi chắc. Trên quảng trường ở ngoại viện, Trần Đức nhìn chằm chằm Công Tôn Hằng, giọng nói như rồng ngâm, hố gầm, tôi nói lại lần nữa, những ai cười. Vui vẻ, thích thú lúc nãy thì giờ cười tiếp cho tôi. Giọng nói như sấm rền vang vọng khắp đất trời như Quan Âm hiện thế, 60007000 người trên quảng trường bị chấn đến lỗ tai run lên, có vài người nhát gan trực tiếp bị dọa ngơ ngác, ngất xỉu. Những võ giả còn lại, còn ai dám làm trái hay thơ? Viện trưởng nội viện cũng bị đánh bại thì còn ai có khả năng giúp và cứu họ được nữa. Ngay sau đó, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, trên quảng trường, mấy ngàn người cười ầm. Bọn họ cười rất khó coi, còn khó coi hơn cả khóc. Vừa cười vừa rơi nước mắt, cứ như phát điên rồi, mấy ngàn người bị một mình Trần Đức áp chế, không ai dám trái ý anh, trong lòng bọn họ ngoài sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi. Ha ha. Mấy người Đàm Thu kích động đến mức hốc mắt đỏ bừng, hận không thể thét lẽn một tiếng cho thoải mái. Lữ Đông Dã thì cất tiếng cười to, thoải mái thật, đúng là sướng mà. Thầy trò Lục Phong và Trần Nguyên Bình thì há. Hốc mồm mà nhìn, không biết nên nói gì cho phải. Trần Bát Hoang đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của bọn họ. Báo thù. Tên khốn kiếp, tuy anh làm vậy rất khốn kiếp, nhưng bà cô đây thích, Ưng Thanh Vũ hưng phấn quơ quơ nắm đấm. Cô ta cũng giống như mấy người Đàm Thu, cảm thấy cực kỳ phấn khích. Trần Đức không để ý đến cô ta, mà đi đến trước người Kỳ Hàn và Ước Thư Huyên, đút cho bọn họ mỗi người một viên thuốc. Tuy đã uống thuốc nhưng sắc mặt hai người vẫn trắng bệch như trước, mày cau chặt. Thương thế của bọn họ quá nặng. Thuốc mà Trần Đức đã luyện chế trước đó không thể nào khiến bọn họ thức tỉnh, hai người này bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ chỉ còn một hơi thở. Nếu không phải tâm trí cứng cỏi, e là bọn họ đã sớm chết rồi. Kỳ Hàn bị Diệp Ca đánh trọng thương, còn Ước Thư Huyên là do ai làm, giọng Trần Đức trầm khàn, sát ý quét qua bốn phía.
Tuy anh Khổng quá thân thiết với Ức Thư Huyên, nhưng ngay thời điểm nguy nan, cô ta có thể đứng ra trợ giúp mấy người Đàm Thu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đáng để anh cứu cô ta. Cố Tinh Hoa, là Cổ Tinh Hoa, Lữ Nông Dã dành nói trước, trước đó, cũng chính Cố Tinh Hoa bảo đám người Hồ Ngạo giết chúng tôi, cậu Trần, cậu nhất định phải giành lại công bằng cho bọn tôi. Hắn không chỉ muốn giết chúng tôi, mà còn muốn chiếm lấy chị dâu Thanh Vũ. Chị dâu Thanh Vũ. Xưng hô này khiến Âu Dã Thanh Vũ đỏ mặt, để lộ sự dịu dàng và e thẹn của thiếu nữ, nhưng cô ta cũng không hề phủ nhận, trái lại còn rất hưởng thụ và cảm thấy thoải mái vì điều đó. Có điều. Bát Gia Tái Thế chương 965. Cô ta biết rất rõ Trần Đức và chị gái Âu Dã Tư Linh của mình có hôn ước, và bản thân cô ta còn kém rất nhiều so với chị. Liệu, Trần Đức có vừa ý cô ta không? Cổ Tinh Hoa đang ở đâu, Trần Đức cũng không quá đế tâm, anh quay sang nhìn Công Tôn Hằng, đừng có nói là ông không biết đấy nhé. Hắn, đang ở tháp tụ linh, Công Tôn Hằng do dự vài giây rồi nói rõ vị trí cụ thể của Cố Tinh Hoa. Một mặt là vì Trần Đức quá mạnh, ngay cả ông ta cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Mặt khác, học viện vô song không thể mất đi một người mạnh như vậy. Chỉ cần có thể giữ lại người này, tương lai, học viện vô song chắc chắn sẽ xuất hiện thêm một cao thủ. Tuy là thế, Công Tôn Hằng không chỉ muốn có Trần Đức, mà còn muốn có cả Cổ Tinh Hoa, Trần Bát Hoang. Hai kẻ đầu sỏ gảy nén chuyện này là Hồ Ngạo và Diệp Ca đều đã chết, cậu muốn bọn họ cười thì bọn họ cũng đã cười rồi đấy, chuyện này có thể bỏ qua được không? Không được. Không có gì để thương lượng, vốn dĩ, anh và nhà họ Cố đã có ân oán khi còn ở thế tục, hiện tại, đối phương lại ra tay giết Ức Thư Huyên. Đúng thế. Trạng thái hiện tại của Ức Thư Huyên tuy chưa phải người chết, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Dù là anh, muốn cứu cô ta cũng phải phí tâm một phen. Trong trường hợp như vậy, thử hỏi sao anh có thể bỏ qua cho Cổ Tinh Hoa. Mà dù anh có bỏ qua thì, Cố Tinh Hoa có chịu bỏ qua không? Hai người chưa từng gặp mặt nhưng lại quyết không chết không thôi. Đi thôi, đưa tôi đến tháp tụ linh, giọng Trần Đức cực kỳ lạnh lùng và quyết tuyệt. Công Tôn Hằng bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy. Lúc này đây, nếu Thái Thượng Trưởng Lão không ra mặt thì phóng mắt khắp toàn bộ học viện vô song, liệu có ai là đối thủ của người thanh niên này? Huống hồ, thản là viện trưởng, nếu phải lựa chọn giữa Trần Bát Hoang và Cố Tinh Hoa thì đương nhiên, Công Tôn Hằng sẽ chọn Trần Bát Hoang. Tháp tụ linh chính là vũ khí của lão tổ vô song môn, người đã để lại nó trước khi qua đời. Mỗi một lần chỉ có một người tiến vào được. Dù cậu có đến tháp tụ linh thì cửa cũng đóng chặt, cậu không thể đi vào, Công Tôn Hằng lại lần nữa khuyên nhủ, việc này nén dừng ở đây thôi. Dẫn đường. Trần Đức không thích nói nhiều, từ trước đến nay anh cũng không phải một người dài dòng. Công Tôn Hằng khó xử, đành phải đi trước dẫn. Đường. Mấy người Lữ Đông Dã, Ưng Thanh Vũ, Âu Dã Thanh Vũ nối gót theo sau, đi thẳng đến nội viện của học viện vô song. Nhìn thấy sát thần Trần Đức rời đi. Chúng đệ tử ngoại việc mới thở hắt ra một hơi, cơ mặt bọn họ đã sớm căng cứng, nụ cười méo mó. Khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cả đám còn chưa hết hoảng sợ, bất giác run bắn người. Phút chốc, ba chữ Trần Bát Hoang hệt như một con sóng, không ngừng truyền đi khắp học viện vô song. Còn chưa đến một tiếng đồng hồ, uy danh của Trần Đức đã lan truyền khắp vô song. Biết được Trần Đức muốn đến tháp tụ linh để đánh chết Cổ Tinh Hoa, có gần 2.000 người đã chờ sẵn ở đây. Trong đó, người yếu nhất cũng là cao thủ Linh Căn Kỳ. Tất cả bọn họ đều là giáo viên hướng dẫn và đệ tử trong nội viện. Bát Gia Tái Thế chương 966. Trước sự chờ mong của mọi người, chẳng mấy chốc, Công Tôn Hằng đã dẫn theo đoàn người của Trần Đức đi đến tháp tụ linh. Tháp tụ linh đứng sừng sững trên đỉnh Thanh Vân, thản tháp đen như mực, cao đến 100 mét, đường kính khoảng 30 mét, phía trên có khắc các đường vân rất kỳ quái. Khó mà tưởng tượng được một tòa tháp như vậy lại là binh khí mà trước kia lão tổ của vô song môn sử dụng. Hiện tại, tòa tháp này trở thành nơi tu luyện của học viện vô song, một ngày trong tháp tương đương với 10 ngày khổ tu bẽn ngoài. Có rất nhiều đệ tử của học viện mong ngóng một ngày nào đó có thể tiến vào tháp tụ linh. Hân, đang ở trong đó, Trần Đức quan sát tháp tụ linh, thờ ơ nói. Đúng vậy, một khi tháp tụ linh khởi động thì cổng lớn sẽ biến mất. Nếu muốn giết hắn, cậu cần phải chờ ít nhất là đến ngày mai, cống mới lần nữa mở ra, Công Tôn Hằng vuốt râu, chậm rãi nói. Nếu như, tôi không muốn đợi thì sao, ánh?
Mắt Trần Đức sâu thẳm, trong đó có ánh sáng lóe lên. Hôm nay, anh phải giết chết Cố Tinh Hoa. Cố Tinh Hoa phải chết. Và phải chết trong hôm nay. Nếu hắn không chết thì chẳng những là Trần Bát Hoang không nghĩ thông được mà đám Lữ Đông Giã, Hà Đôn, Trương Tử Đằng, Đàm Thu, Giang Hồ Hải cũng sẽ bị bao phủ trong bóng ma mãi mãi, không thể xóa nhà được. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu hành sau này của họ. Thế nên, Trần Đức không muốn chờ dù chỉ là một ngày, một phút, một giây. Nét mặt già nua của Công Tôn Hằng lộ ra vẻ sợ hãi, ông ta thật sự không có can đảm từ chối Trần Bát Hoang. Muốn mở ra tháp tụ linh thì phải có hai Thái Thượng Trưởng Lão cùng ra tay, không thì sẽ không thế mở được. Tháp tụ linh chẳng những là nơi tu luyện, mà còn là nơi để bế quan. Một số đệ tử cực mạnh ở học viện vô song đều chọn tháp tụ linh để bế quan, chỉ cần tiến vào bên trong thì sẽ không có ai làm phiền được mình. Hai Thái Thượng Trưởng Lão, Trần Đức nhàn nhạt nói, vậy ông còn không gọi họ đến. Cái này, trước mắt đúng là có hai Thái Thượng Trưởng Lão ở trong học viện, nhưng mà một người trong đó lại là sư phụ của Cổ Tinh Hoa. Tư chất tu hành của Cổ Tinh Hoa rất cao, sau khi tiến vào học viện vô song một tháng đã được một vị đức cao vọng trọng Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chúng, nhận làm đệ tử ký danh. Tuy chỉ là đệ tử ký danh, nhưng lại được hưởng quy cách cực cao. Bảo sư phụ của hẳn đến mở tháp tụ linh ra, giúp Trần Bát Hoang đối phó Cố Tinh Hoa, điều này có khả năng sao? Nè, ông già, là sư phụ hắn thì sao? Là sư phụ thì không thế mời đến hả? Ưng Thanh Vũ bước ra từ trong đám người, nghịch ngợm đi đến trước mặt Công Tôn Hằng, một đôi mắt linh động chớp chớp như chẳng lo sẽ dối chuyện. Cái này, được rồi, vậy tôi sẽ đi mời. Công Tôn Hằng vẫy tay, nói với một tên thầy giáo trong nội viện. Báo chuyện ở đây cho Quan Lan lão tổ rồi mời ông ấy đến. Vâng, viện trưởng. Tên thầy giáo kia lên tiếng đáp, rồi rời đi. Công Tôn Hằng thở dài, ổng ta thật sự không có biện pháp giải quyết chuyện này. Có lẽ, Thái Thượng Trưởng Lão có thể dẹp yên chuyện này thì sao? Công Tôn Hằng nghĩ vậy, nhưng thầy giáo kia vừa định đi thì bỗng có một người đàn ông thong dong bước về phía này. Bát Gia Tái Thế chương 967. Đó là một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi, cùng lắm cũng chưa đến 30, tóc đen ngang vai, mày kiếm mắt sáng, làn da ánh lên màu đồng cổ khỏe mạnh, cơ thể vạm vỡ, rắn chắc, đằng sau đeo một thanh trường thương dài 5 mét màu đỏ. Cả người anh ta giống như một cây giáo, dáng người thẳng tắp lộ ra sự sắc bén. Người đó là Diệp Mặc Trần, xếp thứ tư trong nội viện của học viện vô song và cũng là đệ tử chính thức duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão Quan Lan. Tên thầy giáo kia thấy anh ta bèn dừng lại. Diệp Mặc Trần. Sư phụ bảo tôi báo cho mọi người ổng ấy thấy trong người không khỏe, chuyện của Cố Tinh Hoa, ông ấy mặc kệ, sống hay chết đều do số trời. Diệp Mặc Trần không có nhìn tên thầy giáo kia, mà là nhìn thẳng vào Trần Đức nói. Thầy ấy còn nói, nếu anh có bản lĩnh thì cứ thẳng tay đập mở tháp tụ linh, giết chết Cố Tinh Hoa. Diệp Mặc Trần nói xong cậu đó cũng không đi, mà là đứng tại chỗ chờ quyết định của anh. Thế hả, nếu tháp tụ linh bị tôi đánh nát thì ai sẽ chịu trách nhiệm, Trần Đức nhàn nhã hỏi. Tháp tụ linh là bảo vật của học viện vô song, nếu nát, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh không muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung của học viện vô song. Ha ha, nếu anh có thể đánh nát tháp tụ linh thì mọi trách nhiệm sẽ do thầy tôi chịu hết, sẽ không ai trách anh đâu, Diệp Mặc Trần nhếch mép lộ ra một nụ cười lạnh. Đánh nát tháp tụ linh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói ỷ là cảnh giới mạnh nhất linh hải sơ kỳ mà Trần Bát Hoang thể hiện ra lúc đầu, linh hải đỉnh là anh ta cũng không thể nào đánh nát nó. Tại sao anh ta lại biết ư? Bởi vì, anh ta đã từng thử. Chẳng những không đánh vỡ được, mà ngay cả một vết nứt cũng không có. Vậy một tên tân sinh linh hải sơ kỳ, dựa vào cái gì làm được? Lẽ nào chỉ bằng một chiêu đánh bại viện trưởng nội viện ban nãy? Nói thật. Diệp Mặc Trần anh ta cũng có thể đánh bại ông ta bằng một chiêu được không? Nhưng tính ra thì nửa chiêu cũng đủ rồi. Trần Bát Hoang, anh có thời gian một ngày, Cố Tinh Hoa là đệ tử của thầy tôi. Sau hôm nay, nếu hắn còn sống thì ông ấy sẽ không ngồi yên mà mặc kệ, Diệp Mặc Trần bổ sung. Công Tôn Hằng sửng sốt, thoáng chốc đã hiểu được cách làm của Quan Lan. Rõ ràng là ông ta muốn bảo vệ Cố Tinh Hoa, ăn chắc Trần Đức không thể mở ra tháp tụ linh. Mà sự thật cũng là như thế, với sức mạnh của Trần Đức thì sao mở được tháp tụ linh chứ? Đẩy là,
Vũ khí mà lão Tố Vô Song Môn từng dùng, sau khi trải qua gần ngàn năm, tuy đã không còn như trước, nhưng cũng không phải một võ giả có cấp bậc như Trần Bát Hoang có thể mở ra được. Cậu Trần, Quan Lan lão tổ không đến thì chẳng còn cách nào mở ra tháp tụ linh được nữa, Công Tôn Hằng sợ Trần Đức khó chịu, dè dặt hỏi, hay là, cậu thử xem có thể mở ra hay không? Nếu không phải chịu trách nhiệm thì đương nhiên tôi sẽ không khách sáo. Sao Trần Đức lại không biết suy nghĩ của cái ông tên Quan Lan lão tổ kia chứ? Muốn dùng cách này để bảo vệ Cố Tinh Hoa à? Chắc không vậy. Thoáng chốc, anh bèn thầm trò chuyện với Linh Lung trong đầu, hỏi xem có cách nào đánh nát được tháp tụ linh không. Sau đó, anh đã nhận được đáp án là có thế. Thậm chí, anh còn không cần phải dùng hết sức mạnh. Viện trưởng, làm phiền ông bảo những đệ tử kia đi ra xa một chút, tránh làm họ bị thương, Trần Đức cũng nói với đám Ưng Thanh Vũ, Âu Dã Thanh Vũ bên cạnh, mọi người cũng đứng xa chút. Tên khốn, cố lên nhé. Bát Gia Tái Thế chương 968. Ưng Thanh Vũ vẫy vẫy đôi bàn tay trắng như phấn, là người đầu tiên rời xa tháp tụ linh. Đám Âu Dã Tư Thanh Vũ, Lữ Nông Dã cũng đi theo, đứng cách đó mấy trăm mét. Bọn họ vô cùng tin tưởng Trần Đức. Mặc dù Trần Nguyên Bình, Lục Phong là người của ngoại viện, nhưng cũng biết độ dân chắc của tháp tụ linh, mấy năm nay có không biết bao nhiêu cao thủ từng thử, nhưng nó vẫn lành lặn y nguyên. Thế nén, có thể thấy được độ cứng của nó như thế nào rồi đó. Xong, hai người vẫn lùi lại, bọn họ cũng có chút chờ mong với Trần Đức. Trái lại những đệ tử nội viện, cả đám đều nở nụ cười cực kỳ khinh bỉ. Đây là tẽn tân sinh kiêu ngạo vô đối đó hả? Sao lại ngây thơ thế không biết? Lẽ nào cậu ta cho rằng mình có thể đánh nát tháp tụ linh ư? Cũng đề cao mình quá rồi đó. Ha ha, cái này gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, cho rằng giết chết Hồ Ngạo là mạnh, lại không biết thực lực của hân ta chỉ là rác rưởi trong nội viện. Người này thật ngông cuồng, cuồng đến ngu ngốc. Không có ai tin Trần Đức có thể đánh nát tháp tụ linh kể cả Công Tôn Hằng, ông ta cười tủm tỉm nói, cậu Trần, cậu cứ thoải mái ra tay đi, bọn họ đều là đệ tử nội viện, mạnh hơn ngoại viện rất nhiều, dư chấn bình thường sẽ không làm gì được họ đâu. Được rồi. Trần Đức nhướng mày, lấy một bình rượu ra, ừng ực uống mấy hớp, sau đó cất đi. Anh đi vài bước xung quanh tầng thứ nhất của tháp tụ linh. Rồi bước đến một nơi có cấu tạo dày và cứng nhất mới dừng lại. Cùng lúc đó, linh khí trong cơ thể cũng nhộn nhạo, tràn ra như một con gió lốc, điên cuồng quét qua mỏi sợi kinh mạch trong người anh. Cuối cùng, dồn vào nắm tay Trần Đức. Đợi đến khi linh khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, giây tiếp theo, Trần Đức chợt đấm ra. Từ sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Phong, Trần Đức vẫn chưa thử xem 50 triệu tấn sức mạnh của mình sẽ có sức công phá như thế nào. Dù khi đánh sập Thiên Kiếm Phong anh đã dùng toàn bộ sức mạnh cộng thêm 500 triệu tấn sức mạnh của cửu trọng cực ảnh, nhưng cuối cùng sức công phá chỉ mới đánh ra khoảng 30 triệu tấn, chứ chưa dùng hết mà Thiên Kiếm Phong đã không thể chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Giờ, tháp tụ linh này lại ở ngay trước mặt, quả thật là vật thí nghiệm tốt nhất cho anh. Lần này, anh không có thi triển cửu trọng cực ảnh mà chỉ dùng toàn bộ 50 triệu sức mạnh của bản thản, đấm thẳng về phía trước. Bù! Một cơn gió to nổi lên, nắm tay của Trần Đức như một quả pháo nhanh chóng đấm thẳng vào tháp tụ linh. Keng! Một tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên cùng với nắm tay của Trần Đức, leng keng điếc tai. Khuếch tán ra xung quanh. Xong, tuy đã phát ra âm thanh rất lớn, nhưng tháp tụ linh vẫn lành lặn, không chút sứt mẻ, sừng sững đứng tại chỗ. Ngay cả một vết chóc cũng không có. Xung quanh im phăng phắc, có điều, nó chỉ diễn ra ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc. Phụt, ha ha, xin lỗi nhé, tôi không nhịn được, trong đám người, có một đệ tử bật cười. Đây là ma vương, Atula trong miệng đám rác rưởi ngoại viện hả? Ha ha ha, hình như là vậy đó. Đánh không vỡ cũng không sao, dù là cao thủ nội viện cũng không làm được. Nhưng, Trần Bát Hoang lại chỉ đánh ra một chiêu. Bát Gia Tái Thế chương 969. Chỉ đánh ra một quyền rồi thu tay lại. Ra vẻ vô cùng tự tin, còn như khiếu đã đánh nát tháp tụ linh. Đúng là ngày thơ quá mà. Dù là Công Tôn Hằng cũng không khỏi lắc đầu. Trần Đức mạnh thì mạnh thật đó, nhưng lại quá ngông cuồng và tự tin. Tháp tụ linh là một trong những bảo vật số 1 số 2 của nội viện thì sao có thể bị đánh nát chỉ với một quyền. Đánh thử thêm mấy quyền nữa không được sao. Quả nhiên à, vẻ mặt Diệp Mặc Trần vẫn bình tĩnh như không,
cũng chẳng bất ngờ với kết quả như vậy. Ngay cả anh ta cũng không thể đánh nát tháp tụ linh thì một tên tản sinh không làm được cũng là bình thường. Sau đó, Diệp Mặc Trần xoay người, định trở về nghe lệnh. Rắc! Anh ta vừa nhấc chân, đúng lúc này, tháp tụ linh vần sừng sững bỗng truyền ra một tiếng nứt. Tuy không quá vang dội, thậm chí là rất nhỏ, nhưng lại truyền vào trong tai mỗi người. Một số đệ tử nội viện đứng gần còn rõ ràng thấy được nơi Trần Đức đấm vào hơi lõm xuống, nứt ra rồi. Dường như động tĩnh nhỏ bé ấy chỉ là một cái chốt mở đầu, sau đó. Tháp tụ linh, nổ. Nó giống như đã phải gánh chịu một sức mạnh quá sức của mình, trực tiếp nổ, chia năm xẻ bảy. Cùng với đó là vô số mảnh kim loại nhỏ kèm theo linh khí trong tháp tụ linh tựa như những viên đạn bắn ra xung quanh. Phụt, phụt, phụt. Một số võ giả đứng gần bị những mảnh nhỏ ấy đánh trúng, bị thương nặng, máu tươi be bét. Cũng có 100.200 võ giả bị linh khí khủng bố sốc bay, bị thương cực nặng, có người gần như sắp chết. Trước đó, linh khí ngưng tụ trong tháp tụ linh là cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể chống đỡ nổi, đứng càng gần càng bị thương nặng. Công Tôn Hằng trợn to mắt, ông ta là người hoàn hồn lại đầu tiên, vội đấm ra một đấm đẩy vài đệ tử đi. Chạy mau lên. Giờ đây, các đệ tử nội viện đều cuống cuồng, chạy còn nhanh hơn thỏ, chưa đến một phút đã chạy ra thật xa đứng nhìn. Tháp tụ linh vẫn đang nổ hết tầng này đến tầng khác. Tiếng nổ vang lên không ngớt bên tai. Một số đệ tử không chạy kịp, cả người cầm đầy mảnh vỡ của tháp tụ linh, có người còn bị một tảng kim loại lớn đè lén, không thể nhúc nhích. Tôi đã nói là bảo họ trốn xa một chút rồi mà, Trần Đức vẫn thong dong, bình tĩnh, mặc kệ những mảnh vỡ bay đến, nhưng chẳng có mảnh nào có thể làm anh bị thương. Diệp Mặc Trần vung trường thương chắn những mảnh vỡ kia, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Không phải bởi vì những mảnh vỡ và linh khí kia, mà là vì bị chấn động. Anh ta hoàn toàn bị Trần Đức làm cho rung động. Tháp tụ linh một bảo vật mà lúc trước Diệp Mặc Trần đã dùng hết sức mạnh cũng không thế làm nó suy xuyển mảy may, nhưng Trần Bát Hoang. Chỉ dùng một quyền. Công Tôn Hằng và một đám giáo viên, đệ tử đều im lặng, rốt cuộc không cười nổi nữa, nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nhìn tháp tụ linh nổ tung, dần dần sập xuống. Trong lòng bọn họ phức tạp cực kỳ. Tháp tụ linh bảo vật của nội viện, cứ thế, bị phá hủy. Bát gia tái thế chương 970. Sau này còn tu hành kiểu gì nữa? Trái tim Công Tôn Hằng đang nhỏ máu, mà ở một ngọn núi rất xa cũng có một ông lão già nua mặc áo xám, mặt mày âm u nhím chằm chằm phía trước, cả người không ngừng run rẩy. Ông ta chính là Quan Lan sư phụ của Diệp Mặc Trần và Cổ Tinh Hoa. Trong lòng của ông ta gần như sụp đổ. Tháp tụ linh nát, nát thật rồi. Ông ta nào gánh nổi trách nhiệm đó chứ? Quan Lan nói là sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cũng có lý do của nó. Ông ta muốn mượn tháp tụ linh đế làm cái cớ bảo vệ Cố Tinh Hoa vì đoán chắc Trần Đức không thể đánh nát nó. Nhưng, mẹ nó ai mà ngờ được Trần Bát Hoang lại có thể đánh nát nó thật. Chưa nói đến chuyện sắp tới ông ta phải đối mặt với sự trách phạt như thế nào đến từ Vô Song Môn, riêng bảo vật kia bị phá hủy thôi thì trái tim Quan Lan đã như đang rỉ máu rồi. Chí bảo như thế bị phá hủy, nói không ngoa chứ thực lực của Vô Song Môn ít nhất phải lùi lại 10 năm, hoặc lâu hơn. Trong tháp tụ linh bỗng phát ra một tiếng hét giận dữ, chỉ thấy giữa vô số mảnh vỡ có một bóng người bay ra. Đó là một người tràn ngập máu tươi, cơ thể trải rộng vô số miệng vết thương đáng sợ hết chỗ này đến chỗ khác. Đó chắc chắn là do tháp tụ linh nổ tung gây ra. Người ấy chính là Cố Tinh Hoa, hẳn đã hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác. Cổ Tinh Hoa kêu lên thảm thiết, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, nghi ngờ, khó tin. Tại sao tháp tụ linh lại bỗng dưng sụp? Chuyện gì xảy ra thế này? Là tháp tụ linh xảy ra vấn đề gì ư? Trong đầu hắn tràn ngập vô vàn câu hỏi, nghi. Vấn. Lẽ nào có thế lực nào đó tấn công học viện Vô Song ư? Cùng với tiếng nổ mạnh, tháp tụ linh dần dần sụp xuống. Cổ Tinh Hoa vừa hay ngừng lại trước mặt Công Tôn Hằng. Viện trưởng, Cố Tinh Hoa đầy mặt chấn động hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Sao óng lại ở đây? Tôi, khóe miệng Công Tôn Hằng khẽ nhếch, thoáng chốc không biết nên nói cái gì mới tốt. Mọi thứ có vẻ là do Cổ Tinh Hoa tự tìm. Sao lại thế này? Không đợi Công Tôn Hằng trả lời,
Cố Tinh Hoa không ngờ lại nhìn thấy gần đó còn có một người đàn ông xa lạ và mấy trăm mét ngoài kia là những đệ tử nội viện cùng giáo viên hoặc ngồi hoặc đứng. Hắn càng không hiểu ra sao. Tại sao nơi này lại có nhiều người như vậy? Mà ngay cả, Diệp Mặc Trần cũng đến. Cố Tinh Hoa, Công Tôn Hằng cũng không biết nên làm sao, trực tiếp chỉ vào Trần Đức nói, cậu ta tìm cậu. Hả? Cố Tinh Hoa quay sang nhìn Trần Đức theo bản năng, sau đó, hắn chợt cảm giác được một luồng sát khí cực kỳ nồng đậm, không chút kiêng dè nhằm thẳng vào mình. Hắn nhíu mày, liếc Trần Đức một cái rồi không thèm để ý đến anh nữa. Cố Tinh Hoa chưa bao giờ gặp người này, cũng không quen anh. Khỏi cần nghĩ cũng biết Trần Đức chính là tân sinh lần này hay một tên nào đó trong đám rác rưởi không đáng giá nhắc tới. Rác rưởi mà cũng đòi giết hẳn. Ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bát gia tái thế chương 971. So với việc có người muốn giết mình, hắn càng muốn biết sốt cuộc tháp tụ linh bị làm sao vậy, tại sao lại bỗng dưng nổ, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra. Viện trưởng, mỗi ngày đều có rất nhiều người. Muốn giết tôi. Cái loại chó mèo đó cứ bỏ qua đi đã. Giờ tôi chỉ muốn biết tháp tụ linh bị làm sao thôi, Cố Tinh Hoa hối. Là một đệ tử nội viện, hắn biết rất rõ tháp tụ linh cứng rắn cỡ nào, theo lý thuyết thì tuyệt đối không thể nổ được. Thế nhưng, giờ tháp tụ linh cao hơn lum lại nổ tung giống như pháo hoa, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. Từng miếng kim loại bắn ra xung quanh như tận thế đến. Cảnh tượng ấy quả thật khiến lòng người hoảng sợ. Tháp tụ linh bị một quyền của cậu ta đập bể, mục đích là để tìm cậu, Công Tôn Hằng lại nhìn về phía Trần Đức bằng một ánh mắt hết sức phức tạp. Viện trưởng, ông đừng có nói đùa, tôi không rảnh nghe chuyện cười đâu, Cố Tinh Hoa hơi bực, lúc này rồi còn nói đùa gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Công Tôn Hằng thở dài, Cố Tinh Hoa, tôi biết cậu có chút không thể chấp nhận nổi. Nhưng, sự thật chính là như vậy. Ông ta nói xong bèn im lặng. Mặt mày đầy vẻ nghiêm túc. Cố Tinh Hoa sửng sốt, phút chốc hơi luống cuống. Bởi vì Công Tôn Hằng không giống như là đang nói giỡn, cũng không cần thiết lặp lại nhiều lần nói đùa với mình. Bỗng dưng, một linh cảm xấu chợt nổi lên trong. Hắn! Cố Tinh Hoa nhìn về phía Diệp Mặc Trần. Diệp Mặc Trần vẫn đứng im, vẻ mặt u ám. Hắn lại nhìn đám đệ tử nội viện ở đằng xa, bỗng phát hiện ngày thường họ đều rất kính nể, sợ hãi mình. Nhưng giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt hết sức đáng thương. Mà ngay cả đám người thuộc tinh minh của hắn cũng không ngoại lệ. Cố Tinh Hoa lập tức biết điều Công Tôn Hằng nói. Là thật. Hắn khó có thể tin, máy móc, cứng ngắc xoay người lại nhìn về phía Trần Đức hỏi, anh. Anh là ai? Tìm tôi, làm gì? Cố Tinh Hoa có chút sợ, giọng điệu gập ghềnh. Cực kỳ mất tự nhiên. Tao tên là Trần Bát Hoang. Nghe nói mày muốn giết anh em và cướp người phụ nữ của tao đúng không? Khóe miệng Trần Đức khẽ nhếch nở một nụ cười lạnh như băng. Mí mắt Cố Tinh Hoa dần giật, vô thức lùi lại mấy bước. Hắn bị dọa, thật sự bị dọa. Cố Tinh Hoa biết rất rõ, nếu Trần Bát Hoang có thể đánh nát tháp tụ linh, vậy mình tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Anh, muốn thế nào? Cố Tinh Hoa đề phòng, nhíu mày hảo ồ. Tao muốn mày chết. Trần Đức lạnh lùng như một vị Atula, vừa thấy Cố Tinh Hoa thì anh hoàn toàn không muốn nói nhiều, trực tiếp giơ lên một quyền, đấm thẳng về phía hắn. Một quyền bá đạo đến cực điểm như muốn phá hủy tất cả mọi thứ đấm thẳng vào linh hải trung kỳ là Cố Tinh Hoa. Đầu óc Cố Tinh Hoa trống rỗng, khí thế của Trần Đức quá khủng bố, trực tiếp khóa chặt hắn. Anh như một vị thần đứng trước mặt hẳn, cơ thể Cố Tinh Hoa cứng ngắc, hoàn toàn không thể nhúc nhích được gì. Dừng tay. Bát gia tái thế chương 972. Đúng lúc này, khi nắm đấm của Trần Đức sắp hạ xuống thì bỗng có một tiếng hét truyền đến. Giây tiếp theo, một ông lão già cả chợt xuất hiện trong khoảng không gian này. Người đó là Quan Lan. Khí thế của ông ta cực kỳ kinh người, như là xé rách không gian bước một cái đã xuất hiện giữa Trần Đức và Cố Tinh Hoa. Thầy ơi, cứu con. Cố Tinh Hoa nhìn thấy Quan Lan, kích động bật khóc. Đối mặt với cái chết thì còn kiêu ngạo, ngông cuồng gì nữa. Chỉ còn lại sự hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Quan Lan xuất hiện khiến hắn như bật được cọng rơm cứu mạng. Trái tim đang căng thẳng chợt thả lỏng lại rất nhiều. Có Quan Lan ở đây, ai có thể giết hắn? Cút! Trần Đức hoàn toàn làm lơ Quan Lan, cũng không có ngừng tay, mặc kệ người đến là ai, có thân phận cao bao nhiêu hay mạnh thế nào thì cũng chẳng thể ngăn cản anh.
một quyền đấm thẳng về phía trước. Nơi nó đi qua, không gian gợi lên từng tầng sóng gợn, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Sau đó, Quan Lan bỗng thấy, không gian chợt nứt ra. Giống như một tấm gương bị vỡ, xuất hiện từng vết nứt. Trong những vết nứt ấy là vô số khí tức hỗn loạn, đen ngòm một mảnh. Mí mắt Quan Lan giật giật, lòng thầm trầm trọng, ông ta định giúp Cổ Tinh Hoa đỡ một quyền này, nhưng giờ lại không có lòng tin đó nữa. Thế nhưng, dù cho Quan Lan nghĩ thế nào, có hối hận hay không thì một quyền của Trần Đức cũng đã đập tới, không ngừng phóng to lên trong con người ông ta. Quan Lan đành phải giơ hai tay lẽn làm động tác đón đỡ chắn trước người, xung quanh cơ thể ngưng tụ ra một lớp màng phòng ngự. Gần như cùng lúc đó, nắm tay của Trần Đức cũng đấm thẳng tới. Và không có gì ngoại lệ, lớp phòng ngự kia cũng nát bấy. Một quyền của anh tiếp tục đấm thẳng vào hai tay Quan Lan. Sau đó, đôi bàn tay của Quan Lan lập tức gãy, bị thương nặng. Chưa chờ ông ta phản ứng lại, Trần Đức đã giơ tay nắm lấy bả vai Quan Lan, dùng sức quăng một cái hồ như ném một tảng đá đi ra ngoài. Kế tiếp, anh lại ra thêm một quyền nữa, mà lần này, là đấm về phía Cổ Tinh Hoa. Chỉ trong 0,1 giây ấy, nắm đấm của Trần Đức đã đập lên người Cổ Tinh Hoa. Cổ Tinh Hoa muốn khóc, nhưng nước mặt chưa kịp rơi đã trực tiếp biến mất. Hóa thành một đống xương máu nổ tung trên không, đỏ thẳm một mảnh, mùi máu tươi lan khắp xung quanh, hóa thành cát bụi. Giống như chưa từng tồn tại trên đời. Trái lại, Trần Đức vẫn lững thững, bình tĩnh, thong dong, khóe miệng cong cong. Đánh Quan Lan bị thương nặng, thoáng cái giết chết Cổ Tinh Hoa với anh giống như là đang làm một chuyện hết sức nhỏ bá không đáng kể, còn nhẹ nhàng, đơn giản hơn cả uống nước. Mạnh đến vô địch. Đệ tử nội viện, giáo viên rồi cả Công Tôn Hằng đều bị Trần Đức làm cho chấn động. Bọn họ đã sớm đoán được Cổ Tinh Hoa sẽ chết, nhưng trước khi chết thì Quan Lan đã ra tay. Đó là Thái Thượng trưởng lão nội viện đấy. Nhưng vẫn không thể ngăn cản Trần Đức. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Sự rung động của mọi người giống như nhìn thấy một đứa trẻ 3 tuổi dùng một quyền đánh chết một con hổ nặng cả ngàn cây di. Hàng ngàn người miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Quan Lan khó khăn lắm mới rơi xuống đất dừng lại được, lòng chợt cảm thấy hết sức nặng nề, trăm mối cảm xúc. Bát gia tái thế chương 973. Hôm nay, ông ta coi như đã mất hết mặt mũi. Đã không cứu được người, trái lại còn bị thương nặng. E rằng ông ta là thái thượng trưởng lão thảm nhất trong lịch sử học viện vô song. Quan Lan xấu hổ, buồn bực muốn chết, nhưng lại không thể làm gì được. Tuy thân phận, địa vị, thâm niên của ông ta rất cao, song phải cõng nhận rằng, ông ta không phải đối thủ của Trần Bát Hoang. Viện trường, chuyện tôi muốn làm đã làm xong. Giờ, tôi muốn dẫn theo anh em và người phụ nữ của mình ghi tên với ông để gia nhập học viện. Sau đó, Trần Đức quay đầu nhìn về phía Công Tôn Hằng nói, không biết lời ông nói trước đó của mình bảo bạn bè tôi có thể tham gia vào học viện có còn tính không? Công Tôn Hằng vẫn còn đang chìm trong rung động, hoảng sợ. Trần Đức đột nhiên nói muốn tham gia vào học viện khiến ông ta bỗng chốc không biết trả lời như thế nào. Lúc trước, ông ta đồng ý để đám Kỳ Hàn tiến vào nội viện là có điều kiện, muốn dùng cái này để đổi lấy mạng sống của Cố Tinh Hoa và đạo tâm của các đệ tử ngoại viện. Nhưng, Trần Đức lại hoàn toàn khó nghe ông ta nói. Anh chẳng những không dừng tay, mà còn đánh một vị thái thượng trưởng lão bị thương nặng. Nếu ông ta đồng ý thì còn để Quan Lan ở chỗ nào nữa? Viện trưởng, Trần Đức nhíu mày, cho rằng Công Tón Hằng không nghe thấy bèn lớn tiếng nói lại, tôi, dẫn theo bạn mình ghi tên với ông, chuẩn bị tiến vào nội viện. Ông, có đồng ý không? Lần này, không những Công Tôn Hằng nghe thấy được, mà Quan Lan và các đệ tử nội viện cùng giáo viên cũng nghe được rành mạch. Ánh mắt Công Tôn Hằng khẽ lập lòe, liếc nhìn Quan Lan, rõ ràng là đang đợi ông ta quyết định. Có giữ lại Trần Đức và đám anh em cùng phụ nữ của anh hay không là một vấn đề hết sức khó khăn. Thế nên, ông ta trực tiếp đá vấn đề này cho Quan Lan. Thái Thượng trưởng lão, tôi không có ý kiến gì với đề nghị của Trần Bát Hoang, mời ông đưa ra quyết định cuối cùng. Quan Lan đầu tóc bạc phơ, mặt mày tái nhợt đầy nếp nhăn trông hết sức khó coi, khóe miệng còn dính một vết máu, lòng thầm hoảng sợ, phập phồng không yên. Nếu là người khác dám giết đệ tử của mình trước mặt ông ta thì Quan Lan đã sớm nối điên và ra tay. Thế nhưng,
Trần Đức một thanh niên hai mươi mấy tuổi đến từ thế tục lại có thực lực vượt xa một ông lão hơn 80 tuổi như ông ta. Với độ tuổi ấy lại có tư chất cỡ đó. Nói thật, đừng nói là đánh Quan Lan bị thương nặng, dù có giết ông ta thì cũng sẽ không bị phạt. Môn chủ và các trưởng lão trong Vô Song môn tuyệt đối sẽ không vì ông ta bị thương mà xử lý Trần Bát Hoang. Trái lại, nếu vì ông ta mà khiến Trần Bát Hoang bỏ đi, không ở lại học viện Vô Song. Một khi bị bên trên biết được chắc chắn sẽ tức giận. Thậm chí là sẽ trực tiếp xóa sổ ông ta. Côn Luân Hư chính là như thế, anh mạnh thì. Anh có quyền lên tiếng. Còn cậu mà yếu thì câm miệng đi. Tôi, đồng ý, dù Quan Lan không muốn chút nào, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Ông ta có thể từ chối chắc. Vả lại, tôi muốn ông, nhận họ làm đệ tử chính thức. Trần Đức lại đưa ra yêu cầu. Bát gia tái thế chương 974. Với anh, có vào học viện hay trở thành đệ tử của ai hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng, với đám Kỳ Hàn, Lữ Đông Giã, Hà Đồn, Đàm Thu thì lại khác. Điều này quyết định tương lai và tiền đồ của họ sau này. Quan Lan giật mình, máu huyết dâng lên, suýt nữa thì hộc máu. Giết đệ tử của tôi, giờ còn bảo tôi nhận người khác làm đệ tử. Quan Lan dần sự buồn bực trong lòng xuống. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu đã nhượng bộ thì nhường nhịn thêm chút nữa có làm sao? Huống chi, với tư chất biến thái của Trần Bát Hoang, tạo một mối quan hệ tốt cũng không phải là chuyện xấu. Được, sau này họ chính là đệ tử chính thức của Quan Lan tôi. Trần Đức không chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho anh em và phụ nữ của mình, mà anh còn sẽ đền đáp lại người có ơn giúp mình. Lần này, khóng đợi Quan Lan lén tiếng, Công Tôn Hằng đã nói, Trần Nguyên Bình, Lục Phong. Từ hôm nay trở đi, một người là viện trưởng ngoại viện, còn một người là phó viện trưởng. Cựu viện trưởng Tử Vân Tử bị giáng chức xuống phó viện trưởng, Cung Bất Phàm bị hủy bỏ tư cách phó viện trưởng. Trần Nguyên Bình và Lục Phong đột nhiên được gọi tên, cả hai đều giật mình, vô cùng cảm kích. Bọn họ lập tức hành lễ, tuân lệnh. Tuân lệnh. Hai người đều vô cùng kích động và phấn khích, đối với bọn họ mà nói đây không chỉ là thăng quan tiến chức, mà còn là nâng cao thân phận và tài nguyên. Viện trưởng và phó viện trưởng được hướng tài nguyên trong học viện có khoảng cách khá là lớn. Trần Bát Hoang, cậu còn yêu cầu gì nữa không? Quan Lan thở dài, hoàn toàn chấp nhận số phận của mình, dẹp bỏ thành kiến với Trần Bát Hoang, chân thành hỏi. Ông ta là một người thông minh, trong khoảng thời gian ngắn đã có thế nghĩ thông, thay vì cứ cố chấp với tên yêu nghiệt như Trần Bát Hoang, tốt hơn là nẻn nhượng bộ hoàn toàn và tạo dựng một mối quan hệ tốt. Những người anh em, bạn bè, phụ nữ của Trần Bát Hoang trở thành đệ tử của Quan Lan, tương lai Trần Bát Hoang nợ ông ta một ân tình. Hết rồi. Trần Đức không phải là người tham lam vô độ, học viện Vô Song có thể đáp ứng quá nhiều yêu cầu của anh như vậy đã xem là đặc cách rồi. Xét cho cùng, với thực lực của Lữ Đông Giã, Hà Đồn, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hái và Âu Giã Thanh Vũ, nếu trải qua sát hạch theo quy trình thông thường, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể làm đệ tử tạp vụ ở ngoại viện. Ngay cả Kỳ Hàn là người có thực lực mạnh hơn một chút cũng chỉ có thế ở ngoại viện. Chứ đừng nói đến chuyện vào nội viện, làm đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão. Hai vòng sát hạch còn lại, không cần tiếp tục nữa, Công Tôn Hằng nhẹ giọng nói, Trần Đức đã chứng minh thực lực của mình bằng hành động, cuộc sát hạch tiếp theo đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Loại hình thức này, không cần cũng được. Bây giờ tôi sẽ đưa bọn họ đi làm thủ tục nhập học và sắp xếp trò ở. Công Tôn Hằng rất muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, lập tức chuẩn bị tinh thần cho mọi người. Chỉ có điều. Đợi đã, đột nhiên, Ưng Thanh Vũ ngăn Công Tôn Hằng lại, ống lão, tôi muốn đi gặp môn chủ của Vô Song Môn. Hả? Công Tôn Hằng nhìn Ưng Thanh Vũ, vốn muốn nối giận, nhưng chợt nhớ ra cô ta đến đây cùng với Trần Đức nên lập tức kiên nhẫn nói, môn chủ trăm công ngàn việc, rất bận, không phải người thường có thể gặp đâu. Hừ. Có thể gặp hay không thì không cần ông phải lo, ông chỉ cần nói với lão, Ưng Thanh Vũ đến. Học viện Vô Song rồi, những việc còn lại lão biết nên làm thế nào, Ưng Thanh Vũ ngang ngược nói. Nếu ông dám không thông báo, ta sẽ bảo tên khốn này đánh ông một trận. Công Tôn Hằng, U, E. Bát gia tái thế chương 975. Trần Đức bất lực, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì, Ưng Thanh Vũ yêu cầu đến học viện Vô Song tất nhiên là có lý do. Công Tôn Hằng kinh hoàng liếc nhìn Trần Đức, vội vàng đáp, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Hôm nay, tháp tụ linh bị phá nát, Diệp ca,
Hồ Ngạo và Cố Tinh Hoa đã chết. Quan Lan và ông ta đồng thời bị thương. Ảnh hưởng quá lớn, Công Tôn Hằng phải đích thản báo cáo với Vô Song Môn. Đến lúc đó thuận tiện nhắc đến chuyện của Ưng Thanh Vũ, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cậu Trần, mời đi bên này, tôi đưa cậu và mọi người đi làm thủ tục nhập học rồi sắp xếp nơi ở, Công Tôn Hằng mỉm cười thận trọng cung kính. Tất nhiên Trần Đức sẽ không khách sáo, đưa Âu Dã Thanh Vũ và những người khác đi theo Công Tôn Hằng. Chỗ ở mà Công Tôn Hằng sắp xếp cho nhóm của bọn họ đương nhiên là tiêu chuẩn cao nhất của học viện Vô Song. Sau khi mọi người rời đi, danh tiếng của Trần Bát Hoang càng vang dội hơn, nổi tiếng khắp cả ngoại viện lẫn nội viện. Sự tích của anh được xem như huyền thoại, nhanh chóng bùng phát và lan nhanh như tên lửa, thu hút nhiều người đến thăm hỏi, muốn kết giao bạn bè. Sau khi tìm được nơi ở, Trần Đức trực tiếp chọn bế quan tránh bị làm phiền, anh cần phải luyện đan để trị thương cho nhóm người Ức Thư Huyên, Kỳ Hàn và Lữ Đồng Giã. Về phần tài liệu luyện đan, tất nhiên là đi hỏi học viện Vô Song rồi. Dưới sự sắp đặt của Công Tôn Hằng, anh muốn gì có nấy, mọi việc đi ẻn ra vô cùng suôn sẻ. Khi thế giới bên ngoài đang vô cùng ồn ào và chấn động, Trần Đức hoàn toàn bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược. Cùng ngày, trên ngọn núi cao nhất của Vỏ Song Môn, Thiên Huyền Phong, trên Thiên Huyền Phong có một đại điện gọi là Trưởng Lão Điện. Đây là nơi điều hành cấp cao của Vô Song Môn dùng để bàn bạc những chuyện quan trọng. Trong đại điện lúc này có 9 ông lão cực kỳ lớn tuổi đang ngồi, ngay phía chính giữa trên cùng là môn chủ của Vô Song Môn, Ngụy Vô Minh, lão ít nhất cũng phải hơn 200 tuổi. Lão mặc một bộ quần áo màu xanh, búi tóc cao, râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt già nua lại tràn đầy sức sống, với hàng lông mày sắc bén và đôi mắt sáng như đuốc. Phía dưới, bên trái và bên phải lần lượt là 8 vị trưởng lão của Vô Song Môn. Trong Vô Song Môn, hiện tại Âu Dã Tư Linh là người mạnh nhất, ngoài ra còn có 9 người đang ở đây bao gồm môn chủ. Bọn họ tập hợp lại với nhau, đại diện cho sức mạnh và quyền lực tối cao nhất của Vô Song Môn. Toàn bộ Côn Luân Hư, cho dù đi đến đâu, bọn họ đều là sự tồn tại có thân phận và địa vị vô cùng cao quý. Công Tôn Hằng và Quan Lan đứng ở trung tâm. Đại điện, hai người bọn họ lần lượt thuật lại những gì đã xảy ra ở nội viện hôm nay, bọn họ không giấu giếm bất cứ điều gì, từ cái chết của Diệp Ca, Hồ Ngạo và những người khác cho đến khi Trần Bát Hoang xuất hiện, sau đó tháp tụ linh bị phá hủy, Cố Tinh Hoa chết, Quan Lan bị thương. Bất kể chuyện lớn nhỏ, bọn họ đều thuật lại toàn bộ. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ yêu cầu của Trần Bát Hoang, Công Tôn Hằng nói xong, ông ta thận trọng nói, môn chủ, xin ngài xử lý. Công Tôn Hằng vừa dứt lời, cả đại điện chìm vào im lặng. Im lặng một cách kỳ lạ, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Quan Lan cúi đầu, tim đập thình thịch, trong lòng kinh hãi đến cùng cực. Ông ta đã tự ý quyết định, dẫn đến chuyện tháp tụ linh bị phá hủy, chuyện này e là sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy. Quan Lan to gan. Quả nhiên, Ngụy Vô Minh lép tai đáp ban quát, ai cho ông quyên tia y quyết đi JNS, The Chan Bét Hoang ra tay với tháp tụ linh. Orai Reserve, The Copyright of this Digital Document is owned by Riotme, no part of this. Thình thịch. Quan Lan sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống, hốt hoảng nói, môn chủ tha tội. Tỏi không biết cậu ta lại mạnh như vậy. Hừ. Bát gia tái thế chương 976. Ngụy Vô Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trong giọng nói có một tia tức giận không che giấu được, thân là thái thượng trưởng lão của nội viện, lẽ nào ông không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn sao? Chuyện ông không làm được thì người khác không thể làm được. Ông thực đáng tội chết. Môn chủ, xin tha mạng. Quan Lan quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, cả người run bần bật. Hồn bay phách lạc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Môn chủ, chuyện này không thể hoàn toàn trách Quan Lan. Đại trưởng lão Tô Tây Pha ngồi đầu tiên ở phía bên phải đứng dậy, đây cũng là một óng lão, trông khoảng độ hơn 70 tuổi, mí mắt nhướng lén. Lưng hơi gù, nói năng chậm rãi, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, cho dù là ai trong số chúng ta, e là cũng đều không ngờ Trần Bát Hoang lại mạnh mẽ như vậy. Vì muốn bảo vệ Cổ Tinh Hoa, làm nên chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đúng vậy, môn chủ, trong những năm qua Quan Lan đã lập công không ít, chuyện này hay là cho qua đi. Một vị trưởng lão khác cũng đứng dậy, ông ta là nhị trưởng lão Đinh Nghi, có giọng nói thô bạo và bộ râu ngắn. Đúng vậy, môn chủ, đây là chuyện ngoài ý muốn, Quan Lan cũng đâu muốn vậy.
Môn chủ, tháp tụ linh bị phá hủy đã là sự thật. Cho dù Quan Lan có bị xử tử cũng không ích gì. Các vị trưởng lão lần lượt đứng dậy thuyết phục Ngụy Vô Minh, tất nhiên Ngụy Vô Minh cũng biết Quan Lan không phải cố ý, cũng không phải thật sự muốn giết ông ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bắt đầu từ hôm nay, ông quay mặt vào tường một tháng không được xuất quan, lấy đây để răn đe những người khác. Vàng, vàng, tạ môn chủ, Quan Lan thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút hồng hào. Sau đó, Ngụy Vô Minh lại nói, Công Tôn Hằng, ông quay lại xem Trần Bát Hoang thế nào, nhất định phải cố gắng giữ cậu ta lại, đừng để cậu ta rời đi, đợi tin tức của Vô Song môn chúng ta. Vâng, thưa môn chủ. Công Tôn Hằng vừa định rời đi, đột nhiên nhớ tới những lời lúc nãy của Ưng Thanh Vũ nên bất giác dừng lại, môn chủ, còn có một chuyện cần phải báo cáo với ngài. Chuyện gì, Ngụy Vô Minh hỏi. Lần này người đi cùng Trần Bát Hoang còn có một cô gái khác tên là Ưng Thanh Vũ, bảo rằng muốn gặp ngài. Cái gì? Đột nhiên, thân thể già nua của Ngụy Vô Minh đứng phát dậy, như thể ghế ngồi bị bốc cháy, nhìn thẳng vào mắt Công Tôn Hằng, cô ấy nói tên là Ưng Thanh Vũ. Phản ứng của lão khiến Công Tôn Hằng sợ hãi, vội vàng nói, đúng vậy, cô ấy tên là Ưng Thanh Vũ. Ta biết rồi, trở về nói với cô ấy ta nhất định sẽ đi. Ngoài ra, bất kể cô ấy có yêu cầu gì thì cũng đều phải đáp ứng, Ngụy Vô Minh nghiêm nghị nói. Nếu cô ấy muốn đến gặp ta thì có thể đến bất cứ lúc nào, không cần phải báo trước. Vâng, thưa môn chủ. Công Tôn Hằng giật mình, trong lòng hiểu rõ Ưng Thanh Vũ không hề đơn giản, nhưng ông ta không hỏi thêm câu nào, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Sao cô ấy lại đến Côn Luân Hư, Ngụy Vô Minh lẩm bẩm một mình, vừa nghĩ đến ba chữ Ưng Thanh Vũ, trong lòng lão liền tràn đầy sợ hãi. Ưng Thanh Vũ, còn nhớ 18 năm trước. Chính ông ta là người ở bên cạnh bảo vệ mẹ của Ưng Thanh Vũ, chứng kiến cô ta chào đời. Ông ta biết rất rõ thân phận của Ưng Thanh Vũ. Ba chữ, không chọc nổi. Môn chủ, có chuyện gì vậy? Tô Tây Pha nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Vô Minh liền hỏi. Không, không có gì. Bát gia tái thế chương 977. Ngụy Vô Minh lại ngồi xuống, quét mắt nhìn những vị trưởng lão phía dưới, mọi người nói xem. Nên xử lý tên Trần Bát Hoang đó thế nào, nên giữ lại hay là giết? Môn chủ, tôi cho rằng vẫn là giết thì tốt hơn, ngũ trưởng lão Nhạc Trường Phong nói, tên này quá mức ngông cuồng, phá vỡ quy tắc của học viện Vô Song. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải cứ một thiên tài đến đây liền có thể tùy ý hành sự sao? Đúng vậy, tôi đồng ý với ý kiến của Trường Phong, nhị trưởng lão Đinh Nghi nói, một kẻ không biết kính trọng bề trên thì không xứng giữ lại. Không sai. Học viện Vô Song chúng ta không phải không có người có thực lực mạnh, thiếu cậu ta cũng chả sao. Đúng thế, nếu như chỉ bởi vì cậu ta có thực lực mạnh mà bỏ qua chuyện này thì đối với học viện Vô Song mà nói không phải là chuyện tốt. Lại thêm hai vị trưởng lão đứng dậy đồng ý giết Trần Bát Hoang, vì cho rằng anh quá kiêu ngạo, ngông cuồng và ngạo mạn, giữ lại thì tương lai chắc chắn sẽ là tai họa. Tôi nghĩ có thể giữ lại, đại trưởng lão Tô Tây Pha nói, mặc dù cậu ta có chút ngông cuồng. Nhưng tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh như vậy. Nếu như đổi lại là các vị, không phải các vị cũng sẽ ngông cuồng sao? Huống hồ, cậu ta giết người khác, không phải cũng vì bạn bè của cậu ta bị xúc phạm sao? Tháp tụ linh là sai sót của Quan Lan, không liên quan gì đến cậu ta cả. Đúng vậy, đại trưởng lão nói rất đúng, lục trưởng lão đồng ý với ý kiến của Tô Tây Pha. Tôi cũng nghĩ thế. Trong số 8 vị trưởng lão, 4 vị ủng hộ giết chết còn 3 vị ủng hộ giữ lại. Chỉ có một người vẫn im lặng không nói. Đó là một bà lão, từ đầu đến cuối bà ta vẫn luôn giữ im lặng, Thu Yến, sao bà không nói gì, Ngụy Vô Minh nhìn bà ta, cảm thấy hơi kỳ quái. Phu Thu Yến là người phụ nữ duy nhất trong số những trưởng lão chấp sự. Mặc dù là phụ nữ nhưng một số ý kiến của bà ta thường được tiếp nhận, rất hợp lý và sắc sảo. Phu Thu Yến không chỉ mưu trí mà còn là cường giả của Vô Song Môn, là thụ nghiệp ân sư của Âu Dã Tư Linh. Không ai dám phớt lờ lời nói của bà ta, tiếng nói của bà ta chỉ đứng sau Ngụy Vô Minh. Môn chủ. Phu Thu Yến suy nghĩ một lúc, sau đó bà ta thận trọng đứng lên, chậm rãi nói, tôi nghĩ là có thể giữ lại. Ồ, Ngụy Võ Minh có chút kinh ngạc, vốn dĩ lão nghĩ rằng Phu Thu Yến sẽ tán thành việc giết Trần Bát Hoang. Dù sao bà ta cũng đích thản dạy dỗ nên một cường giả trẻ tuổi, phải khinh thường kẻ ngông. Cuồng như Trần Bát Hoang mới phải.
Thu Yến, ta muốn nghe lý do, Ngụy Vô Minh nói. Không biết môn chủ còn nhớ Tư Linh có hòn ước ở giới thế tục không? Còn nhớ, Ngụy Vô Minh gật đầu, nếu không phải Vu Thu Yến nhắc lại, lão cũng sắp quên chuyện này mất rồi, không chỉ lão biết rõ chuyện hôn ước của Âu Dã Tư Linh, mà các trưởng lão trong đại điện cũng đều biết rất rõ, Trần Bát Hoang chính là chủ nhân của kiếm tâm Long Ngâm. Vu Thu Yến nói, cách đây hơn một tháng, có người của nhà Âu Dã từng đến tìm tôi và Tư Linh, lúc đó Trần Bát Hoang chỉ mới ả Long Tượng Kỳ. Thời gian hiện tại cách lần đó chỉ mới 1-2 tháng. Cái gì? Vu Thu Yến vừa nói xong, tất cả các trưởng lão trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm bà ta. Các vị không cần kinh hoàng, chuyện này tôi không hề nói quá, cậu ta quả thực đã đột phá từ Long Tượng Kỳ lên Linh Hải Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Vu Thu Yến cũng biết tốc độ này quá kinh ngạc, khiến người ta không thể tin được đến mức nào. Nhưng đó là sự thật. Chỉ trong thời gian mấy chục ngày ngắn ngủi, đạt tới cảnh giới mà người khác có lẽ cả đời cũng không đạt tới, thậm chí còn vượt qua hầu hết nhân vật bất tử của Côn Luân Hư. Trần Bát Hoang có thiên phú vượt trội, có lẽ Linh Hải Kỳ vẫn chưa phải là điểm cuối của cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta, có lẽ không kém gì Tư Linh. Bát gia tái thế chương 978. Ngay khi những lời này nói ra, cả đại điện đều im lặng. Không kém Âu Dã Tư Linh. Đây là lời đánh giá cao đến mức nào? Không phải ý muốn nói, tương lai Trần Bát Hoang rất có khả năng sẽ vượt qua mấy ông lão này, thậm chí còn vượt qua cả Âu Dã Tư Linh sao? Tất cả bọn họ đều biết Âu Dã Tư Linh mạnh đến mức nào? Không ngoa khi nói rằng, cô ta chỉ cần dùng một tay là có thể hạ gục tất cả những vị trưởng lão. Chỉ trong thời gian mấy chục ngày ngắn ngủi, đạt tới cảnh giới mà người khác có lẽ cả đời cũng không đạt tới. Thậm chí còn vượt qua hầu hết nhân vật bất tử của Côn Luân Hư. Trần Bát Hoang có thiên phú vượt trội, có lẽ Linh Hải Kỳ vẫn chưa phải là điểm cuối của cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta, có lẽ không kém gì Tư Linh. Ngay khi những lời này nói ra, cả đại điện đều im lặng. Không kém Âu Dã Tư Linh. Đây là lời đánh giá cao đến mức nào? Không phải ý muốn nói, tương lai Trần Bát Hoang rất có khả năng sẽ vượt qua mấy ông lão này. Thậm chí còn vượt qua cả Âu Dã Tư Linh sao? Tất cả bọn họ đều biết Âu Dã Tư Linh mạnh đến mức nào? Không ngoa khi nói rằng, cô ta chỉ cần dùng một tay là có thể hạ gục tất cả những vị trưởng lão này, đánh bại toàn bộ. Thiên phú không kém Âu Dã Tư Linh. Lời đánh giá này có thể nói là khá cao rồi. Nếu giữ cậu ta lại, kết hôn với Tư Linh, đó cũng không hẳn là một chuyện xấu. Sau khi ngừng một lát, Vu Thu Yến nói thêm, khi đó... Vô song môn có thể tăng lên một cấp độ cao hơn, xuất hiện hai đại cường giả, có lẽ bọn họ có thể đưa vô song môn lên một tầm cao mới. Trong đại điện, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh hãi, lần đầu tiễn nhận ra Trần Bát Hoang đáng sợ và yêu nghiệt đến nhường nào. Nếu chỉ là thực lực mạnh thì không có gì đáng nói cả. Bọn họ cũng có thể phá được tháp tụ linh, nhưng tốc độ tu luyện này quá kinh người. Nếu những gì Vu Thu Yến nói là sự thật, thì Trần Bát Hoang thực sự không kém Âu Dã Tư Linh chút nào. Thu Yến, gạch chéo. Đột nhiên, Ngụy Vô Minh nói, mặc dù ý của bà rất hay, nhưng bà đã quên, 5 năm trước, cậu chủ nhà họ Lẩu đã nói gì rồi sao? Giọng nói xa xăm của Ngụy Vô Minh vang vọng trong đại sảnh, dường như đầy thăng trầm và bất lực. Vu Thu Yến ngây người một lúc, sau đó cũng im lặng. Không chỉ bà ta, mà những vị trưởng lão khác cũng chìm vào im lặng. Đúng vậy. 5 năm trước, Lâu Tử Phong, cháu trai của người bảo vệ Côn Luân Hư đã từng đến vô song môn một lần. Hắn đến võ song môn để trải nghiệm và tu luyện, là cháu đích tôn có thực lực mạnh nhất của Lẩu Vạn Xuân, thiên phú của hắn là điều không thể nghi ngờ. Nếu Trần Bát Hoang chỉ có thể mơ hồ so sánh với Âu Dã Tư Linh, thì có thể nói Lâu Tử Phong đã vượt qua sự tồn tại của Âu Dã Tư Linh. Trước hết, thiên phú của hắn phải nói là cực đỉnh. Thứ hai, hẳn là cháu trai của người bảo vệ, tài nguyên tu luyện mà hân được hưởng, người thường không thể tưởng tượng nổi. 5 năm trước, hắn đã từng càn quét võ song môn, vô địch rồi. Để lại một ấn tượng rất sâu sắc cho các môn sinh của vô song môn. Được mệnh danh là chiến thần, chí tôn. Bát gia tái thế chương 979. Ngoài ra còn có biệt danh cực kỳ thích hợp với hắn, Diêm Vương, Lẩu Diêm Vương. Lúc rời đi, hắn từng nói, đừng ai nghĩ tới chuyện đụng vào Âu Dã Tư Linh, cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của tôi,
đợi tôi trở lại sẽ đến hỏi cưới cô ấy. Sau khi tôi đến, nếu cô ấy đã gả cho người khác, tôi sẽ đổ sát vô song môn. Người đời có câu, chỉ có đặt sai tên chứ không có đặt sai biệt hiệu, hắn được mệnh danh là Lẩu Điếm Vương, điều này cho thấy hắn hành sự bá đạo đến mức nào. Những lời tốt đẹp của hắn có thể không nhất thiết trở thành sự thật, nhưng những lời nói tàn nhẫn do hắn tung ra thì chưa từng thất hứa. Hắn nói muốn tiêu diệt vô song môn, vậy thì chắc chắn chạm phần chạm, hắn thật sự sẽ tiêu diệt vô song. Điều quan trọng nhất là, với thực lực của một mình hắn, quả thực có 80% cơ hội tiêu diệt vô song môn. Người bảo vệ và một số gia tộc ở Côn Luân Hư như bọn họ, hoàn toàn là hai loại tồn tại quá khác biệt. Người trước giống như một vị thần, còn người sau thì bình thường hơn cả bình thường. Đã 5 năm trôi qua, Lâu Tử Phong vẫn chưa xuất hiện, những lời hắn nói vốn dĩ đã bị Ngụy Vô Minh và những người khác quên mất, hôm nay vừa. Nhắc đến hôn ước, mọi người đều bất giác nghĩ đến hắn. Có thể hắn sẽ không đến nữa đâu, đại trưởng lão Tô Tây Pha trầm giọng nói. Nhưng lỡ như đến thì sao, nhị trưởng lão Đinh Nghi hỏi ngược lại. Đã hơn 5 năm trôi qua, nói không chừng Lão Tử Phong đã quên Tư Linh rồi. Ngụy Vô Minh dừng lại, tạm thời đừng nhắc đến chuyện hôn ước nữa, ngày mai hãy để cậu ta đến Thang Thần Thánh tham gia sát hạch xem tài năng và thực lực của cậu ta thế nào. Các vị nghĩ sao? Không tệ, tôi thấy rất có lý, Tô Tẩy Pha là người đầu tiên đồng ý. Môn chủ, phương pháp này rất khả thi. 8 vị trưởng lão đều lần lượt đồng ý. Người khác tâng bốc Trần Bát Hoang cực kỳ lợi hại, nhưng bọn họ vẫn chưa chứng kiến tận mắt. Trong lòng khóng khỏi có chút nghi hoặc. Mà 33 bậc của Thang Thần Thánh thuộc vô song môn là bảo vật dùng để đánh giá thiên phú và thực lực. Ngay cả cường giả mạnh như Âu Dã Tư Linh thì lúc đầu cũng chỉ có thể lên bậc thứ 26 mà thôi. Nếu đã như thế thì quyết định vậy đi. Ngụy Võ Minh đã hạ quyết tâm, sau khi truyền lệnh, liền nói. Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc. Mời các vị trưởng lão ra về, ngày mai đến Thang Thần Thánh tụ họp. Báo, 1. Ngụy Võ Minh vừa dứt lời, đột nhiên có một người từ bên ngoài đại điện xông vào, tốc độ rất nhanh giống như một bóng ma, thoáng chốc đã xuất hiện ở trung tâm đại điện, quỳ một gối, hai tay nâng một lá thư, môn chủ, nhận được một lá thư khẩn cấp từ người bảo vệ, nhà họ Lâu. Hả? Ngụy Vô Minh và 8 vị trưởng lão đang định rời đi đều lần lượt dừng lại. Cùng lúc đó, Ngụy Vô Minh giơ tay ra hướng về phía bức thư, ngay lập tức, bức thư vững vàng rơi vào tay lão như thể nhận được một loại lực hấp dẫn nào đó. Sao nhà họ Lâu lại đột nhiên gửi thư đến? Lão rất khó hiểu, 8 vị trưởng lão chấp sự cũng khó hiểu không kém. Dưới sự thắc mắc của mọi người, Ngụy Vô Minh mở phong thư ra. Trong tích tắc, chưa đầy 3 nhịp thở, sắc mặt Ngụy Vô Minh đột nhiên thay đổi. Có thể thấy rõ sắc mặt lão đang biến hóa điên cuồng, hai tay run lên, vẻ mặt ngày càng cực kỳ khó coi. Môn chủ, có chuyện gì thế? Tô Tây Pha thấy vậy, vô cùng khó hiểu hỏi, nhà họ Lâu có chuyện gì sao? 2. Ngụy Vô Minh thở dài thườn thượt ngồi ở trên ghế chính, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mọi người tự xem đi. Lão phất tay một cái, phong thư bay vào tay của đại trưởng lão. Mấy vị trưởng lão chấp sự lần lượt nhận lấy phong thư, sau khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Bát gia tái thế chương 980. Đúng thật là lo lắng chuyện gì thì nó ập đến chuyện nấy. Trên phong bì chỉ có 13 chữ. Lão Tử Phong, 2 ngày sau, đến thăm vô song môn, hỏi cưới. Chỉ với 13 chữ, đột nhiên khiến da đầu mọi người đầu tê dần. Nếu là bình thường, Lâu Tử Phong đến vô song môn, bọn họ sẽ rất vui và hào hứng. Bất luận là thế lực nào ở Côn Luân Hư cũng đều muốn thân cận với người bảo vệ, ngay cả vô song môn là tông môn mạnh nhất Côn Luân Hư cũng muốn như vậy. Nhưng bây giờ, vị hôn phu của Âu Dã Tư Linh tình cờ đang ở vô song môn, nếu hai người gặp nhau, Trần Bát Hoang nhất định sẽ chết rất thảm. Bởi vì, Lâu Tử Phong không cho phép có tình địch. Bọn họ còn nhớ 5 năm trước. Một vị trưởng lão chỉ nhìn Âu Dã Tư Linh với ánh mắt rất bình thường trước mặt hắn. Sau đó, đôi mắt của vị trưởng lão đã trực tiếp bị khoét mất. Diêm Vương, tàn nhẫn, chính là những từ miêu tả con người hắn. Thành thật mà nói, mặc dù chưa từng gặp Trần Đức, nhưng chí dựa vào chuyện anh có thể giết chết Cổ Tinh Hoa, cũng đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của anh. Ngụy Võ Minh, một người rất quý trọng nhàn tài, không muốn Trần Bát Hoang chết ở võ song môn.
Còn một số vị trưởng lão bên dưới, có người thì quý trọng nhân tài, nhưng cũng có người chỉ đang lo sợ. Bọn họ sợ Lâu Tử Phong biết Âu Dã Tư Linh đã có vị hôn phu, hắn sẽ nổi điên lên khiến bọn họ bị liên lụy. Môn chủ, tôi đề nghị nên giết chết Trần Bát Hoang để tránh những rắc rối sau này. Nhị trưởng lão Đinh Nghi là người đầu tẽn lên tiếng, nếu chỉ vì một tên Trần Bát Hoang mà đắc tội với nhà họ Lẩu, thật sự không đáng. Đúng vậy, môn chủ, dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chưa đủ lớn mạnh, nếu trước đó đắc tội với nhà họ Lâu, thì Vô Song Môn sẽ đối mặt với sự diệt vong, ngũ trưởng lão Nhạc Trường Phong nói. Môn chủ, nếu không giết cậu ta, Vô Song Môn thực sự có thể vì chuyện này mà bị tiêu diệt. Đúng vậy, với tính cách của Lâu Tử Phong, bất cứ chuyện gì cậu ta cũng có thể làm được. Tam trưởng lão và thất trưởng cũng ủng hộ ý kiến của nhị trưởng lão. Bọn họ không phải nói chuyện giật gân. Lâu Tử Phong chính là người như thế, bọn họ đã tiếp xúc với hắn cách đây 5 năm, hành sự không chút kiêng nế, không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không thể đoán được. Trước kia, có một đệ tử thuộc gia tộc ở Côn Luân Hư ngừng luyện kiếm, lưỡi kiếm chĩa vào người hắn. Trong cơn tức giận, hắn đã trực tiếp ra tay sát hại toàn bộ gia tộc, ngay cả đứa trẻ mới 3 tuổi cũng không tha. Tôi thấy làm vậy không thích hợp, Phù Thu Yến biết rõ thiên phú đáng sợ của Trần Đức, bà ta là người đầu tiên phản đối, môn chủ, 2 ngày sau Lâu Tử Phong mới đến. Tôi nghĩ chúng ta có thể xem thử thiên phú của Trần Bát Hoang thế nào rồi hãy đưa ra quyết định. Đúng vậy, chúng ta còn có thời gian, đừng sốt ruột, trong lòng Ngụy Vô Minh đã có chủ kiến. Dù sao lão cũng là người coi trọng nhân tài, ngay từ đầu đã không định giết Trần Đức, ngày mai, xem thử Trần Bát Hoang rốt cuộc mạnh đến mức nào, nếu cậu ta thực sự không tồi, chúng ta sẽ đưa ra điều kiện hậu đãi, bảo cậu ta từ bỏ Tư Linh là được. Như vậy không những không làm mất lòng nhà họ Lâu, mà tương lai cũng sẽ không mất đi một cường giả. Môn chủ, nhị trưởng lão muốn nói gì đó, nhưng Ngụy Vô Minh xua tay nói, ý tôi đã quyết, giải tán đi. Nói xong bỏ đi trước. Lão không nói với mọi người lý do không giết Trần Bát Hoang, ngoài việc quý trọng nhân tài ra, trên thực tế, còn có một lý do vô cùng quan trọng khác. Ưng Thanh Vũ. Có cô gái đó ở bên cạnh Trần Bát Hoang, làm sao lão có thể dễ dàng đụng vào chứ? Quyết định của Vô Song Mòn nhanh chóng được truyền đến tai Công Tôn Hằng, ông ta không dám do dự, lập tức đến nơi Trần Đức bế quan, yên lặng chờ đợi. Phải đợi hơn 10 tiếng đồng hồ. Đến sáng ngày hôm sau, Trần Đức mới mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngay khi Công Tôn Hằng định nói, Trần Đức đã lên tiếng trước, viện trưởng, dẫn tôi đi gặp Kỳ Hàn và Ức Thư Huyên. Được. Bát gia tái thế chương 981. Công Tôn Hằng biết rất rõ điều mà Trần Đức quan tâm nhất lúc này là những người bạn của anh, chuyện sát hạch ớ thang thần thánh, đợi lát nữa nói cũng không muộn. Nửa tiếng sau, hai người đến khoa chữa bệnh của học viện Vô Song. Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn vẫn chưa tỉnh lại, lông mày nhíu chặt, ba vị y sĩ hàng đầu của học viện đang sắc thuốc cho hai người uống và chữa trị vết thương cho bọn họ. Viện trưởng, một. Viện trưởng. Vừa nhìn thấy Công Tôn Hằng, tất cả mọi người đều vội vàng hành lễ và chào hỏi, nhìn thấy Trần Đức, ánh mắt của bọn họ lóe lên tia sợ hãi. Ngày hôm qua, bọn họ đã tận mắt chứng kiến tính cách và thực lực của Trần Đức, khó tránh khỏi tâm trạng khiếp sợ. Hai viên đan dược này. Cầm lấy giúp tôi cho bọn họ uống, Trần Đức xòe lòng bàn tay ra, trên tay có hai viên đan dược màu xanh lam to bằng ngón tay cái. Một mùi hương của dược liệu từ lòng bàn tay lan tỏa khắp nơi, chỉ cần ngửi thôi cũng có thể khiến lỏ chân lông giãn ra, tạo cảm giác rất sáng khoái. Cậu Trần, đây là Công Tôn Hằng vô cùng kinh ngạc, cho dù không hiếu đan dược, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy sự bất phàm. Sinh túy dẫn linh đan, Trần Đức bình tĩnh nói ra tên của đan dược. Công Tôn Hằng và ba vị y sĩ hiển nhiên chưa bao giờ nghe nói về loại đan dược này, trên mặt bọn họ lộ ra một chút nghi ngờ. Trần Đức không giải thích. Bọn họ không phải luyện đan sư, không biết là chuyện bình thường. Đan dược và võ kỹ giống nhau, đều được chia thành các cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng, phàm. Theo như Trần Đức từng tìm hiểu, loại đan dược từng xuất hiện ở Thế Tục và Côn Luân Hư cùng lắm là đan dược cấp hoàng giai. Oriat Reserve. The code variant of this digital document is only variant me, not that of this. Hơn nữa, đan dược hoàng giai cũng cực kỳ quý hiếm. Mà viên đan dược trên tay anh chính là đan dược hoàng giai cao cấp, anh phái mất cả đêm tiêu hao tinh lực mới luyện được 2 viên. Viên đan này có thể khai thóng linh lực,
bất cứ ai ở dưới cảnh giới linh hải kỳ, cho dù bị nội thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần còn một hơi thở thì đều có thể cứu tỉnh. Có thể nói là một loại thần dược cực kỳ dị thường. Tiếc là loại này giới hạn cảnh giới của người được cứu, nếu không thì cấp bậc của nó sẽ cao hơn. Cậu Trần, tôi có chuyện nhất định phải nói, một ông lão ngoài 80 tuổi, trong mắt hiện lên vẻ nhìn xa trông rộng nói, thương thế của Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn rất nghiêm trọng, không phải đan dược nào cũng có thể uống được, nếu uống nhầm thuốc thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù cậu có thực lực mạnh, nhưng không có chuyên môn y thuật, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu làm bừa đâu, là một y sĩ, ông lão rất cố chấp, trực tiếp đứng chắn ở trước mặt Trần Đức, không những không giúp đỡ mà còn không cho phép anh đi vào. Tránh ra, Trần Đức cau mày, biết rõ giải thích không thông, liền đẩy ông lão ra. Cậu Trần, lẽ nào cậu muốn bạn của cậu chết sao, ông lão quát mắng, sắc mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, lão ta không thể ngăn được Trần Đức, trong nháy mắt, hai viên đan dược của Trần Đức đã lần lượt được đưa vào miệng Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn. Đan dược trong miệng dần tan ra, hóa thành một dòng nước trong suốt, chảy xuống dạ dày của bọn họ. Ngay lập tức, chưa đầy 2 giây, biểu cảm của Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn càng trở nên khó coi hơn, còn khó coi hơn cả người chết. Thậm chí giữa hai hàng lông mày còn xuất hiện một đường đen. Bát gia tái thế chương 982. Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn dường như vô cùng đau đớn, sắc mặt không chỉ thay đổi mà trên trán cũng xuất hiện từng lớp mồ hôi lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi đã nói với cậu là không được tùy tiện dùng đan dược, sắc mặt của vị y sĩ vừa ngăn cản Trần Đức thay đổi, tức giận nói, cậu đây là đang giết người. Là một y sĩ, lão ta ghét nhất chính là hành vi cho bệnh nhân uống thuốc bậy bạ, làm hại đến tính mạng bệnh nhân. Cho dù Trần Đức là người có thực lực mạnh mẽ, lão ta cũng lên án một cách tức giận. Cậu Trần, cậu ra ngoài đi, ở đây không hoan nghênh cậu. Không hiểu y thuật, còn dùng đan dược bậy bạ gì chứ? Cậu thật sự cho rằng đan dược gì cũng có thể tùy ý sử dụng sao? Trường hợp của bạn cậu, ít nhất phải nằm 2 hoặc 3 tháng mới có thể tỉnh lại. Bây giờ, nếu bọn họ chết, cậu không tránh khỏi liên. Quan! Hai vị y sĩ còn lại cũng tức giận không kém, khác với ông lão lúc trước, trong lời nói của bọn họ có chút châm chọc. Bọn họ tức giận mắng chửi Trần Đức, Công Tôn Hằng lặng lẽ đứng một bên quan sát, không muốn xen vào, dù sao ba vị y sĩ này tuy cảnh giới không cao, nhưng y thuật của bọn họ phải nói là đứng đầu trong học viện vô song. Ngay cả Cõng Tõn Hằng cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Phụt! Đúng lúc mấy người này đang nói luyên thuyên không ngừng thì Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn bồng phun ra một ngụm máu. Sau đó hai người khẽ nhúc nhích mí mắt, mở mắt ra. Kỳ Hàn và Ức Thư Huyên cứ như vậy mà tỉnh rồi. Hơn nữa, màu đen u ám và trắng bệch trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt hồng hào. Ba vị y sĩ nhìn chằm chằm vào bọn họ, ngơ ngác nhìn sự chuyển biến thần kỳ của hai người, có một loại cảm giác vô cùng hư ảo. Như đang nằm mơ, ngây người đứng nhìn. Bọn họ rất rõ ràng thương thế của hai người Kỳ Hàn, tuy rằng kinh mạch trong cơ thể không bị đứt đoạn, nhưng vẫn đang bị nứt toác, dẫn đến linh lực điên cuồng chạy loạn trong cơ thể, có thể nói trỏng bề ngoài hai người họ không tổn hại gì, nhưng trên thực tế bị nội thương rất nghiêm trọng. Nếu không được chăm sóc cẩn thận 3-4 tháng giúp bọn họ nghỉ ngơi điều dưỡng thì không thế nào tính lại được. Ba người hoàn toàn ngậm miệng lại, vị y sĩ lớn tuổi nhất rụi rụi mắt. Như thể tưởng mình nhìn nhầm, khuôn mặt già nua đỏ bừng, sao có thể chấm sao có thể. Khi Ức Thư Huyên và Kỳ Hàn tỉnh dậy, người đầu tiên bọn họ nhìn thấy là Trần Đức đang đứng bên cạnh, cậu chủ. Cậu Trần, gạch chéo. Hai người tỉnh rồi, mọi thứ đều như mong đợi, Trần Đức không ngạc nhiên. Cậu chủ, Đàm Thu và những người khác, Kỳ Hàn nhìn xung quanh, phát hiện nhóm người Đàm Thu đều không có ở đó, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, bọn họ không sao, chuyện nên giải quyết tôi đã giải quyết xong rồi, Trần Đức động viên, từ nay về sau, anh chính là đệ tử của nội viện, được hưởng đãi ngộ còn tốt hơn đệ tử nội viện. Lần này chấm MAY mà có anh. Ha, ha ha, tốt quá, mặc dù Kỳ Hàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn tin Trần Đức 100%, tinh thần vô cùng phấn chấn, vì kích động quá mức, nên trong người liền bùng lên một cơn đau đớn. Khi Ức Thư Huyên nhìn thấy Công Tôn Hằng, cô ta lập tức nhận ra ngay, định đứng lên chào thì Công Tôn Hằng vẫy tay ra hiệu cho cô ta nằm xuống, dưỡng thương cho tốt. Cậu Trần, cuối cùng, vị y sĩ đức cao vọng trọng nhất sửng sốt hỏi,
cậu làm thế nào mà được vậy? Bát gia tái thế chương 983. Tác dụng của đan dược. Trần Đức nhẹ giọng nói, mặc dù bọn họ đã tỉnh, nhưng trên người vẫn còn vết thương, cần ở đây nghỉ ngơi một thời gian nữa, phiền mọi người chăm sóc rồi. Vâng, cậu Trần, cậu yên tâm. Ba vị y sĩ hoàn toàn bái phục anh, không còn dám khinh thường Trần Đức, thận trọng gật đầu. Lúc này Công Tôn Hằng nhanh chóng tận dụng cơ hội nói với Trần Đức chuyện sát hạch ở Thang Thần Thánh, sắp đến giờ rồi, bây giờ Tỏi sẽ đưa cậu đến Vô Song Môn, tiếp nhận sát hạch. Âu Dã Tư Linh có ở Vô Song Môn không? Trần Đức hỏi. Có, cô ấy quả thực đang ở Vô Song Môn. Công Tôn Hằng nói. Được, tôi đi cùng ông. Lý do chính khiến Trần Đức đến học viện Vô Song là để đấu với Âu Dã Tư Linh một trận, sau đó hỏi cỏ ta một số tin tức liên quan đến bố mẹ anh. Đảo Vô Song nằm cuối sông Tây Lưu, trên đảo có 9 đỉnh núi cao ngất trời mây, rộng lớn mênh mông, vô cùng kỳ vĩ. Đỉnh Bình Bộ cao khoảng 1-2 ngàn mét, trên đó có một sợi xích sạt to lớn màu đen cực kỳ chắc chắn, đầu kia nối với sợi xích. Là một ngọn núi cao hơn đỉnh Bình Bộ. Toàn bộ xích sắt dài khoảng 1 ngàn mét, như một con dốc nối hai đỉnh núi với nhau từ thấp đến cao. Tuy nhiên, anh nhận ra sợi xích sắt dưới chân mình có vẻ rất nặng. Anh không thể lay động nó chút nào. Dải xích sắt màu đen này được gọi là độ vân kiều, dưới độ vân kiều là từng tầng nước xương ngưng kết thành mây trắng, thấp thoáng có thể nhìn thấy dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn của sông Tây Lưu. Đứng ở độ cao 2.000 mét nhìn xuống, thực sự có hào khí lên tận đỉnh cao chót vót ngắm nhìn mới thấy núi non đều nhỏ bé. Đối diện độ vân kiều chính là Thiên Huyền Phong, nơi ở của chủ phong Vô Song Môn, và Thang Thần Thánh cũng ở trên đó. Côn Tôn Hằng giới thiệu cho Trần Đức, cùng với đó, một chân ông ta dẫm lên độ vân kiều, người nhẹ như bèo trôi, lướt đi trên xích sắt. Vì xích sắt quá nhỏ, khi ông ta đi lên, cả xích sắt phát ra tiếng động sột soạt, không ngừng đung đưa. Trần Đức không nói một lời, nhấc chân bước theo. Khi lòng bàn chân của anh hạ xuống, dây xích đu đưa bỗng trở nên vô cùng vững chãi, dường như tìm được một điểm chống đỡ nào đó, không còn đu đưa chút nào. Điều này khiến Công Tôn Hằng kinh ngạc, thầm. Dây xích sắt màu đen này được gọi là độ vân kiều, dưới độ vân kiều là từng tầng nước xương ngưng kết thành mây trắng, thấp thoáng có thể nhìn thấy dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn của sông Tây Lưu. Đứng ở độ cao 2.000 mét nhìn xuống, thực sự có hào khí lên tận đỉnh cao chót vót ngắm nhìn mới thấy núi non đều nhỏ bé. Đối diện độ vân kiều chính là Thiên Huyền Phong, nơi ở của chủ phong Vô Song Môn, và Thang Thần Thánh cũng ở trên đó. Côn Tôn Hằng giới thiệu cho Trần Đức, cùng với đó, một chân ỏng ta dẫm lên độ vản kiều, người nhẹ như bèo trôi, lướt đi trên xích sắt. Vì xích sắt quá nhỏ, khi ông ta đi lên, cả xích sắt phát ra tiếng động sột soạt, không ngừng đung đưa. Trần Đức không nói một lời, nhấc chân bước theo. Khi lòng bàn chân của anh hạ xuống, dây xích đu đưa bỗng trở nên vô cùng vững chãi, dường như tìm được một điểm chống đỡ nào đó, không còn đu đưa chút nào. Nói quả nhiên lại hiểu nghiệt. Bát gia tái thế chương 984. Chén độ vân kiều, hai bóng hình nối đuôi nhau bước đi, rõ ràng dây xích chỉ rộng bằng một bàn chân, nhưng hai người lại đi rất vững vàng, như đi trên con đường bình thường. Trong lúc đó, Công Tôn Hằng dựa vào sự hiểu biết của mình về độ vân kiều, có ý muốn rung lắc xích sạt kiếm tra Trần Đức. Hôm qua đánh vỡ tháp thụ linh, e rằng cậu ta vẫn chưa dốc hết toàn lực, Công Tôn Hằng càng đi càng kinh hãi. Cuối cùng đưa ra một kết luận khiến người ta sợ hãi. Mấy phút sau, cuối cùng hai người đã đặt chân lên Thiên Huyền Phong. Đến nơi này, Trần Đức kinh ngạc phát hiện, linh khí của địa giới Vô Song Môn còn dồi dào nồng đậm gấp 2 đến 3 lần so với học viện võ song. Đúng là thánh địa tu võ. Không cần phải kinh ngạc, Vô Song Môn là tông môn lớn nhất Côn Luân Hư, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập, vì vậy ngoại trừ nơi ở người bảo vệ Côn Luân Hư. Địa giới mà Vô Song Môn chiếm giữ là thánh địa tu võ tốt nhất, không gì. Sánh kịp, Công Tôn Hằng mỉm cười, rất hài lòng với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Trần Đức. Nhớ lại mấy chục năm trước, khi ông ấy đến Vô Song Môn chẳng phải cũng kinh ngạc thế này ư. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn khắp, bóng người trên Thiên Huyền Phong thong thả ung dung, tu võ giả mặc phục sức đủ loại màu sắc đang nối đuôi nhau đến nơi này, vừa nhìn, nói ít cũng phải đến hơn hàng trăm ngàn người. Bọn họ đến nơi này là vì Trần Bát Hoang. Cái tên Trần Bát Hoang không chỉ truyền khắp ngoại viện, mà còn rất nổi tiếng ở nội viện, chỉ trong một ngày,
ngay cả Vô Song Môn cũng được người ta nhắc đến nhiều lần. Trần Bát Hoang, Trần Ma Vương. Trong một ngày, tên của anh như sấm rền bên tai, thậm chí còn có thêm danh hiệu Ma Vương. Vì vậy, rất nhiều người muốn xem rốt cuộc, Ma Vương, này lợi hại, cường mạnh, cuồng ngạo đến mức nào, có xứng với hai chữ Ma Vương hay không. Trần Đức chỗ của Thang Thần Thánh xong, trực tiếp đến chỗ ở của môn chủ Vô Song Môn báo danh. Vẫn còn sớm, Trần Đức đi dạo ngắm cảnh các nơi trên Thiên Huyền Phong. Trần Bát Hoang đó thực sự mạnh như vậy hả? Một tân sinh có thể đánh bại Thái Thượng trưởng lão trong viện ư? Có lẽ là đám người trong viện thổi phồng lên thôi, Quan Lan thiếu nửa bước nữa là đến Kim Đan Kỳ, cho dù cũng là siêu cường giả ở Vô Song Môn chúng ta, làm sao có thể bị một tân sinh hơn 20 tuổi đánh bại chứ? Chưa chắc, nếu thực sự là thối phồng, môn chủ cũng không thế nào để anh ta đến Thang Thần Thánh sát hạch, bình thường Thang Thần Thánh sẽ không được mở ra. He he, tôi nghe nói Trần Bát Hoang này là chồng chưa cưới của Âu Dã Tư Linh. Trên đường, hầu như tất cả mọi người đều đang bàn tán về Trần Đức vờ như không nghe thấy, vừa đi về phía Thang Thần Thánh, vừa quan sát các nơi trên Vô Song Môn. Thiên Huyền Phong vô cùng rộng lớn, ít nhất rộng gấp đôi đỉnh Bình Bộ. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cây cối lão năm cao vút, dường như có thể nhìn thấy linh khí trong không khí bằng mắt thường. Thực lực của các đệ tử ở nơi này cao đến đáng sợ, Trần Đức thấy người có thực lực thấp nhất cũng là lĩnh hải kỳ. Thậm chí có không ít người đã đạt đến đỉnh phong linh hái, có thể nói là cường giả thực sự hội tụ. Không hổ là đệ nhất tông mõn Côn Luân Hư, Trần Đức cảm khái, đặt bất kỳ ai trong đám người này vào thế giới phàm tục, e rằng cũng hơn vạn người, đại lão trong đại lão. Nhưng ở đây chỉ có thể làm đệ tử bình thường. Nhưng anh cũng hiểu họ khác với người bình thường, nhu cầu theo đuổi của họ là võ đạo, trường thọ. Cho dù người của thế giới phàm tục có nhiều tiền bạc giàu sang đi nữa, có địa vị cao đi nữa thì cũng có tác dụng gì. Cũng chỉ có thể hưởng thụ trăm năm mà thôi. Tất cả những con chim từng được thấy bầu trời rộng lớn, thì sao có thể trở về nơi nhỏ hẹp. Vị trí của Thang Thần Thánh ở ngay trước điện. Trưởng lão Thiên Huyền Phong. Tổng cộng 33 bậc, bậc thềm trắng tinh như ngọc, sáng bóng lấp lánh, dưới ánh mặt trời, hiện ra vô cùng thần kỳ. Trước cửa điện trưởng lão, bên trên 33 bậc thềm, môn chủ Vô Song Môn, 8 vị trưởng lão chấp sự đều đã vào chỗ ngồi. Bát gia tái thế chương 985. Trần Bát Hoang, nơi này chính là Thang Thần Thánh, hôm nay là sát hạch đầu tẽn của Vô Song Môn với cậu, nếu cậu có thể bước đến 10 bậc, thì sẽ thưởng cho cậu một viên thông linh đan. Bước lẻn 10 năm bậc, thưởng cho cậu một bộ võ kỹ cấp hoàng. Trần Đức vừa đến nơi này, môn chủ Vô Song Môn đã nhìn về phía anh, cất giọng ôn hòa. Thông linh đan, trời ơi, phần thưởng thật hậu hĩnh. Không chỉ là thông linh đan, còn có võ kỹ cấp hoàng, Vô Song Môn chúng ta, tổng cộng chỉ có 3 loại võ kỹ cấp hoàng phải không? Phần thưởng quá hậu hĩnh. Các đệ tử đến đây, ai nấy đều chấn hãi, đây là món quà hậu hĩnh mà lần đầu tiên bọn họ thấy từ trước đến nay. Đồng thời ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn sang Trần Đức. Thấy anh chỉ mới hơn 20 tuổi, tuyệt đại đa số mọi người đều không tin anh có thể đánh Quan Lan bị thương nặng. Trần Đức đi lên trước, vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy môn chủ Vô Song Môn, và 8 vị trưởng lão, anh vẫn bình thản như thường, thậm chí. Còn lấy rượu ra uống mấy ngụm. Không đợi Trần Đức trả lời, Ngụy Vô Minh cất giọng già nua nói tiếp. Đương nhiên, không chỉ Trần Bát Hoang. Tất cả đệ tử Vô Song Môn, hôm nay đều có thể bước lên Thang Thần Thánh, tiếp nhận sát hạch, nếu có thể đặt yêu cầu thì cũng được thưởng. Lời vừa được nói ra, lập tức mọi người sôi sục lên lần nữa. Tuy biết Thang Thần Thánh có năng lượng đặc biệt, nhưng vẫn háo sức muốn thử. Môn chủ, Liễu Sa, đệ tử môn Hạ Tam trưởng lão xin sát hạch, một đệ tử trực tiếp đứng ra từ trong đám đông, nở nụ cười tự tin xin được sát hạch. Mạc Danh. Đệ tử tứ trướng lão xin được sát hạch. Vương Chiến, đệ tử môn hạ lục trưởng lão xin được sát hạch. Đệ tử môn hạ đại trưởng lão xin được sát hạch. Trần Đức còn chưa thể hiện gì, trong đám đông liên tục có người đứng ra, chưa đến một phút đã có 20-30 người xin sát hạch. Hơn nữa, 20-30 người này đều là cường giả đỉnh phong linh hải kỳ trong Vô Song Môn. Trong đó, có một người là cường giả đứng thứ 5 trong đệ tử Vô Song Môn, là Thập Bát. Đệ tử của đại trưởng lão Tô Tây Pha. Ngụy Vô Minh ung dung, chậm rãi nói, ha ha. Các vị không cần xin, những ai muốn thì trực tiếp tiến lên là được.
Thang thần thánh là vật của lão tổ Vô Song Môn để lại năm đó, nó cực kỳ đặc biệt, bước lên nó, không chỉ có thể kiểm tra thực lực, mà còn có thể đo được thiên phú của một người. Từ trước đến nay, nó được sử dụng như một phương pháp sát hạch, từ đó lựa chọn ra đệ tử tinh anh, kiệt xuất trong môn phái. Ngụy Vô Minh vừa dứt lời, lập tức hàng chục đệ tử xông về phía thang thần thánh. Chưa đến 10 giây, các đệ tử xông lên đều rất dễ dàng bước lên 5 bậc thềm đầu tiên, nhưng khi bước lên bậc thứ 6 lại như bị thứ gì đánh bật, 70-80% số người trực tiếp từ bẽn trên ngã xuống dưới. 70-80 người đi lén, cuối cùng chỉ có 7 người ở lại trên bậc thềm thứ 6. 7 người này, không ai ngoại lệ, đều là người xuất sắc trong Vô Song Môn, trong đó có cả La Thập Bát. Đến được bậc thứ 6, rõ ràng bọn họ đã mất sức. Trong đó có người hai chân run lén, cơ thể gập xuống, dường như đang cõng trên lưng một tòa núi lớn, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng, anh ta lựa chọn từ bỏ, từ bậc thứ 6 đi xuống. Ngay cả Tôn Dưỡng cũng chỉ có thể dừng lại ở bậc thứ 6. Đúng thế, Tôn Dưỡng đứng trong top 10 của Vô Song Môn đó. Thang thần thánh không chỉ sát hạch thực lực, mà còn sát hạch tố chất tổng hợp thực lực và thiên phú tu võ, chẳng phải Thích Thiên có thực lực yếu hơn Tôn Dưỡng, vẫn còn ở trên đó sao? Có một đệ tử gia nhập Vô Song Môn từ rất lâu, đã 40 tuổi nói, trên thực tế, có thể bước lên bậc thứ 6 đã là người xuất sắc trong tu võ giả rồi. Bát gia tái thế chương 986. Sau khi Tôn Dưỡng từ bỏ, chẽn bậc thang còn lại 6 người, sắc mặt bọn họ đều khó coi, cắn răng, hai chân như rơi vào vực sâu, khó mà nhấc lên được. Bành! Cuối cùng, La Thập Bát bước lên bậc thứ 7, trán của anh ta đã đầy mồ hôi, huyệt thái dương hai bẽn nối đầy gân xanh. Tiếp đó, mấy người còn lại cũng bước lên bậc thứ 7. Nhưng sau khi đặt chân lên bậc thứ 7, lại có 3 người từ bỏ. Bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Bước lên bậc thứ 7, hình như có thứ gì đó đang quấy nhiễu tôi, đồng thời còn có một luồng áp lực rất lớn, nếu ở lại thêm một giây, thì tôi có thể bị thương nặng, sau khi đi xuống bậc thang Thích Thiên chia sẻ với đồng đội đi đến gần. Chẽn bậc thang, 3 người còn lại cuối cùng lần lượt là La Thập Bát, Hà Viêm, Lý Thiên Long. Bọn họ đặt chân lên bậc thứ 7, dừng tại đó 20 mấy phút, La Thập Bát lại bước lên bậc thứ 8. Nửa tiếng trôi qua, La Thập Bát đã bước lên bậc thứ 9. Hai người còn lại, Hà Viễm đứng ở tầng thứ 8, Lý Thiên Long vẫn dừng ở bậc thứ 7. Hiển nhiên, ba người đã mệt đến không chịu nổi, ngay cả lúc này hai chân của La Thập Bát cũng bắt đầu run lên. Khoảnh khắc anh ta bước lên bậc thứ 9, soạt một tiếng, quần áo trên người rách ra từng khe hở, có thể nhìn thấy rõ ràng, mỗi một phần cơ bắp của anh ta cũng trong trạng thái căng chặt. Thậm chí da thịt cũng rách ra nhiều vết nứt. Đột nhiên, La Thập Bát phát ra một tiếng tức giận gầm thét kinh thiên, dường như anh ta đang phải chịu sự đau đớn nào đó, trợn mắt muốn nứt ra, cả da mặt cũng run bần bật. Bành! Liền sau đó, hai đầu gối của anh ta đột nhiên khuỵu xuống quỳ dưới đất, vì phải gồng mình dùng sức quá mức, dần đến xương hai đầu gối trực tiếp gãy lìa. Mọi người phía dưới đều kinh hãi sững sờ. Thang thần thánh đáng sợ đến thế ư? La Thập Bát đó là đỉnh phong linh hải kỳ, cũng là người xuất sắc trong Vô Song Môn. Chẳng lẽ anh ta không bước lên được bậc thứ 10? Lúc này, cuối cùng mọi người đều hiểu tại sao phần thưởng lại hậu hĩnh như vậy. Phần thưởng này, không dễ lấy được đâu. Nếu thực sự có thể bước lẻn bậc thứ 10, bậc thứ 20, chắc chắn người đó gánh được phần thưởng thông linh đan và võ kỹ hoàng giai. Mọi người không hẹn mà cũng nhìn sang Trần Bát Hoang từ nãy vẫn không hành động trong đám đông. Kinh ngạc phát hiện, anh, đang uống rượu. Đúng thế. Không sai. Hình như anh không để tâm đến thang thần thánh, tay cầm một hồ lô rượu, uống từng ngụm, giống như cuộc sát hạch thang thần thánh không liên quan đến anh, điềm tĩnh, thảnh thơi, ung dung tự tại. Tẽn này cũng thật ra vẻ quá rồi đấy, trong đám đông có người không vui nói. Ha ha, chốc nữa nếu ngay cả bậc thứ 5 mà anh ta cũng không bước lên được, thì thật xấu hổ. Từ lâu đã nghe nói anh ta rất ngông cuồng, không ngờ lại ngông cuồng đến như này. Lời bàn tán xôn xao vang lẽn, đa số người có mặt đều ngứa mắt với Trần Đức. Ban đầu bọn họ gia nhập Vô Song Môn đã phải trải qua biết bao nhiêu cuộc sát hạch, bắt đầu từ ngoại viện rồi gia nhập nội viện, cuối cùng lại trải qua các cuộc lựa chọn nghiêm ngặt, mới được gia nhập Vô Song Môn.
mà tẽ này vừa đến học viện võ xong ngày đầu tiên đã trực tiếp vào vô song môn. Bát gia tái thế chương 987. Làm sao họ có thế vui được? Phần lớn số người đều rất ghen ghét, có thái độ nghi ngờ với thực lực của anh. Ngụy Vô Minh ngồi thẳng ngay ngắn bên trên, con mắt già nua lướt nhìn sang Trần Đức, thấy anh hồi lâu không bước lên, bèn thúc giục nói. Trần Bát Hoang, thang thần thánh được mở ra vì cậu, họ cũng đã thử, đến lượt cậu lên rồi. Được, nhưng, tôi có một yêu cầu nho nhỏ, Trần Đức cong khóe miệng cười. Nếu tôi có thể đi hết 33 bậc, tôi muốn quyết đấu với Âu Dã Tư Linh. Lời vừa được nói ra, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. 2-3 giây sau, mẹ kiếp, anh ta điên rồi chắc, khiêu chiến với Âu Dã Tư Linh, thực sự coi mình là cộng hành chắc. Tuổi tác không lớn, mà cái gan cũng không nhỏ đấy. Âu Dã Tư Linh là ai? Người mạnh nhất vô song môn. Ngay cả Ngụy Vô Minh, môn chủ của vô song môn và 8 vị trưởng lão cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta. Nghe nói, cô ta đã bước đến Kim Đàn Kỳ, tiến vào Thiên Nguyên Tam Trọng. Một khi tiến vào Thiên Nguyên Tam Trọng, đó sẽ là sự lột xác thực sự, tu hành thiên địa một lượt khác. Cả Côn Luân Hư, ngoại trừ gia tộc người canh giữ, thì còn có ai bước đến bước đó? Không có. Trần Bát Hoang, một tu võ giả linh hải sơ kỳ, khiêu chiến với Âu Dã Tư Linh. Thần kinh chắc, nếu không phải môn chủ vô song môn và 8 vị trưởng lão có mặt ở đây, những người này thực sự không nhịn được phì cười. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhị trưởng lão Đinh Nghi hừ một tiếng, ông ta vốn ghét người không tuân thủ quy tắc, lúc này, càng ghét Trần Bát Hoang thêm vài phần. Ha ha, Ngụy Vô Minh cũng bật cười, ông ấy cảm thấy Trần Đức thật liều lĩnh, ngạo mạn. Nhưng, thời trẻ có ai mà không từng ngạo mạn? Đến khi trải qua nhiều việc, lúc đó tự khắc sẽ biết khiêm tốn, yêu cầu của cậu, tôi có thể đồng ý. Nhưng điều kiện là cậu phải đi hết 33 bậc. Ngụy Vô Minh mỉm cười nói. Nếu không bước lên bậc thứ 33, tôi nghĩ. Tư Lĩnh không cần thiết đấu với cậu một trận. Được. Trần Đức gật đầu, và không có ý kiến khác. Vậy bắt đầu đi, Ngụy Vô Minh vẫn cười, còn về yêu cầu của Trần Đức, ông ấy không để trong lòng. 33 bậc, đâu có dễ như vậy. Phải biết rằng, kể cả là ông ấy, hiện nay đã đến Kim Đan Trung Kỳ. Nhưng ông ấy cũng chưa từng bước được lên bậc cuối cùng. Nhớ thời ông ấy còn trẻ như Trần Đức, cũng chỉ chịu đựng, miễn cưỡng bước lên bậc thứ 10 mà thôi. Trần Bát Hoang có khả năng đặt chân đến bậc thứ 33 không? Trong lòng Ngụy Vô Minh đã có đáp án từ lâu. Trần Bát Hoang, đừng làm chậm trễ thời gian, bắt đầu đi, Vu Thu Yến, một bà lão duy nhất trong trưởng lão lên tiếng nói. Bà ta rất mong chờ biểu hiện tiếp sau đây của Trần Đức. Ừm, bát gia tái thế chương 988. Trần Đức lướt nhìn bậc thang và ba người chẽn đó. Sau đó anh đi đến trước thang thần thánh, bước lên bậc đầu tiên. Sau đó, là bậc thứ 2, bậc thứ 3, bậc thứ 4, bậc thứ 5. Anh đi liền một mạch lẽn đến bậc thứ 5. Giống như nhàn nhã dạo trong sân đình, như cưỡi ngựa xem hoa. Còn tưởng thang thần thánh này là thứ gì, thì ra cũng chỉ bày bố trận văn rác rưởi mà thôi. Đột nhiên trong đầu Trần Đức vang lên giọng của Linh Lung. Mỹ nữ, lần sau trước khi lẻn tiếng nói, có thể hơi đánh động một chút không? Trần Đức vừa định bước lên bậc thứ 6 liền bị giật mình, anh vẫn chưa quen có một người chú ngụ trong đầu của mình, vỏ cùng bất lực. Trận văn, có nói trận văn gì? Nói một cách đơn giản, chính là trận văn được bày bố theo quy tắc thiên địa, giống như trong giới phàm tục các anh, tận dụng điện để phát minh ra các loại thiết bị điện, hiệu quả của trận văn cũng gần như vậy. Linh Lung nói, thứ đồ chơi dưới chân anh, tôi còn tưởng thực sự kiểm tra được thiên phú gì, thực ra. Chỉ là kiểm tra đạo tâm tu đạo của một người có vững vàng hay không mà thôi. Cụ thể thì anh đi lên trên sẽ biết rõ, đúng rồi. Sau khi lên đỉnh, nhớ đánh vỡ nó, bẽn trong có linh tinh. Cảm ơn, trong lòng Trần Đức khẽ động, không ngờ còn có thứ tốt này. Linh tinh. Trong truyền thừa mà anh có được có ghi chép về linh tinh. Cho nên anh biết rõ đó là thứ gì. Trời đất có linh khí, trong linh khí ấn chứa linh. Tinh. Thứ này vô cùng quý giá, cho dù chỉ là một chút cũng có thể khiến thực lực tăng mạnh. Hiệu quả gấp 1 vạn lần linh thạch. Thứ này buộc phải trải qua gột rửa của thời gian, và những nơi đặc biệt mới có thể miễn cưỡng hình thành, có thể gặp mà không thể cầu.
Dù thế nào Trần Đức cũng không ngờ ở đây lại có bảo bối này, tâm trạng hơi kích động. Sao anh ta không bước nữa, không lên được nữa rồi hả? Ha ha, có lẽ là cảm nhận được áp lực, còn tưởng mạnh thế nào, ngay cả bậc thứ 6 cũng không lẽn nối. Đồ con gà yếu ớt, còn không bằng tôi cơ, loại người này mà cũng xứng với hai chữ ma vương. Phía trước bậc thềm, mọi người thấy Trần Đức đột ngột dừng lại, cho rằng anh không bước lên được nữa, ai nấy cũng cười lạnh lùng. Chỉ với thiên phú này mà còn truyền đến mức như thần, còn muốn khiêu chiến Âu Dã Tư Linh, chắc mắc bệnh vọng tưởng đấy. Chỉ vậy thôi hả, sắc mặt nhị trưởng lão Đinh Nhi tối sầm, chẳng phải nói thiên phú rất mạnh sao? Bây giờ mới đến bậc thứ 5 đã dừng lại, có ý. Gì? Phu trưởng lão, bà chắc chắn cậu ta là cường giả chứ? Sao tôi cảm thấy chúng ta đang lãng phí thời gian, khuôn mặt Đinh Nghi hiện lên vẻ mất kẽn nhẫn. Đinh trưởng lão chớ sốt ruột, tuy cậu ta không tiếp tục tiến lên, nhưng cũng không rớt xuống, không phải sao? Vu Thu Yến không hề sốt ruột, tuy bà ta không cảm thấy Trần Đức có thể bước đến bậc thứ 33. Nhưng lại chắc chắn 100%, bậc thứ 5 tuyệt đối không ngăn được tên nhóc này. Vu Thu Yến vừa dứt lời, đột nhiên, Trần Đức nhấc chân. Bước trực tiếp lên bậc thứ 6. Không đợi mọi người hoàn hồn, sau đó trực tiếp tiến lẻn trước. Bậc thứ 7, bậc thứ 8, bậc thứ 9. Vẫn bình thản như trước, vẫn thoải mái, ung dung tự tại như thường. Bát gia tái thế chương 989. Dường như anh đang đi lên cầu thang bình thường. Phía sau anh, Lý Thiên Long, Hà Viêm đều nhìn đến thôn mặt. Ánh mắt La Thập Bát bên cạnh càng sững sờ. Đôi mắt đầy tia máu ngây ngốc, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trần Đức. Mẹ kiếp! Cái quỷ gì vậy? Tại sao anh ta đi dễ dàng như vậy, còn mình thì khó khăn đến thế? La Thập Bát há hốc miệng thở hổn hển, tựa như gánh trên vai sức nặng ngàn cân. Nhưng, Trần Đức chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái. Sau đó, anh bước lên bậc thứ 10. Yên tĩnh! Lúc này, các đệ tử võ song môn phía dưới đều yên lặng. Sắc mặt của những chiếc chế diễu khinh bỉ anh trước đó đều đỏ bừng, không nói một lời. Muốn nói gì đó nhưng hồi lẩu không thốt ra được. Bởi vì, Trần Bát Hoang lại bước lên một bước. Bác thứ 11. Khó như vậy sao, tôi không có cảm giác gì cả, Trần Đức quay đầu lại nhìn đến La Nhất Công. Phụt, La Nhất Công liền nôn ra máu, một phần vì áp lực quá lớn, một phần vì bị Trần Đức chọc tức. Mẹ kiếp! Ông đây trăm cay ngàn đắng leo lên bậc thứ 9, trên người đều chảy máu, cậu lại hỏi ông đây khó như vậy sao? La Nhất Công chỉ muốn bóp chết Trần Bát Hoang. Cuối cùng, La Nhất Công toàn lực ham hở tiến lên, cuối cùng cũng nhấc được đầu gối đang quỳ dưới đất lên, bước lên. Dẫm lén bậc thứ 10. Cuối cùng cũng dẫm lên rồi. Ông ta vô cùng kích động, giống như nhìn thấy phần thưởng đang ở ngay trước mặt. Nhưng, sự kích động này không duy trì được 3 giây. Do dùng sức quá mức, linh khí rối loạn, trực tiếp ngất xỉu, từ trên bậc thang lăn xuống. Trong đám người, vội vã có người chạy tới đỡ lấy, trị thương cho ông ta. Không ai chú ý đến La Nhất Công, bởi vì, lúc này Trần Đức vẫn đang tiến về phía trước, 33 bậc thang thần thánh anh đã vượt qua một nửa. Bậc thứ 16. Cuối cùng, lúc lên đến đây Trần Đức đã cảm thấy có chút trọng lực, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bậc thứ 17. 18.SA20. Liền một mạch, anh lên thẳng bậc thứ 20. Khoảng khắc dẫm lên bậc thứ 20, cuối cùng anh cũng hiểu thử thách đạo tâm mà Linh Lung nói là như nào. Khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy bậc thang dưới chân biến mất, xung quanh tối đen như mực, cả người chìm vào trong bóng tối vô tận. Từng chùm ánh sáng lập lòe, anh nhìn thấy một bãi chiến trường, đó là chiến trường mà anh đã từng trải qua, lửa đạn ngập trời, khói súng mịt mù, người chết không ngừng. Dưới chân anh, xác chết lần lượt chất thành đống, đó đều là những người đồng đội ngày trước của anh. Bát gia tái thế chương 990. Trên người bọn họ đầy máu tươi, cực kỳ đáng sợ, ai cũng trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Trần Đức. Đột nhiên, một cánh tay duỗi ra, nắm lấy hai chân của Trần Đức, đó là một binh sĩ, cả người bê bết máu, anh ta ôm lấy hai chân của Trần Đức. Trong lòng Trần Đức dâng lên nỗi thê lương, buồn bã. Đó là trận đánh mà anh đã từng trải qua, đã tận mắt chứng kiến lần lượt từng đồng đội ngã xuống trước mặt anh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên cương. Khi đó, anh mới 18 tuổi. Lần đầu tiên bị ném vào chiến trường. Bù!
Trần Đức hít sâu một hơi, âm dương kinh chuyển động, cảnh tượng trước mắt cuối cùng biến mất, đó là trận vãn trong thang thần thánh đang. Ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, tâm pháp chuyển động, rất nhanh cảnh tượng mất, cái gọi là trọng lực cũng biến mất không còn gì. Trận văn này sẽ xuất hiện tất cả cảnh tượng có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của anh, chỉ có tâm tu võ vững vàng, mới có thể vượt qua nó, Lĩnh Lung khẽ cười, giọng nói lại lần nữa truyền đến. Tuy nhiên, trận văn mức độ này dùng để thử thách anh sẽ không có một chút tác dụng nào. Đúng vậy. Tất cả ảo ảnh trước mặt Trần Đức đều biến mất, lúc này cái gọi là thang thần thánh dưới chân anh, ngoại trừ thém chút trọng lực, còn lại không có chút ảnh hưởng đến anh. Dưới chăm mắt dõi theo, anh lại nhấc chân lên, bậc thứ 21, 22, 23. Trong một khoảng thời gian, trên dưới thang thần thánh, tất cả đều rơi vào trầm mặc, yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều không thể tưởng tượng nối tập trung trên người Trần Bát Hoang, từ kinh ngạc, đến khiếp sợ, rồi kinh hoàng, tê liệt. Hàng ngàn người cứ yên lặng như vậy, nhìn Trần Đức bước từng bước một trên thang thần. Thánh! Cuối cùng, từ từ đặt chân lẻn bậc thứ 33. Hà Viêm, Lý Thiên Long vẫn dừng lại ở bậc thứ 7 và bậc thứ 8 sập ói ra máu. Mẹ kiếp! Đúng là người so với người tức chết mà! Tại sao Trần Bát Hoang lại trâu bò như vậy? Tại sao bọn họ lại kém cỏi như này? Bọn họ đi cùng một thang thần thánh sao? Môn chủ Vô Song Môn Ngụy Vô Minh cùng 8 đại trưởng lão bên cạnh và Công Tôn Hằng cứng đờ người, ngoại trừ Cõng Tỏn Hằng, bọn họ ai cũng đều đã 200-300 tuổi. Về thực lực, ở Còn Luân Hư cũng được coi là sự tồn tại số 1, trong Côn Luân Hư, có rất ít việc có thể khiến tâm trạng của bọn họ dao động. Tất cả những ông lão đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào Trần Đức như nhìn thấy quỷ. Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi bọn họ không kinh ngạc, kinh hãi như ngày hôm nay? Đồng tử của Ngụy Vô Minh không ngừng run rẩy, co thắt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các trưởng lão chấp sự đều trơ ra như phỗng. Toàn bộ nơi này vô cùng yên tĩnh. Lúc này Trần Đức đứng trước mặt Ngụy Vô Minh, có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập điên cuồng của lão, cũng có thể thấy được vẻ kinh hãi trong ánh mắt đại trưởng lão, khuôn mặt già nua đỏ bừng của nhị trưởng lão. Cậu, làm sao có thể lên được, nhị trưởng lão Đinh Nghi nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang, căn bản không muốn tin vào cảnh này. Ông không nhìn thấy sao, là đi lên, Trần Đức cạn lời nhìn chằm chằm ông ta, ông già này bị làm sao vậy? Lúc trước châm chọc anh thì không nói làm gì, nhưng bây giờ anh đã lên đến nơi còn giả mù. Là cậu đi lên, tôi hỏi cậu là làm thế nào đi lên? Ông ta từ đầu đến cuối không tin Trần Đức mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, đó là thang thần thánh. Ngay cả ông ta, cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng, căn bản không có cách nào bước lên bậc thứ 33 của thang thần thánh. Bát gia tái thế chương 991. Câu hỏi của Đinh Nghi cũng là câu hỏi mà Ngụy Vô Minh và các vị trưởng lão chấp sự muốn hỏi. Bọn họ cũng không tin với thực lực của Trần Đức có thể đi lên thang thần thánh. Đương nhiên là dùng chân đi lên, Trần Đức nhẫn nại trả lời, ngoài dùng chân ra thì tôi có thể dùng gì nữa, chẳng lẽ trèo lên bằng tay. Khụ khụ, Ngụy Vô Minh suýt chút nữa bị câu trả lời của Trần Đức làm cho sặc, không thế không lên tiếng. Bát Hoang, ý của nhị trưởng lão là hỏi cậu dùng chân như thế nào để đi lên. Bất giác, Ngụy Vô Minh đã đổi cách xưng hô với Trần Đức, từ chân Bát Hoang đổi thành Bát Hoang. Môn chủ, câu hỏi này của ông có chút kỳ quái, giống như đang hỏi tôi ăn cơm như thế nào, uống nước như thế nào, ngủ như thế nào, đi, đương nhiên là dùng chân đi rồi, còn có thể đi như thế nào. Trần Đức không có cảm tình với nhị trưởng lão, nhưng, niệm tình đối phương là tiền bối tu võ. Lại là trưởng lão, đức cao vọng trọng, anh vẫn còn nhẫn nại. Nhị trưởng lão nhìn thấy có người ăn cơm uống nước, hay hít thở, lẽ nào cũng muốn hỏi người ta ăn cơm như thế nào, uống nước như thế nào, hít thở như thế nào. Trần Đức trả lời rất nghiêm túc, rất bất lực, Ngụy Vô Minh cùng 8 vị trưởng lão và Công Tôn Hằng đều sửng sốt trước câu trả lời của Trần Đức, thậm chí còn cảm thấy bất lực hơn cả anh. Bọn họ thực sự muốn nhảy lên đập chết Trần Bát Hoang. Cái gì mà ăn cơm uống nước hít thở? Thang thần thánh có thể so sánh với việc ăn cơm uống nước hít thở sao? Câu trả lời của tên Trần Bát Hoang này thực sự quá kích động người, đặc biệt là Hà Viêm, Lý Thiên Long vẫn còn đang chật vật phấn đấu nỗ lực ở bậc thứ 7 thứ 8 của thang thần thánh, hận không thể xông lên bóp chết Trần Bát Hoang. Nếu người khác trả lời như vậy, mấy vị trưởng lão sớm đã nổi giận, nhưng người trả lời là Trần Bát Hoang.
lúc anh trả lời, có vẻ đặc biệt thành khẩn, vỏ tội. Còn có bất lực, rất rõ ràng câu trả lời của anh là cảm nhận thật của anh, nói cách khác, đối với anh mà nói việc bước lên thang thần thánh thực sự đơn giản như ăn cơm uống nước hít thở. Bên dưới thang thần thánh, Hà Viêm và Lý Thiên Long sớm đã bị đả kích thành không ra dạng gì, trực tiếp bỏ cuộc leo lên, những đệ tử còn lại đều lộ ra vẻ kỳ quái, lúng túng, suy nghĩ đều rơi vào trạng thái không sao nói rõ được, đến hiện tại vẫn chưa khôi phục lại. Cho dù là môn chủ Vô Song Môn, Ngụy Vô Minh cũng cảm thấy mình sắp nghẹt thở, tim đập điên cuồng, lão rất mệt, không chỉ mệt, mà còn có chút luống cuống, tư chất mạnh như Âu Dã Tư Linh, lúc đầu cũng chỉ lên đến bậc thứ 26. Môn chủ, tôi đã bước lên hết bậc thang thần thánh rồi, chuyện ổng đã hứa với tôi có phải cũng nên thực hiện rồi không? Ngụy Võ Minh rất lâu không lên tiếng, Trần Đức không khỏi nhắc nhở. Việc này, sắc mặt Ngụy Vô Minh có chút ngưng trọng, rất muốn từ chối. Âu Dã Tư Linh là bảo bối của Vô Song Môn, là người có tư chất tốt nhất của Vô Song Môn trong ngàn năm trở lại đây, cũng là người mạnh nhất của Vô Song Môn. Đế con bé đến đối phó với một võ giả linh hải kỳ, con bé có đồng ý không? Nhưng, đã đồng ý với Trần Bát Hoang trước mặt rất nhiều người nên Ngụy Vô Minh chỉ có thể nói, Bát Hoang, cậu yên tâm, việc này tỏi sẽ sắp xếp, chậm nhất, ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Được. Lúc này Trần Đức cũng không vội. Vậy phần thưởng môn chủ đồng ý với tỏi. Ngụy Vô Minh sớm đã chuẩn bị thông linh đan, từ chén người lấy ra một hộp gỗ màu đen, hộp gỗ mở ra, bên trong đặt 3 viên thông linh đan. Lão lấy ra 2 viên, một viên đưa đại trưởng lão Tô Tây Pha, đây là phần thưởng của La Thập Bát, đợi cậu ấy tỉnh lại, ông thay mặt tôi tặng nó cho cậu ấy. Sau đó, một viên khác đưa cho Trần Đức, Bát Hoang à, đưa cho cậu thông linh đan trước, võ ký hoàng giai. Về sau cậu tự mình tới tàng kinh các, sẽ có người dẫn cậu đi lấy. Võ ký hoàng giai, đối với Vô Song Môn mà nói, đã thuộc về vật quý nhất, không phải đệ tử thi ẻn phú của môn phái căn bản không có tư cách chạm vào, trước đây, Ngụy Vô Minh chưa từng nghĩ Trần. Đức có thể nhận được phần thưởng này, đương nhiên cũng không mang nó theo người. Còn có, Bát Gia Tái Thế chương 992. Ngụy Vô Minh nheo mắt lại, tuyên bố trước mặt mọi người, Trần Bát Hoang. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là đệ tử chính thức của Vô Song Môn, có thể tự do ra vào nội viện, ngoại viện, không cần báo cáo. Đồng thời, tôi thưởng đỉnh Lạc Vân cho cậu, từ nay về sau, cậu sẽ tu hành ở đỉnh Lạc Vân. Cái gì? Ngụy Vô Minh vừa nói ra điều này, chúng đệ tử bên dưới không ai không kinh hãi. Đỉnh Lạc Vân, đó là nơi Ngụy Vô Minh hiện tại đang ở. Cả Vô Song Môn, cho đến nay chỉ có 2 người có đỉnh núi riêng biệt. Một là đỉnh Vân Hà của Âu Dã Tư Linh. Thứ hai chính là đỉnh Lạc Vân. Vì Trần Bát Hoang, Ngụy Võ Minh thực sự, nhường lại đỉnh Lạc Vân. Hàng ngàn đệ tử nhìn Trần Đức với những suy nghĩ khác nhau, đầy kinh ngạc và hâm mộ. Môn chủ, không được đâu, một. Ngụy Vô Minh vừa dứt lời, nhị trưởng lão Đinh Nghi là người đầu tiên đứng ra phản đối. Đỉnh Lạc Vân là chỗ của ông, sao ông có thể đế cho cậu ta, đây là trái quy định. Môn chủ. Những gì nhị trưởng lão nói không sai, đại trưởng lão Tô Tây Pha nói, huống hồ. Tôi đã quyết định. Ngụy Vô Minh nói chắc nịch, lão biết Tỏ Tây Pha định nói việc của Lâu Tử Phong, nên đã trực tiếp ngắt lời nói không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó, Hòa Nhã nói với Trần Đức, Bát Hoang, từ 7 giờ, cậu hãy tu hành chăm chí, lát nữa Công Tôn Hằng sẽ đưa cậu đến đỉnh Lạc Vân. Cảm ơn môn chủ. Trần Đức rất cảm kích, khẽ khom người, hành lễ với Ngụy Vô Minh. Ông lão này xứng đáng để anh hành lễ. Cậu tạm đi đi. Ngụy Vô Minh hào ồ lòng phất phất tay, tỏ ý Trần Đức có thể rời đi. Tạm biệt. Trần Đức cười với Ngụy Võ Minh, sau đó quay người, lần nữa dẫm lên thang thần thánh, bước xuống. Mà Công Tôn Hằng người dẫn đường cho anh lại không dám đi lên thang thần thánh, chỉ có thể đi xuống từ phía bên kia. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Đức, Ngụy Võ Minh hài lòng gật đầu. Hôm nay, Trần Bát Hoang đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong lòng lão, với người hiểu người tài như con của lão, làm sao có thể bỏ qua một con quái vật, một thiên tài như vậy. Chưa nói đến việc có thể giao đỉnh Lạc Vân cho Trần Đức, một ngày nào đó, đợi cậu ấy trưởng thành, vị trí mỏn chủ Vô Song Môn, lão cũng có thể chắp tay tặng đi. Đây là suy nghĩ thực sự của Ngụy Vô Minh. Trên dưới Vô Song Môn chỉ có cậu ấy mới là người không chút tư lợi thực sự nghĩ cho Vô Song Môn. Coi Vô Song Môn là động lực phấn đấu cả đời.
hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng, sau này có thể làm nên nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn. Trong lòng Ngụy Vô Minh thở dài, sắc mặt đỏ bừng, ông ta vừa nghĩ như vậy, đột nhiên. Răng rắc, một ảm thanh kỳ lạ bỗng nhiên vang lén, rất chấn động và chói tai. Tất cả mọi người bất giác cùng nhìn về hướng đó, ai nấy đều sững sờ khi phát hiện dưới chân Trần Đức, thang thần thánh, nứt rồi. Một kẽ hở sâu hóm đang nứt ra, nó tiếp tục lan xuống theo các bậc thang. Răng rác, âm thanh không ngừng vang lên, đồng thời, trái tim vừa mới bình tĩnh lại của mọi người lại bắt đầu nhảy loạn xạ, thình thịch. Thình thịch, thình thịch thình thịch, bát gia tái thế chương 993. Dõi theo sự lan rộng của vết nứt đó, tim bọn họ ngày càng đập nhanh hơn. Ai nấy cũng đều trợn tròn mặt há hốc mồm miệng, gần như có thể nhét vừa một quả trứng. Ngụy Vô Minh, nhóm trưởng lão và Công Tôn Hằng đều sững sờ. Đứng yên bất động, đại não ngừng làm việc, cứ yên lặng như vậy, nhìn chằm chằm vào vết nứt. Trong khe nứt, một luồng sáng đen vàng lưu chuyển, cực kỳ chói mắt, như muốn thiêu đốt nhãn cầu của mọi người. Giây tiếp theo, bùm. Một tiếng nổ vang lên, thang thần thánh trực tiếp nổ tung. Không thể giải thích được, một vụ nổ quá mức kỳ quái, bậc thang hoàn toàn tan nát. Sỏi đá bay tứ phía. Vô số tia sáng chói lọi khác nhau nổ ra trong không trung, sau đó lại biến mất. Chỉ trong chốc lát, cát đá bay đầy trời, khói bụi mịt mù. Trong lúc hỗn loạn, không ai nhìn thấy Trần Đức há miệng hít vào một hơi, một luồng sáng màu tím đen mờ nhạt theo sức hút của anh xông thẳng vào. Bụng anh như một con cá trạch. Chuyện gì thế này? Sau đó, Trần Đức gầm lên một tiếng lao ra khỏi tảng đá đang rơi xuống, khiến đám đông đang kinh ngạc sợ đến nỗi ngây người, đồng thời anh nhìn Ngụy Võ Minh với vẻ mặt vô tội và kinh hãi. Môn chủ, cái thang này của ông, không chắc chắn gì cả, sao đột nhiên lại nổ rồi? Ngụy Vô Minh hoàn toàn không nói nên lời, đứng yên bất động như cọc gỗ, thân thể căng thẳng cứng ngắc. Tám vị trưởng lão cũng vậy, bọn họ đang muốn khiến trách Trần Đức, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng kết quả. Trần Đức cũng không biết. Cậu từ trên cầu thang bước xuống còn không biết thì chúng tôi sao mà biết được. Trái tim của Ngụy Vô Minh đang rỉ máu. Thang thần thánh. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nổ rồi. Đầu óc lão choáng váng, sắc mặt thay đổi liên. Tục, hết trắng lại đỏ, đỏ rồi lại trắng. Môn chủ, Trần Đức lại hét lên, chẳng có vẻ như không biết gì cả, thang thần thánh. Khụ, chấm phẩy. Đột nhiên, Ngụy Vô Minh ho ra một ngụm máu, sắc mặt đỏ bừng, thản thế già nua co quắp không ngừng run rẩy. Môn chủ. Môn chủ. Không ít đệ tử phía dưới đồng thời hoảng hốt. Mấy vị trưởng lão định tiến lẻn thăm dò tình hình, Ngụy Vô Minh vội vàng nói, tôi không sao. Lão thực sự không sao, chỉ là quá sốc mà thôi. Lại thêm một bảo vật khác của vô song môn bị nổ tung. Trước là tháp tụ linh, sau là thang thần thánh. Chỉ cách nhau một ngày ngắn ngủi, hai bảo vật do lão tổ của vô song môn để lại đã bị phá hủy trong nhiệm kỳ của lão. Ai mà chịu nổi cú sốc này? Điều quan trọng nhất là hai bảo vật này đều có liên quan đến Trần Bát Hoang. Bát gia tái thế chương 994. Bát Hoang, vừa rồi cậu không nhận thấy điều gì khác lạ sao? Ngụy Vô Minh hỏi. Không, Trần Đức mặt không đổi sắc đáp. Thôi vậy, cậu xuống trước đi, mọi người giải tán đi, tôi, Ngụy Vô Minh quay lưng thở dài, tôi muốn yên tĩnh một lát. Thang thần thánh đã bị phá hủy, nói thêm cũng vô dụng. Đừng nói là không có chứng cứ cho rằng Trần Bát Hoang gây nên, cho dù có thì truy cứu đến cùng cũng vô ích, ngược lại có thể đắc tội với một vị thiên tài cực mạnh, nên thả nhắm mắt làm ngơ còn hơn. Về phần Lâu Tử Phong, lão tạm thời không định nói với Trần Đức, vì lão lo anh sẽ bị dọa sợ, ảnh hưởng đến việc tu luyện của anh. Ngày mai Lâu Tử Phong mới đến, lúc đó Trần Đức đang ở đỉnh Lạc Vân xa xôi, hai người hoàn toàn không có cơ hội chạm mặt. Trần Đức. Lần này lão già đó bị anh chọc tức hộc máu rồi, Linh Lung cười khúc khích, Trần. Đức cảm thấy hơi ngại, thang thần thánh quả thực bị anh dẫm nát. Nhưng ai ngờ Ngụy Võ Minh lại có phản ứng mạnh đến vậy. Cùng lắm sau này tìm cơ hội đền bù cho lão. Trần Đức không nán lại lâu, sau khi nuốt linh tinh, rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần đang hoành hành trong cơ thể, anh cần phải tìm một nơi để luyện hóa càng sớm càng tốt. Không quan tâm tình hình phía sau thế nào. Anh trực tiếp cùng Công Tôn Hằng rời đi. Cậu Trần, chúc mừng cậu, sau khi rời khỏi thang thần thánh, Công Tôn Hằng nói,
vừa đến ngày đầu tiên đã gia nhập Vô Song môn, từ xưa đến nay Vô Song mỏn chưa từng có ai xuất chúng như vậy. Ngay cả Tỏi đã đến Vô Song môn mấy chục năm, nhưng chưa từng được học võ kỹ hoàng giai. May mắn thôi, Trần Đức cười đáp, anh lấy thông linh đan ra, viện trưởng, cái này cho ông. Cái này .sao tôi dám, cậu Trần, đây là của môn chủ cho cậu, tôi không dám nhận đâu. Công Tôn Hằng giật mình, vội vàng từ chối, ông ta quả thực rất muốn sở hữu thông linh đan. Sau khi nuốt viên đan này, thực lực của ông ta 100% có thể đột phá nhanh chóng. Nhưng ông ta tự nhận bản thân không xứng nhận nó, Trần Đức uống viên đan dược này hữu dụng hơn ông ta rất nhiều lần. Viện trưởng, ông cứ nhận đi, mặc dù viên đan dược này không tệ, nhưng tôi còn có thứ tốt hơn. Trần Đức biết Công Tôn Hằng đang suy nghĩ gì, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ viện trưởng sắp đột phá phải không? Linh Hải Kỳ đỉnh phong, sau cây ết uống viên đan dược này, có khi nào trực tiếp đột phá lên Kim Đan Kỳ không? Ông uống nó có tác dụng hơn tôi nhiều. Hơn nữa .sau này ở nội viện, bạn bè của tôi còn phải nhờ ông chăm sóc nhiều. Chuyện này. Viện trưởng, ông đừng khách sáo nữa. Công Tôn Hằng còn chưa kịp nói tiếp, Trần Đức đã nhét viên đan dược vào tay ông ta, nếu ông khỏng nhận, sau này ông và tôi chính là kẻ thù. Tôi, được rồi. Cậu Trần, cậu yên tâm, sau này ở nội viện, tuyệt đối không có ai dám ức hiếp bạn bè của cậu. Tôi sẽ đích thản giám sát và chăm sóc bọn họ. Cuối cùng, Công Tôn Hằng cũng nhận thông linh đan. Trước hết, sức hấp dẫn của thông linh đan đối với ông ta thực sự rất lớn. Như Trần Đức nói, ông ta có cảm giác rằng bản thân sắp đột phá rồi, nút thắt đã được nới lỏng, chỉ thiếu chút trợ lực cuối cùng thôi. Nhưng, mặc dù nói chỉ thiếu chút xíu này nữa, ông ta cũng không dám nói với môn chủ Vô Song môn, dù sao chút xíu cuối cùng này, có người sẽ mặc kẹt cả đời, xác suất đột phá còn chưa đen 0,01%. Bát gia tái thế chương 995. Thứ hai, ông ta rất rõ, nếu như không nhận lấy thông linh đan, Trần Đức tuyệt đối không yên tâm giao anh em và người phụ nữ của mình cho nội viện, mình không những không có được lợi ích, còn có khả năng đắc tội Trần Đức. Cân nhắc đủ loại, ông ta không thể không thu. Tốt, quả nhiên viện trưởng là một người sáng khoái, Trần Đức cười, thông linh đan vô dụng với anh, hôm nay ở Vô Song môn, anh có đầy đủ tài nguyên có thể luyện ra được đan dược tốt hơn. Thông linh đan, anh muốn thì có thể tu luyện bất cứ lúc nào. Thay vì cho cấp dưới, chỉ bằng cho Công Tôn Hằng một ân huệ, để sau này ông ta chú ý đến đám người Kỳ Hàn nhiều hơn. Tàng Kinh Các nằm ngay bẽn vách đá Thiên Huyền Phong, xây dựng giống như lầu các cổ đại, bên trong cửa thỉnh thoảng có một vài đệ tử đi vào và một vài đệ tử đi ra. Tầng 1 của Tàng Kinh Các có một vài sách về tu hành, tầng 2 đến tầng 6 thì là võ kỹ càng ở phía trên thì càng chân quý. Ngày thường đệ tử trong Vô Song môn không có sự cho phép của. Công Tôn Hằng đi lên trước dẫn đường, đến Tàng Kinh Các, ông ta cung kính hành lễ với một lão giả trông lôi thôi lếch thếch, lão Trình. Lão giá quần áo tầm thường, ông ta ngồi trên ghế không nhúc nhích, mắt hơi mở ra nhìn Công Tôn Hằng, ừ, vào đi. Cậu Trần, đi theo tôi. Công Tôn Hằng đi ở phía trước giới thiệu với. Anh, lão Trình là môn chủ nhiệm kỳ trước của Vô Song môn. Sư huynh của môn chủ Ngụy, năm nay đã 263 tuổi, ban đầu là người mạnh nhất Vô Song môn, từ đột phá Kim Đan Kỳ đến cảnh giới địa tiên chỉ cách một con đường, tiếc rằng. Hôm đột phá cũng là ngày ông ấy mùng thọ 200 tuổi, bị người ta đánh trọng thương, không có cách nào tu võ được nữa. Một tầng cuối cùng của Thiên Nguyên Tam Trọng với Linh Căn Kỳ và Linh Hải Kỳ ở trước rất khác nhau. Trước đó chỉ phân ba cảnh giới nhỏ là sơ, trung và đỉnh phong. Nhưng Kim Đan Kỳ lại có 9 tầng. Vô Song môn mấy trăm năm nay chỉ có một mình Trình Kiếm Phong có khả năng đột phá Kim Đan Kỳ. Có thể tưởng tượng được. Đối với Vô Song môn mà nói, đó là chuyện quan trọng biết nhường nào. Bị ai đánh trọng thương, Trần Đức kinh ngạc hỏi, đường đường là môn chủ của Vô Song môn mà lại có người dám đánh ông ta bị thương. Ai, một trong những người canh giữ Côn Luân Hư, Lâu Vạn Xuân, Công Tôn Hằng lắc đầu, khi nhắc đến Lâu Vạn Xuân. Sắc mặt ông ta lóe lên vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Lâu Vạn Xuân. Ánh mắt Trần Đức đông cứng, anh có phần chấn động, người sắp đột phá Thiên Nguyên Tam Trọng đến cảnh giới địa tiên cũng bị ông ta đánh trọng thương. Thực lực của Lâu Vạn Xuân kinh khủng đến mức nào? Hơn nữa, quan trọng đây còn là chuyện của hơn 60 năm trước. Hơn 60 năm qua đi, Lâu Vạn Xuân sẽ cố thế đạt tới loại nào đẩy?
Không sai. Công Tôn Hằng nặng nề gật đầu, chính là Lâu Vạn Xuân, xem ra cậu cũng đã từng nghe qua. Các trưởng lão bao gồm cả môn chủ của Vô Song Môn cũng muốn báo thù, chỉ tiếc rằng thực lực khác biệt quá lớn, thực lực người canh giữ và những người Côn Luân hư chúng tôi đã hoàn toàn là hai tồn tại, một trời một đất không thể coi như nhau. Công Tôn Hằng vô cùng thổn thức, nếu Lão Trình đột phá thành công, Vô Song Môn sẽ có tình cảnh thế nào? Chỉ tiếc rằng tất cả cũng chỉ là suy đoán chủ quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.